anh ta đi vào bệnh viện thì nhìn thấy trong phòng bệnh có thêm một đóa hoa bách hợp. Anh ta nói, từ khi nào mà cậu có sở thích này rồi? Khách không mời mà đến đưa tới. Đối tượng ra mắt của cậu à? Cố Gia Huy đã nói cho Lệ Nghiêm biết chuyện này nên anh ta biết rất rõ. Khương Tuấn đã bị trừ lương rồi. Làm việc không tốt, để người không có phận sự đi vào đây. Vừa nhìn là đã biết cô Chiêu nhà họ Trình kia cũng chẳng phải là hạng người hiền lành gì. Có khi nào cô ta sẽ làm gì đó với Hứa Minh Tâm không? Cô ta dám ư? Cố Gia Huy híp mắt, trong đôi mắt anh có chút khát máu. Mỗi người đều có giới hạn của mình, anh có thể tha thứ cho Trịnh Anh làm sằng làm bậy cũng bởi vì anh không quan tâm. Nhưng nếu như cô ta không biết điều, trêu chọc Hứa Minh Tâm thì cũng đừng trách anh không nể mặt ông Trình. Cố Gia Huy nghĩ tới Hứa Minh Tâm, không biết vì sao mà đột nhiên anh lại có chút không yên. Khi nào tôi mới có thể xuất viện, lần này chỉ là tiêu chảy, vì sao phải nằm viện chứ? Cũng sắp rồi, quan sát thêm nửa ngày là được rồi. Càng nhanh càng tốt, tôi sợ lâu quá sẽ lộ mất. Đến lúc đó sẽ khiến cho Hứa Minh Tâm lo lắng. Lệ Nghiêm nghe thế thì nhếch môi. Anh ta muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại kiềm chế được, không nói thêm câu nào. Hứa Minh Tâm về trường với tâm trạng phức tạp, cô không thể nào chú tâm nghe giảng được nữa. Những lời mà Trịnh Anh cứ như một tảng đá đè nặng trong lòng cô khiến cho cô không thể nào thở nổi. Lúc Hứa Minh Tâm sắp tan học thì Cố Gia Huy gọi điện thoại tới. Cô sợ tới nỗi run cả người, cũng không dám nhận, không dám từ chối. Chỉ có thể giả vờ như không ai nghe. Anh gọi mấy cuộc. Cuối cùng gửi một tin nhắn tới. Minh Tâm, ngoan ngoãn đợi anh ở trường. Tối nay anh tới đón em, chúng ta đi ăn cơm. Anh muốn tới tìm mình ư? Không được, mình là kẻ gây họa, chỉ làm liên lụy đến anh thôi. Trái tim của Hứa Minh Tâm loạn như ma, cũng không quan tâm là đang học mà trực tiếp xách cặp rời đi. Thầy giáo đứng trên bục giảng thấy thế thì gõ mặt bàn mấy cái, cô kia, cô làm gì thế hả? Đây là lớp học đó. Đây là buổi tọa đàm nên các cấp đều tới, Ngôn Hải cũng có mặt. Mục đích của anh ta rất đơn giản, bởi vì Hứa Minh Tâm ở đây anh ta mới tới. Ngôn Hải thấy Hứa Minh Tâm ra ngoài thì lo lắng cho cô nên cũng vội vàng đi theo. Ngôn Hải, cậu đi làm cái gì? Cậu là hội trưởng hội học sinh, phải tuân thủ kỷ luật. Thầy giáo không biết Hứa Minh Tâm nhưng lại biết Ngôn Hải. Nhưng anh ta cũng chẳng quan tâm đến ông ấy mà vội vàng rời đi. Khi anh ta đi ra khỏi cửa thì thấy bóng dáng Hứa Minh Tâm biến mất ở chỗ khúc cua, thế là vội vàng đi nhanh hơn. Hứa Minh Tâm. Ngôn Hải tóm lấy cánh tay của cô rồi kéo cô lại. Hứa Minh Tâm quay người nhìn Ngôn Hải trước mặt. Anh Ngôn Hải. Ngôn Hải nhìn thấy mắt cô đỏ rực, trên lông mi còn dính chút nước mắt óng ánh thì không khỏi đau lòng. Sao lại khóc rồi? Anh ta nhíu mày rồi hỏi, có phải là Cố Gia Huy bắt nạt em không? Hứa Minh Tâm nghe nhắc tới Cố Gia Huy thì mọi sự tủi thân mà cô kiềm nén đều không nhịn được nữa mà bộc phát ra ngoài. Cô vội vàng lắc đầu, muốn nói chuyện nhưng trong họng lại như bị nhét bông, không thể nào nói ra được. Nước mắt như vòng ngọc bị đứt, rơi xuống không ngừng. Ngôn Hải nhìn thấy Hứa Minh Tâm khóc như thế thì trái tim anh ta như bị người khác chia năm xẻ bảy. Ngôn Hải ôm Hứa Minh Tâm vào lòng, tay anh ta run lên mấy lần rồi cuối cùng mới lấy hết can đảm mà nhẹ nhàng đặt lên người cô. Anh ta dịu dàng vỗ về rồi sờ đầu Hứa Minh Tâm và nói cho anh biết, có phải là Cố Gia Huy bắt nạt em không? Nếu không thì sao em lại buồn như thế này chứ? Anh Ngôn Hải, em vụng về lắm đúng không? Em vô dụng lắm nên mới sống một cách thất bại như thế này đúng không? Sao lại nói như thế chứ? Em vẫn luôn rất cố gắng mà. Đến anh còn không khen em, xem ra em có cố gắng cũng chẳng có tác dụng gì. Hứa Minh Tâm nghe Ngôn Hải ca ngợi thì lại càng khóc to hơn. Ngôn Hải có chút giờ khóc giờ cười, anh ta không ngừng an ủi Hứa Minh Tâm. Anh ta kéo cổ tay Hứa Minh Tâm đi tới khu vườn nhỏ trong sân trường. Cuối cùng vẫn là không dám vượt qua, nhìn tay của cô ở ngay trước mắt nhưng lại không dám cầm lấy. Chỉ có thể cầm lấy cổ tay cô một cách lịch sự. Em vẫn chưa nói cho anh biết là đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Sao em lại buồn bã như thế? Ngôn Hải, em không xứng với Cố Gia Huy, em vô dụng quá. Hứa Minh Tâm vừa thút thít vừa nói. Thừa nhận chính mình vô dụng là một chuyện rất tàn nhẫn. Đây là do Cố Gia Huy tự mình nói với em à. Đâu cần anh ấy phải nói với em chứ. Em tự mình biết mình mà nhận ra vấn đề này. Hứa Minh Tâm cúi đầu xuống rồi nói với vẻ buồn bã.
Cô vừa nghĩ tới đây thì nước mắt bắt đầu không khống chế được mà rơi xuống. Trái tim cô như bị người khác dùng kim đâm thành từng lỗ nhỏ. Không lành được, chỉ có thể canh cánh trong lòng. Minh Tâm, chú ta sẽ chế bài em nhưng anh thì không. Ngôn Hải không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Anh ta nắm chặt bờ vai của Hứa Minh Tâm rồi nhìn thẳng vào mắt cô và nói, trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mắt là người trong lòng. Nếu em thật sự cảm thấy Cố Gia Huy không thích hợp với mình thì em có thể suy nghĩ về anh. Cố Gia Huy có mục đích có chí hướng rất cao, anh ta cần một người phụ nữ có thể trợ giúp mình nhưng anh thì không. Anh chỉ muốn có thể ở bên cạnh người mình yêu tới hết cuộc đời này. Anh Ngôn Hải, sao lại nói tới chuyện tỏ tình rồi? Anh đã thử buông em rất nhiều lần, nhưng anh không làm được. Anh vẫn thích em, làm sao bây giờ? Trong lòng Ngôn Hải đang rất dãy dụa, cũng rất khổ sở. Hứa Minh Tâm muốn lùi về sau một bước nhưng Trịnh Anh lại nhìn thấy. Nhưng em là vợ chưa cưới của Cố Gia Huy. Anh không quan tâm, anh có thể cố gắng để có được em. Chỉ cần em cho anh cơ hội thì anh sẽ không từ bỏ. Ngôn Hải, em muốn ôm anh, được không? Cái gì? Ngôn Hải có chút kinh ngạc, anh ta còn chưa kịp phản ứng thì Hứa Minh Tâm đã nhẹ nhàng ôm lấy eo anh ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chôn trong lòng Ngôn Hải. Anh ta có thể cảm nhận được vạt áo trước ngực mình đã ướt nhẹp. Em xin lỗi. Giọng nói nghẹn ngào của Hứa Minh Tâm vang lên, gõ lên trái tim của anh ta. Đột nhiên Ngôn Hải nhận ra được điều gì đó, anh ta muốn xoay người nhưng lại bị Hứa Minh Tâm giữ lại. Đừng, anh ấy ở đằng sau. Em muốn chú ta mất hy vọng ư. Ngôn Hải khổ sở nhắm mắt lại, anh ta nở một nụ cười đắng chát. Cô lựa chọn từ bỏ Cố Gia Huy nhưng cũng không cho mình cơ hội. Câu, em xin lỗi, kia đã nói rất rõ ràng. Anh ấy xứng đáng tìm được người tốt hơn, không nên ở bên cạnh em. Em không cho anh ấy được cái gì nhưng em có thể cho anh ấy tự do. Được, vậy anh tác thành cho em. Ngôn Hải cúi người rồi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Minh Tâm mà đè môi xuống. Hứa Minh Tâm nhìn về phía anh ta với vẻ khiếp sợ. Hai người không hề hôn nhau, ngón tay cái của Ngôn Hải đặt trên môi cô. Biến thành trở ngại lớn nhất giữa môi hai người. Mặc dù không có chạm môi nhưng cô có thể cảm nhận được rất rõ hơi thở ấm áp trên người Ngôn Hải truyền tới. Anh ta và Cố Gia Huy không giống nhau. Nhìn thì Cố Gia Huy đối xử với cô rất dịu dàng nhưng thật ra rất bá đạo. Ngôn Hải lại khác, anh đối xử với cô tựa như dòng suối chảy, nhẹ nhàng, dịu dàng, mềm mại. Nhưng tình yêu là thứ không thể tiêu hao. Ngôn Hải sẽ từ bỏ, sẽ tìm một người con gái yêu mình. Cô rất cảm ơn vì anh đã để lại một vệt màu chói lọi trong những năm tháng cô vừa biết yêu. Nhưng cô không thể nào đáp lại được, nhưng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, vẫn luôn cảm kích. Cảm ơn anh, Ngôn Hải. Ngôn Hải nghe thấy thế thì trái tim rất đau đớn, nhưng sau đau đớn vẫn còn có chút ngọt ngào, cũng xem như là sự hồi báo lớn nhất. Hai người cứ thế cách một ngón tay mà hôn nhau trọn vẹn 3 phút. Cô buông Ngôn Hải ra. Hứa Minh Tâm nhìn về phía nơi xa trống vắng thì không biết tâm trạng của mình bây giờ là như thế nào. Trái tim cô như bị một tảng đá đè lên, khiến cho cô không thể nào thở nổi. Ngôn Hải, em đói rồi, em đi ăn cơm đây. Anh đi với em muốn ở một mình. Hứa Minh Tâm cúi đầu xuống, cô nói rất nhỏ, mang theo một chút đau đớn. Minh Tâm, nếu như em đi mở huyệt rồi thì có thể quay đầu lại, anh vẫn luôn đứng đây đợi em. Ngôn Hải. Anh có thể tìm được một người càng tốt hơn. Anh đợi em, không phải là vì tình yêu, mà là tình nghĩa giữa đàn anh đàn em. Cho dù anh có bị em từ chối thì anh vẫn sẽ đối xử tốt với em. Trong mắt anh em và BMC chẳng khác gì là em gái anh cả. Em chắc sẽ không từ chối ý tốt của một người anh trai chứ. Ngôn Hải biết là nếu anh ta nói cho Hứa Minh Tâm biết rằng mình vẫn chưa bỏ được cô thì chắc chắn cô sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi. Sau này cũng sẽ không đón nhận ý tốt của anh ta nữa. Anh ta không muốn như thế, cho dù hai người sau này không thể ở bên nhau thì Ngôn Hải cũng hy vọng rằng có thể đối xử tốt với cô trong phạm vi năng lực của mình. Hạnh phúc. Anh ta hy vọng rằng hai người đều có được hạnh phúc, chỉ thế mà thôi. Hứa Minh Tâm nghe vậy thì đôi mắt có chút ướt át, cô nhìn chằm chằm vào Ngôn Hải. Cảm ơn anh đã thích em, khiến cho em cảm thấy. Em cũng không có tệ đến thế. Anh thích em chắc chắn là có lý do, chắc chắn trên người em cũng có điểm sáng nào đó, chỉ là em vẫn chưa phát hiện ra mà thôi. Cảm ơn anh đã phát hiện điểm tốt của em, cảm ơn anh đã không tạo áp lực cho em. Muốn làm gì thì làm đi, đừng để mình uất ức là được rồi.
Vâng. Hứa Minh Tâm gật đầu rồi quay người rời đi. Cô đi rất nhanh, vì sợ rằng Môn Hải sẽ nhìn thấy nước mắt mình rơi trên mặt đất. Hứa Minh Tâm quyết định về nhà họ Cố, cho dù có chia tay cũng phải nói rõ trước mặt nhau. Cô ngồi đợi xe buýt thật lâu, cũng đi đường rất lâu. Đợi tới khi cô về tới biệt thự thì cũng đã là 9 giờ tối. Cô nhìn cửa lớn gần trong gang tấc nhưng không có can đảm gõ cửa. Tay cô nắm chặt rồi lại buông ra, làm như thế rất nhiều lần cuối cùng vẫn chưa thể hạ quyết tâm. Ngay lúc Hứa Minh Tâm muốn từ bỏ thì không ngờ chú An lại đi ra mở cửa. Cô Minh Tâm, sao cô lại ở ngoài cửa mà không vào nhà? Không phải cô đã nhận mã vẫn tay rồi sao? Cháu vừa về tới. Hứa Minh Tâm nói một cách lắp bắp. Mau vào đi, khó được một hôm cậu chủ về sớm muốn ăn cơm chung với cô. Cái gì? Hứa Minh Tâm nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm rồi. Cố Gia Huy đã nhìn thấy mình và Hứa Minh Tâm làm thế rồi mà vẫn muốn ăn tối với mình ư? Chẳng lẽ là bữa tối cuối cùng? Hứa Minh Tâm đi vào rồi còn cố ý soi gương một chút. Trang điểm trên mặt vẫn còn, không nhìn ra dấu bạt tai kia. Cô hít sâu một hơi rồi lấy hết can đảm mà đi vào. Cố Gia Huy đang ngồi trong phòng ăn đợi mình. Cô vừa đi qua thì thấy Cố Gia Huy đi ra khỏi phòng bếp, trên tay anh bưng một đĩa cánh gà coca. Mau ngồi xuống đi, anh vất vả lắm mới làm được một bàn đồ ăn này đấy. Lát nữa em phải ăn nhiều vào. Cố Gia Huy vừa cười vừa nói, anh đi tới trước mặt Hứa Minh Tâm rồi xoa đầu cô, vẫn cưng chiều như trước đây. Hứa Minh Tâm ngây ngẩn. Không phải là anh đã nhìn thấy hết rồi sao? Vì sao vẫn giống như chưa xảy ra chuyện gì vậy chứ? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Không thể nào. Cô ngồi xuống, Cố Gia Huy gắp thức ăn cho cô rồi nói, đừng để đói, miễn cho truyền ra ngoài còn nói là anh ngược đãi em không cho em ăn cơm. Anh tới trường đúng không? Hứa Minh Tâm khó mà nuốt xuống được, cô hỏi. Nụ cười trên mặt Cố Gia Huy cứng lại, Hứa Minh Tâm đã hiểu. Mọi sự bình tĩnh từ nãy tới giờ đều là do anh giả vờ mà thôi. Anh đã biết hết mọi chuyện nhưng lại giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sao mà thế được chứ? Nếu như có thể thì cô cũng rất muốn quên sạch những gì Trịnh anh nói. Anh cũng đã nhìn thấy rồi đúng không? Anh biết em không tự nguyện, anh tin tưởng em cho nên cũng chẳng có gì để hỏi cả. Cố Gia Huy vẫn luôn kiềm chế, anh muốn dàn xếp ổn thỏa nhưng Hứa Minh Tâm lại không để cho anh như nguyện. Hết lần này tới lần khác cô phải cậy vết sẹo này ra, khiến cho máu me đầm đìa. Nụ cười trên mặt anh đã không thể nào duy trì được nữa. Em nghĩ thật lâu, em ở bên cạnh anh có áp lực quá lớn, không thoải mái. Yêu đương mà còn phải lén lén lút lút, em nghĩ chúng ta vẫn nên chia tay thì hơn, chúng ta không hợp nhau. Chia tay. Cố Gia Huy nghe thế thì híp mắt lại. Anh nhắc lại một lần. Hai chữ này thoát ra khỏi cánh môi mỏng gợi cảm của anh mang theo một chút lạnh lẽo. Hứa Minh Tâm hít sâu một hơi rồi cố gắng gật đầu, cô nói, vâng. Nếu anh nói không thì sao? Cho dù anh có nói gì thì cũng không có tác dụng. Em đã quyết định rồi, em chúc anh tiền đồ như gấm, chúc anh tìm được người càng tốt hơn em. Tạm biệt. Hứa Minh Tâm nói vội rồi đứng dậy muốn chạy khỏi đây. Nhưng Cố Gia Huy đã đuổi theo. Dưới ánh đèn vàng. Anh ôm chặt cô từ phía sau. Em có thể không yêu anh yêu em là được rồi. Anh không cho phép em rời xa anh, em nghe rõ chưa? Cố Gia Huy, thật ra trong lòng anh cũng hiểu rõ, chúng ta hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới. Em hòa nhập vào thế giới của anh rất khó khăn, anh cũng thế. Không có cách nào để vẹn toàn đôi bên cả. Em cảm thấy rất mệt mỏi, mỗi ngày ở bên cạnh anh đều rất mệt mỏi, áp lực đến nỗi em sắp thở không ra hơi. Em không thích anh trở nên đẹp trai, em không thích anh trở thành chủ tịch của JNC. Thân phận này của anh khiến cho em cảm thấy mình rất nhỏ bé. Anh cứ xem như là bỏ qua cho em đi được không? Hứa Minh Tâm nói xong câu này một cách đau đớn. Mỗi chữ đều giống như con dao đâm thẳng vào trái tim của hai người. Nỗi đau dao cồn cắt thịt cũng đại khái là như thế này mà thôi. Cố Gia Huy nghe những lời mà Hứa Minh Tâm nói thì cả cơ thể cao lớn của anh run lên. Cô chưa từng nói với anh như thế. Anh đã làm hết sức mình để bảo vệ cô, nhưng cô vẫn không thể vui vẻ được. Đây là những lời thật lòng của em sao? Cố Gia Huy buông tay ra, hai bàn chân anh như bị rót chì, tấm lưng cứng ngắc. Vâng, là anh ép buộc em. Sau lưng Hứa Minh Tâm vang lên tiếng tự giễu của Cố Gia Huy. Một tiếng cười lạnh lùng ngắn ngủi kia như đâm thẳng vào trái tim cô.
Trái tim cô trong giây phút này đã chảy máu đầm đìa. Em đi đi, không cần quay về nữa. Đồ đạc lúc sau anh sẽ nói Chu An gửi qua cho em. Vâng. Cô chỉ dám nói từng chữ một, sợ rằng Cố Gia Huy sẽ nghe được giọng nghẹn ngào của mình. Cố Gia Huy không biết, bàn tay nhỏ bé giấu trong áo của cô đã siết chặt lại, dùng toàn bộ sức mạnh để trừng phạt chính mình. Cô rất bước ra đi mà như bước trên lưỡi dao. Cuối cùng cô đi ra khỏi cửa chính, Cố Gia Huy vẫn đứng ở chỗ cũ, ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô. Anh rất hy vọng rằng Hứa Minh Tâm sẽ quay đầu nhìn mình. Nhưng cô đã đi thật rồi, không hề quay đầu lại. Chú An! Cố Gia Huy thốt lên một tiếng đầy đau khổ. Chú An vội vàng đi lên trước, ông ấy cũng không biết vì sao đột nhiên hai người lại cãi nhau, thậm chí còn chia tay. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Chú An nhìn cơ thể Cố Gia Huy lảo đảo một chút thì vội vàng bước tới đỡ anh. Cố Gia Huy đưa tay lên tường để chống đỡ sức nặng cơ thể của mình rồi nói, chú đi theo Hứa Minh Tâm, đừng để cô ấy phát hiện. Phải thấy cô ấy về trường an toàn rồi hãy quay lại. Cậu chủ, nhưng mà cậu, đi nhanh đi, cô ấy không thể xảy ra chuyện gì được. Được thôi, rõ ràng là trong lòng còn nhớ nhưng hết lần này tới lần khác lại lựa chọn buông tay. Đợi sau khi chú An đưa Hứa Minh Tâm tới trường an toàn về thì thấy Cố Gia Huy đã uống rất nhiều rượu, một bàn đồ ăn đầy ắp vẫn chưa được đụng miếng nào. Cho dù người có làm bằng sắt cũng không chịu được. Ông ấy vội vàng gọi điện thoại cho Lệ Nghiêm rồi nói rõ mọi chuyện. Cố Gia Huy uống rượu cả đêm, ngày hôm sau anh tỉnh lại thì đầu đau như muốn nứt ra. Minh Tâm, Cố Gia Huy nhìn thấy bên cạnh giường có bóng người mơ hồ thì còn tưởng rằng là Hứa Minh Tâm. Anh chưa kịp vui vẻ mấy giây thì đã tỉnh táo lại và thấy được Lệ Nghiêm. Nhìn thấy tôi thất vọng lắm chứ gì. Lệ Nghiêm nhìn thấy ánh mắt của Cố Gia Huy ảm đạm xuống thì nói với vẻ bất đắc dĩ. Không phải. Cố Gia Huy nói với vẻ thản nhiên. Anh ngồi dậy rồi nói tiếp, chú An lo lắng quá rồi, nếu là cậu mệt thì nghỉ đi. Tôi phải tới tập đoàn. Xem ra cậu không muốn nói chuyện với tôi rồi. Tôi còn tưởng rằng hai anh em chúng ta không còn gì giấu nhau được nữa chứ. Cố Gia Huy nghe thấy thế thì khóe miệng có hơi cứng lại. Cũng không phải là anh không muốn nói, mà là có một số chuyện quá đau khổ, không thể thốt thành lời. Như thế sẽ khiến cho anh có một cảm giác mình tự tay cào rách vết thương của mình rồi sát muối lên một lần nữa. Tôi có thể tự điều chỉnh. Chuyện này thì tôi tin, năm xưa cậu cũng như thế. Chỉ là có một số việc giấu trong lòng không khó chịu sao. Nếu cậu không muốn nói với tôi thì tôi cũng không nói cho cậu là hôm nay tôi đã gặp Hứa Minh Tâm ở gần bệnh viện. Lệ Nghiêm nói một cách tùy ý rồi muốn quay người rời đi. Cố Gia Huy nghe thấy thế thì vội vàng gạch dưới đi tới giữ chặt vai anh ta và nói, cậu nói cái gì? Sao, muốn nói chuyện với tôi chưa hả? Lệ Nghiêm nói với vẻ danh mãnh. Mau nói đi, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Lệ Nghiêm nói ra những chuyện mà mình nhìn thấy. Cô ấy sợ cậu lo lắng nên không cho tôi nói cho cậu biết. Cho nên tôi giấu thay cô ấy. Bây giờ nghĩ lại thì vết bạt tai trên mặt cô ấy không đơn giản đâu. Sáng nay, bệnh viện. Cuối cùng Cố Gia Huy cũng có chút đầu mối. Dường như anh nghĩ tới điều gì đó rồi lập tức sau Khương Tuấn đi điều tra camera giám sát trong bệnh viện. Anh có thể thấy rõ ràng Trịnh Anh dẫn Hứa Minh Tâm vào bệnh viện. Rồi hai người xảy ra tranh chấp trong một chỗ hành lang vắng vẻ. Trịnh Anh đẩy Hứa Minh Tâm xuống đất, tiếp theo lại còn vừa hung ác giáng cho cô một cái tát. Cố Gia Huy nhìn thấy cảnh này thì không kiềm chế được mà siết chặt tay lại, bàn tay anh kêu lên từng tiếng răng rắc. Sau đó Cố Gia Huy lại nhìn camera giám sát trên đường. Nhìn thấy Hứa Minh Tâm băng qua đường một cách hoảng hốt rồi bị xe tông, ngã xuống đất. Ngay lúc đó, trái tim của anh như bị ai bóp chặt, hận không thể để mình chịu đau thay cô. Trịnh Anh! Cố Gia Huy nghìn tính vạn tính. Nhưng lại không ngờ rằng cô ta lại to gan lớn mật như thế, vậy mà lại còn dám tìm tới Hứa Minh Tâm. Đã biết rõ sự thật rồi, xem ra cô nhóc nhà cậu cũng chịu không ít khổ đấy nhỉ. Tôi nói cậu cũng thật là, ngồi đây uống rượu có tác dụng gì chứ? Cảm ơn cậu chính là cứu tinh của tôi đó. Cố Gia Huy nói với vẻ kích động, anh vỗ vai Lệ Nghiêm mấy lần rồi lao ra ngoài. Anh cũng không vội đi tìm Hứa Minh Tâm, bởi vì anh biết tính cách của cô. Chắc chắn cô sẽ không nói ra mọi chuyện. Anh muốn đi tìm Trịnh anh muốn biết đến cùng là hai người đã nói cái gì. Cố Gia Huy tới nhà họ Trình. Sau khi Trịnh Anh biết được tin này thì vội vàng thay quần áo trang điểm.
nhưng cô ta còn chưa trang điểm xong thì Cố Gia Huy đã đẩy cửa đi vào. Ông Trịnh vừa cười vừa nói, Cố Gia Huy vừa tới đã đòi gặp cháu, còn chẳng muốn ngồi uống với ông chén trà. Vậy hai đứa nói chuyện đi, ông cũng không quấy rầy nữa, đợi lát nữa nhớ ở lại ăn trưa. Ông nội mau đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy bọn cháu. Trịnh Anh thẹn thùng rồi đẩy ông Trình đi ra ngoài. Sau khi cửa phòng được đóng lại thì John Zifon cũng chỉ còn hai người bọn họ. Anh nghĩ thông rồi đúng không, cho nên mới đặc biệt tìm tới nhà muốn ở bên em. Anh cũng không điện thoại trước một tiếng để em chuẩn bị cho cẩn thận. Vội vàng quá rồi đấy. Trịnh Anh nói với vẻ đắc ý. Cô đi tìm Hứa Minh Tâm à? Cố Gia Huy không có thời gian nói nhảm với cô ta, anh nói thẳng vào chuyện chính. Trịnh Anh nghe thế thì nụ cười trên mặt cô ta cứng lại. Nhưng sau đó cô ta lại cảm thấy chẳng có gì phải sợ cả. Đúng, em đi tìm con nhỏ đó. Cô ta không tự mình biết mình, cũng nên có người tới nói cho cô ta tỉnh ra. Cô lại tự cho mình là thông minh rồi đấy nhỉ? Cố Gia Huy bước lên phía trước, anh đưa một tay bóp cổ Trịnh Anh, khiến cho cô ta phải lùi lại từng bước một, cuối cùng đụng phải vách tường. Trịnh Anh đột nhiên không thở được nên không ngừng giãy giụa. Anh muốn làm gì? Anh muốn giết tôi vì con đĩ kia sao? Đây là nhà họ Trình, anh dám ư? Cô mắng cô ấy thêm một câu nữa xem tôi có dám không? Cố Gia Huy híp mắt, trong mắt anh tràn ngập sự tức giận. Đôi môi anh mím lại, cả người đều là sự lạnh lẽo đáng sợ. Giờ đây, anh như con quỷ đến từ địa ngục để lấy mạng Trịnh Anh vậy. Cô ta nhìn thấy sự chết chóc trong mắt anh thật sự muốn giết mình. Chẳng lẽ, chỉ vì con vô dụng kia sao? Đến cùng là em đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ những gì em nói không phải là sự thật sao? Cô ta không giúp được anh, chỉ có em mới giúp được anh thôi. Cố Gia Huy, em thấy anh cũng là người thông minh. Đừng nói là anh bị con hồ ly tinh kia mê hoặc, choáng váng đầu óc rồi nhé. Hơn nữa, cô ta có chỗ nào tốt hơn em chứ? Trong mắt tôi thì cô ấy hơn xa cô. Cố Gia Huy nói từng chữ một, nhà họ Trình có cô thật là bi ai. Trịnh Anh, ông đây cảnh cáo cô một lần nữa, nếu cô dám đụng vào cô ấy thì tôi sẽ khiến cho cô sống không được mà chết cũng không xong. Tôi không đánh phụ nữ, nhưng không có nghĩa là những người dưới tay tôi sẽ không ra tay. Vòng tròn quý tộc trong thành phố này dơ bẩn cỡ nào, cô cũng biết mà nhỉ. Tự nhiên có hai người chết đi là một câu chuyện bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được. Anh vì một con nhóc chẳng có một chút giá trị kia mà dám uy hiếp em, dám uy hiếp nhà họ Trình ư. Trong mắt tôi thì nhà họ Trình các người chẳng là cái cứt chó gì cả. Cố Gia Huy trực tiếp đẩy cô ta ra, Trịnh Anh ngã xuống đất. Trịnh Anh nghe thấy anh nói thế thì giận mà không có chỗ xả. Nhưng cô ta lại không biết nên phản bác như thế nào. Nhà họ Trình đúng là không so được với nhà họ Cổ. Bây giờ Cố Gia Huy bộc lộ tài năng, không ai biết là đằng sau lưng anh có bao nhiêu quyền thế cả. Toàn bộ thành phố này chẳng ai dám tùy tiện làm mích lòng Cố Gia Huy. Người này, thần bí khó lường. Sao thế? Ông Trình đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng động thì vội vàng đẩy cửa đi vào. Ông ta thấy cháu gái yêu của mình ngã trên mặt đất. Vội vàng đi tới đỡ Trịnh Anh dậy. Ông Trình trách móc, Cố Gia Huy, sao cậu lại có thể làm thế với cháu gái yêu của tôi hả? Cho dù bố cậu có ở đây thì cũng không dám hùng hổ như thế. Cậu bắt nạt người khác trong nhà của chính họ luôn à? Ông Trình giận mà không kiềm chế được, bắt đầu bày ra uy nghiêm của mình. Nhưng Cố Gia Huy chẳng thèm sợ hãi. Anh nở một nụ cười giễu cợt rồi nói. Tôi dạy dỗ cháu gái của ông nên ông không vui chứ gì. Vậy lúc cháu gái của bác dạy dỗ vợ chưa cưới của tôi thì tôi cũng không vui đấy, tính sổ sao đây? Bác muốn tôi lấy chứng cứ ra hay muốn tự mình nghe cháu gái ông nói? Cô ta đã làm cái gì với vợ chưa cưới của tôi rồi? Đương nhiên là ông Trình biết những việc cháu gái mình làm. Khuyên cũng khuyên rồi nhưng cô ta không nghe, ông ta cũng chỉ có thể bảo vệ. Ông ta nhíu mày rồi nói, Hứa Minh Tâm và cháu gái nhà tôi cũng chỉ gần bằng tuổi nhau mà thôi. Người cùng tuổi thì cãi nhau đánh nhau có là gì. Nhưng cậu thì khác, cậu cao hơn con bé cả một đời, ỷ lớn hiếp bé. Tôi phải đi hỏi ông Thanh xem ông ấy dạy dỗ cậu thế nào. Ông Trịnh nổi giận đùng đùng rồi cất lời phản bác. Cố Gia Huy híp mắt, đúng là con cáo già, cái gì cũng có thể nói được. Người cùng thế hệ đùa giỡn ư. Anh nói với vẻ lạnh lùng, Hứa Minh Tâm bây giờ là vợ chưa cưới của tôi, cũng không phải là người cùng bối phận với cháu gái của bác. Mà là bề trên, là người lớn.
Cô ta không coi ai ra gì, nhỏ mà hiếp lớn, ông nên giải thích thế nào đây? Bác giao cho tôi dạy dỗ hay muốn để người trong thiên hạ đều biết cháu gái của bác ngang ngược độc ác như thế nào? Nồi ông Trình bị chặn hỏng không nói được thêm câu gì. Không coi ai ra gì, nhỏ mà hiếp lớn, tám chữ này quá nghiêm trọng, nhưng lại rất có lý. Ông nội, Trịnh Anh thấy ông nội mình không thốt nên lời thì lòng nóng như lửa đốt. Cô ta còn muốn nói mấy câu nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Cố Gia Huy nhìn tới, khiến cho cô ta sợ tới nỗi ngậm họng. Ánh mắt này, thật sự là quá đáng sợ. Bác Trình, bác vẫn là nên dạy tốt cháu gái của mình đi thì hơn. Nếu như dám tái phạm thì tôi sẽ trả lại gấp trăm lần. Cố Gia Huy nói xong rồi quay người rời đi. Trịnh Anh thấy Cố Gia Huy đi khỏi thì vẫn còn có chút không cam lòng. Ông nội, ông cứ để anh ấy đi thế hả? Cháu Hà, cậu ta không phải là người cháu có thể khống chế được đâu. Vậy tại sao Hứa Minh Tâm lại làm được, chẳng lẽ cháu thua cô ta ư? Cháu không cam lòng, ông nội cũng muốn anh ấy làm cháu rể của ông, đưa nhà họ Trình lên một tầng cao mới mà đúng không? Đúng là ông nội muốn thế nhưng cũng phải lượng sức mà làm. Cháu gái, cháu nghe ông nội khuyên, người này không thích hợp với cháu. Thanh niên tài tuấn trong thành phố này nhiều đến thế, sao cháu lại cứ phải treo cổ trên một thân cây chứ? Anh ấy là tốt nhất, làm gì có ai 28 tuổi mà được như anh ấy chứ? Cháu không cam, cháu không muốn từ bỏ. Hừ. Trịnh Anh nói với vẻ tức tối. Từ nhỏ tới lớn chưa từng có thứ gì cô ta muốn mà không có được. Cô ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế đâu. Cố Gia Huy đi tới trường học, Hứa Minh Tâm vừa mới tan học, những người còn lại đều đi ăn cơm nhưng cô lại không có chút hứng thú. Bài tập mà thầy giao khó quá, cái này phải tính, cái kia cũng phải tính. Tỷ suất thuế mỗi năm còn thay đổi nữa chứ. À, không làm được, khó quá rồi. Hứa Minh Tâm kêu lên một tiếng rồi trực tiếp ném sách xuống đất. Không khí im lặng đi, cuối cùng cô vẫn nhếch nhác đi nhặt sách về. Cô lẩm bẩm, cho dù khó thì sao chứ, còn không phải là phải làm à, ngày mai nộp cái gì chứ. Mình đã mất đi người chỉ bài rồi, cũng chẳng còn ai nữa. Bây giờ phát cáu cho ai nhìn chứ? Đúng thế. Bây giờ cô phát cáu cho ai nhìn? Hứa Minh Tâm nghĩ tới đây thì trái tim cô lại đau thắt lại. Nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài trên mặt. Cô nháy mắt, cố gắng nhìn lên trần nhà để nước mắt chảy ngược về. Nhưng vẫn không thể khống chế nổi, cuối cùng nước mắt vẫn rơi xuống. Không khóc, không khóc, Cố Gia Huy đã không có ở đây rồi mình khóc cho ai xem chứ. Chỉ có ở trước mặt người yêu thì mới có thể khóc một cách không chút e dè nào. Bởi vì Hứa Minh Tâm biết rằng cho dù mình có quậy có khóc thì Cố Gia Huy chắc chắn sẽ chiều mình. Nhưng bây giờ cô đã làm mất người mà cô yêu nhất rồi. Hứa Minh Tâm nhìn đề toán trước mắt, những ký hiệu siêu siêu vẹo vẹo kia dần trở nên mơ hồ. Tí tách, một giọt nước mắt óng ánh nhỏ uống trang giấy, loang ra làm nhòe đi màu mực. Hứa Minh Tâm rất muốn khóc to lên một lần, dù sao chỗ này cũng không có ai. Cô vẫn luôn kiềm chế từ hôm qua cho tới bây giờ, trong lòng cảm thấy rất đắng chát. Giống như là ăn mướp đắng, giống như là ăn phải hoàng liên. Ngay lúc cô định khóc to một trận thì đột nhiên có một tờ giấy xuất hiện trước mặt cô. Hứa Minh Tâm hơi ngẩng người thì nhìn thấy bóng người quen thuộc. Cố Gia Huy tới rồi. Không thể để anh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác khổ sở này của mình được. Cô vội vàng quay người, lau đi nước mắt rồi nói, sao? Sao anh lại tới đây? Anh không tới thì sao biết em còn đang vì anh mà đau lòng rơi nước mắt chứ hả? Giọng nói của Cố Gia Huy rất dịu dàng. Anh nhìn cơ thể gầy gò của cô mà chẳng thể nào tức giận được. Sao cô nhóc này có thể đần tới mức này chứ? Sao không hỏi anh nghĩ như thế nào? Nếu như anh thật sự chê cô thì từ khi bắt đầu đã không trêu chọc cô rồi. Nếu đã trêu chọc thì anh cũng đã chuẩn bị xong tinh thần bảo vệ và yêu thương cô cả đời. Không phải em khóc vì anh, mà là vì đề khó quá mà thôi. Bài này anh giảng cho em rồi. Cố Gia Huy nhìn thoáng qua trang sách rồi nói. Vậy thì sao chứ? Em ngốc lắm, không biết chính là không biết. Anh có giảng đi giảng lại mấy lần đi chăng nữa thì em cũng không hiểu được. Hứa Minh Tâm nói với vẻ tức giận, không phải cô tức Cố Gia Huy mà là đang tức chính mình. Tức mình vô dụng, chẳng khác gì đồ ăn hại cả. Hứa Minh Tâm cầm sách lên rồi chuẩn bị rời đi, nhưng lần này Cố Gia Huy không để cô đi. Nếu để cô đi lần nữa thì sợ rằng mình là thằng ngốc rồi. Anh vội vàng kéo cô vào lòng mình. Tham lam mà hít lấy mùi hương trên người cô. Tối qua Cố Gia Huy uống say,
cả đêm không thể yên giấc, bởi vì trong lòng thiếu mất một người. Anh buông em ra. Hứa Minh Tâm giãy giụa nhưng lồng ngực anh cứ như tường đồng vách sắt, cô không thể nào thoát ra được. Cuối cùng cô mệt đến nỗi thở hồng hộc, hai mắt hồng hồng. Vì sao mà Cố Gia Huy không chịu buông tha cho chính mình chứ? Anh nói lời phải giữ lời chứ hả? Anh nói để em đi vậy bây giờ anh đang làm cái gì? Ôm em. Anh buông ra, anh mà không buông ra thì em gọi người tới đấy. Gọi tới cũng tốt, để mọi người biết em là vợ chưa cưới của anh. Nếu như không phải là em chưa tới tuổi kết hôn thì anh muốn đưa em đi công chứng ngay lập tức rồi. Miễn cho em suy nghĩ lung tung, miễn cho anh run sợ. Em không muốn kết hôn với anh buông em ra. Cô không dám to tiếng, sợ người ta nghe thấy sẽ tới đây. Hứa Minh Tâm, đến cùng là anh phải làm gì em mới tốt đây? Trịnh anh tới tìm em đúng không? Hứa Minh Tâm nghe thế thì run lên, con người cũng co lại. Cô cắn răng, không biết nên nói như thế nào. Em chọn tin cô ta mà không tin anh đúng không? Cố Gia Huy buông Hứa Minh Tâm ra rồi nhìn vào nước mắt của cô, anh không thể nào nổi giận được. Cố Gia Huy mới là người muốn phát điên nhất, cho dù là tội phạm cũng có cơ hội kháng cáo, nhưng thẩm phán Hứa Minh Tâm này lại trực tiếp định tội tử hình cho anh. Thậm chí anh vẫn còn đang mơ mơ màng màng, cái gì mà áp lực lớn chứ, mọi thứ chỉ là nói nhảm mà thôi. Rõ ràng là do cô nhát gan muốn thoát khỏi anh, muốn chạy trốn rồi còn tìm lý do cho mình. Hứa Minh Tâm nghe thấy anh nói như thế thì nhìn vào gương mặt đẹp trai trước mắt. Cô nháy mắt, giọt lệ long lanh rơi xuống, không phải là em tin cô ta, cũng không phải em không tin anh mà là đột nhiên em nhận ra được sự chênh lệch giữa hai chúng ta. Tựa như những đồ ăn kia đã là bằng chứng tốt nhất. Anh nhập viện hai lần mà cũng chẳng nói với em một câu. Nếu anh nói anh không ăn được những thứ đó thì chắc chắn em sẽ không bắt anh ăn. Nếu anh có chuyện gì thì em phải làm thế nào đây? Cô nói với vẻ tức giận, cô tức mình cũng ởi vì chuyện này. Cố Gia Huy nghe thế thì rất đau lòng. Anh dùng lòng bàn tay của mình mà lau đi nước mắt cho cô rồi nói, không phải là anh không ăn được, chỉ là anh chưa quen mà thôi. Vốn là không ăn được, em cũng không. Phải là trẻ em 3 tuổi, anh không lừa được em đâu, anh biết em không phải trẻ em 3 tuổi. Em là cô nhóc 18 tuổi, vẫn còn phải dỗ dành. Cố Gia Huy nói một cách nhẹ nhàng, anh muốn ôm cơ thể yếu ớt của cô một cái nhưng cô lại như con thỏ bị giật mình, vội vàng lùi ra sau. Đầu gối còn đụng phải ghế, đau tới nỗi khom người lại. Đến cùng thì Cố Gia Huy cũng không phải là người có tính cách bộc trực như Hứa Minh Tâm, anh vội vàng đi lên trước muốn xem vết thương của cô. Anh đi ra, em có thể tự mình xử lý được. Em không phải là con nít, không cần anh quan tâm. Nếu là em dám động đậy nữa thì anh đánh mông em. Anh dựa vào cái gì mà đánh em? Dựa vào anh là chồng chưa cưới của em, là người đàn ông của em. Cố Gia Huy gắn ra từng chữ một. Câu nói này như một cái búa gõ vào. Chuông lòng của Hứa Minh Tâm. Cô sửng sốt, có chút không kịp phản ứng. Anh nắm chân cô rồi muốn xem. Cô còn né tránh. Em nghĩ rằng anh không dám đánh em đúng không? Anh vừa nói ra câu này thì Hứa Minh Tâm trở nên ngoan hơn nhiều. Cô vừa tủi thân khóc thút thít vừa không dám phản kháng. Bây giờ đã vào mùa thu rồi nhưng thời tiết vẫn chưa lạnh lắm, vẫn rất mát mẻ. Buổi trưa mặt trời lên cao cũng rất nóng. Cô còn đang mặc váy, anh trực tiếp vén váy cô lên đến đầu gối thì thấy được vết thương cô té ngã ngày hôm qua. Đau không? Cố Gia Huy mềm giọng xuống, anh chẳng còn cách nào với cô nhóc này nữa rồi. Hứa Minh Tâm cắn chặt răng không nói gì. Trong lòng cô vẫn có nguyên tắc lắm đó. Anh xoa vết thương giúp cô rồi nói, anh biết là Trịnh anh đi tìm em. Tối hôm anh về muộn, em biết mùi nước hoa trên người anh là ai? Là cô ta đúng không? Hôm cô ta tới tìm em cũng đã dùng nước hoa mùi hoa hồng. Cái mũi này của em thính thế nhỉ? Cô ta biết anh ở trong bệnh viện còn em thì không? Chồng chưa cưới của em bị đau dạ dày vào viện nhưng em lại không biết gì cả, hơn nữa còn cần người khác nói cho em biết. Anh nói xem có buồn cười không cơ chứ? Anh không nói cho em là vì sợ em lo lắng rồi tự trách mình. Anh sợ em sốt ruột, Cố Gia Huy giải thích một cách từ tốn. Thật ra những gì cô ta nói với em đều đúng cả. Em đúng là gánh nặng của anh, em là kẻ vô dụng, kẻ ăn hại. Em chẳng biết gì cả, để toán dễ như thế cũng không biết làm. Chắc chắn sau này sẽ không thi đậu kế toán. Em còn chẳng biết tính sổ sách cho anh thì còn mặt mũi nào mà ở lại bên cạnh anh nữa chứ.
Lúc đầu em vốn cho rằng anh và em đều xuất phát từ một điểm, anh không chê em không chê anh. Nhưng không ngờ rằng, anh biến thành vừa đẹp trai vừa giàu có, phụ nữ thích anh, đàn ông cũng thích anh. Nhưng em thì có gì chứ? Đến cả hai lạng thịt em cũng không có. Không so sánh thì không biết, vừa so sánh Hứa Minh Tâm buồn bã vì mình không có tác dụng gì. Khoảng cách chênh lệch giữa hai người cũng không phải là chỉ cần cô cố gắng là có thể bù đắp được. Rõ ràng đây chính là lệch trời, cho dù cô có sinh sớm 200 năm cũng chưa chắc đã đuổi kịp Cố Gia Huy. Anh nhẫn nhịn nhiều năm như thế thì chắc chắn là có chuyện lớn phải làm. Nhưng cô chẳng giúp được gì cho anh cả. Cô không muốn sau này hối hận nên chẳng bằng bây giờ tự chặt đứt nhân duyên. Vốn em chẳng có gì nên bây giờ có quay lại cuộc sống lúc trước em cũng không sợ. Em còn có anh. Cố Gia Huy trực tiếp đứng dậy rồi luồn tay vào tóc cô, sau đó cúi người ngăn chặn đôi môi cứ líu lo không ngừng kia. Hứa Minh Tâm không kịp chuẩn bị, cô trừng to mắt, thậm chí còn quên đẩy anh ra, mặc cho anh hung hăng càn quấy. Đợi đến khi Hứa Minh Tâm phản ứng lại được, muốn đẩy Cố Gia Huy ra thì cũng đã không kịp nữa rồi. Cái ôm của anh như tường đồng vách sắt, cô không thể nào làm gì được. Nụ hôn này vẫn bá đạo như trước nhưng lại mang theo một chút dịu dàng và cương triều. Cô thật sự sợ mình không kiên trì được mà đắm chìm vào nụ hôn này. Cô hạ quyết tâm cắn một cái thật mạnh, sau đó mùi máu tanh lan tràn giữa khoang miệng hai người. Cố Gia Huy bị đau thì cả người run lên một chút, anh không ngờ rằng Hứa Minh Tâm lại ác như thế. Cuối cùng Hứa Minh Tâm cũng thở phào một hơi, cô nghĩ rằng anh sẽ buông ra ngay nhưng không ngờ rằng. Vậy mà anh lại không lo cho cái lưỡi của mình mà lại làm cho nụ hôn này càng sâu hơn. Công thành chiếm đất, không cho cô bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Nụ hôn này cũng bắt đầu từ dịu dàng biến thành trừng phạt. Cuối cùng Cố Gia Huy mới lưu luyến không rời mà buông ra. Anh điên rồi. Hứa Minh Tâm che miệng rồi nhìn anh với vẻ khiếp sợ. Vì sao anh lại không thả ra chứ? Cô biết rõ rằng mình cắn mạnh tới cỡ nào. Cố Gia Huy nuốt một ngụm nước bọt máu rồi nói, đây là anh nên chịu. Tối hôm qua anh không nên thả em đi. Anh cho là anh có thể tác thành cho em một cách thoải mái nhưng kết quả đều là lừa mình dối người mà thôi. Em sờ lên tim anh đi, nó đang nói với em rằng nó sắp chết rồi. Em nghe thấy không, anh tóm lấy tay của cô rồi đặt nó lên ngực mình. Cô có thể cảm nhận được trái tim đang đập một cách mạnh mẽ dưới lớp da thịt kia rất rõ ràng. Nhiệt độ cơ thể của anh truyền tới tay cô, cho dù là có quần áo cũng không ngăn được. Trái tim của Hứa Minh Tâm dần trở nên hoảng loạn. Ngón tay cô run rẩy muốn rút về nhưng lại bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay. Đừng tránh, em nhìn vào mắt anh đi, anh chỉ muốn nói với em một câu. Câu gì? Hứa Minh Tâm vốn tưởng rằng mình có thể khống chế được tình cảm của mình nhưng cô vừa cất lời thì đã không ngừng run rẩy, giọng nói cũng vỡ tan. Cô thậm chí còn chẳng có can đảm nhìn vào mắt anh. Anh hỏi em, đến cùng là trong trái tim em có anh không? Anh chỉ tay vào lồng ngực cô. Cách quần áo Hứa Minh Tâm cũng có thể cảm nhận được anh dùng sức rất mạnh, móng tay có chút bén nhọn. Trái tim của cô như bị dao đâm vào, rất đau đớn. Cô muốn rũ mắt xuống nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng hét của anh. Nhìn vào mắt anh rồi trả lời anh đi, em chỉ cần nói trong đó không có anh thì anh sẽ đi. Không, cô còn chưa nói hết câu thì Cố Gia Huy đã cúi người chặn miệng cô lại. Lần này lại càng thêm bá đạo. Cứ thế, Hứa Minh Tâm thở hồng hộc. Mặt cô đỏ lên vì thiếu không khí trong thời gian dài. Anh phạm quy. Người phạm quy là em đang nói dối. Trái tim em nói với anh rằng em vẫn yêu anh, không nỡ rời xa anh. Sau khi rời xa anh thì em sẽ đau khổ muốn chết, em sẽ khóc rất thảm thiết. Cho nên anh tuân theo ý nguyện của em dẫn em về nhà, để em mãi mãi cũng không thể rời khỏi anh. Anh đừng có mà nói nhăng nói cuội. Đây là trái tim em hiểu rõ nó nhất. Rõ ràng nó nói, rõ ràng là Hứa Minh Tâm lắp bắp mà không nói nên lời. Bởi vì Cố Gia Huy đã nói đúng với những gì mà cô nghĩ. Đúng là cô đang rất khó chịu, cũng rất không dỡ, cô đang đau khổ đến nỗi xé nát tim gan. Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng Cố Gia Huy sẽ tới tìm mình. Hứa Minh Tâm ước gì anh cả đời này cũng đừng tới tìm cô, hai người tốt nhất là cả đời không qua lại với nhau. Đây là kết quả tốt nhất. Hứa Minh Tâm chỉ cần theo dõi Cố Gia Huy trên TV, biết anh sống rất tốt là cô hài lòng rồi. Cố Gia Huy, thật ra Trịnh anh nói không sai, anh nên ở bên cô ấy. Vậy em thì sao? Em
Hứa Minh Tâm vẫn chưa nghĩ tới kết cục của chính mình. Em sẽ học xong đại học rồi rời khỏi thành phố này, thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Hứa, đi sống một cuộc sống của chính mình, hoặc là sẽ cưới ai đó. Dẹp mẹ đi, em chỉ có thể gả cho anh, chẳng lẽ em muốn cắm sừng anh sao? Cố Gia Huy phun ra một câu chửi tục. Cố Gia Huy, em không thể nào hiểu nổi. Anh không cần cô chiêu nhà giàu mà cứ bám giết lấy người đã nghèo còn ngốc như em làm gì. Anh bị điên à, bị điên thì mau đi uống thuốc đi. Em chính là thuốc của anh. Chính vì em ngốc như thế nên anh mới không yên tâm để em một mình, chứ đừng nói gì mà giao em cho người khác. Cố Gia Huy gắn từng chữ một. Anh gào to đến nỗi để cho Hứa Minh Tâm không thể thốt ra chữ nào. Hứa Minh Tâm, nếu như anh thật sự muốn lợi dụng hôn nhân của mình thì lúc đầu anh cũng không cần phải tìm đến em. Từ đêm hôm đó em quay về là anh đã không có ý định buông tay của em ra rồi. Em hiểu chưa? Ngay cả anh cũng không biết vì sao anh lại gửi gắm đến em nhiều tình cảm như thế, muốn lấy lại cũng không được. Ngay từ lần đầu gặp em rõ là sợ đến mức toàn thân run rẩy, nhưng vẫn kiên trì chống đỡ. Khi em vốn có thể chạy trốn, nhưng vẫn kiên quyết ở lại, là em nói với anh em không sợ anh, em có thể khắc phục. Là khi em bênh vực anh, ngăn lại nắm đấm trước mặt anh. Anh thích em, không phải chuyện một sáng một chiều, mà là tình cảm lâu ngày góp nhặt, nuôi dưỡng thành sông. Nói như thế, em rốt cuộc đã hiểu chưa? Chưa hiểu lắm, anh nói nhanh quá, não em có hạn, không tiếp thu được nhiều đến thế. Cô có chút không hiểu rõ. Những chuyện nhỏ nhặt ấy đối với cô chẳng tính là gì, sao mà trong mắt Cố Gia Huy lại trở nên lớn lao đến nỗi khiến anh khắc sâu như thế cơ chứ? Cô chỉ cố gắng hết sức đối đãi anh thật tốt, vì anh cũng chẳng đối xử tệ với cô chút nào. Cuộc sống vốn nên có qua có lại, nên cô bằng lòng như thế. Vậy thôi không cần nói nữa. Hả? Sau đó, môi cô bị khóa chặt lại. Đây là nụ hôn thứ ba rồi. Vẫn ôn nhu đằm thắm như vậy. Hứa Minh Tâm như cảm thấy bản thân đang đắm mình trong một dòng suối nước nóng, lỗ chân lông toàn thân đều nở ra. Đầu óc cô choáng váng, không có khả năng làm chủ suy nghĩ của mình nữa. Một hồi lâu, anh lưu luyến rời xa đôi môi ấy, mắt phượng sâu lắng khe khẽ nhìn cô, yết hầu cử động lên xuống, như đang cố nén lại. Bây giờ em còn điều gì không hiểu nữa không? Anh dùng miệng dạy em cũng được. Hình như em hiểu một chút, mà em cũng không hiểu một chút. Vậy tiếp tục thôi. Cố Gia Huy cũng lười phí lời, tham lam cuồng vọng độc chiếm đôi môi đỏ mọng ấy của cô, mềm mại, đậm đà, còn vương vị ngọt nữa, thử thế nào cũng không đủ. Anh ước gì có thể cùng cô triền miên trong cơn say bất tận lan vào xương tủy, ước gì có thể độc chiếm cô trên từng tấc thịt. Anh muốn làm tới, nhưng lại bị Hứa Minh Tâm đưa hai tay đẩy ra, chặn lại ngay trước mặt anh. Em hiểu rồi, không cần dạy em nữa đâu. Anh thấy em vẫn chưa hiểu lắm đâu. Hiểu không cặn kẽ chút nào, tiếp tục giao lưu đi, để em có thể hiểu được tiếng lòng anh, sao hả? Không cần, thật sự không cần đâu, em hiểu rồi mà. Vậy em nói anh nghe, em hiểu được những gì nào? Cố Gia Huy vẫn còn chưa thỏa mãn, anh liếm liếm môi, đôi mắt phượng như chén mực bị đổ, chỉ còn một màu đen sẫm lại, sâu nặng không muốn rời đi. Cô khẽ nhìn vào bóng hình mình phảng phất nơi đáy mắt anh. Trong mắt anh, chẳng có gì khác. Chỉ có cô. Trong đôi mắt ấy, chẳng có ai cả, chỉ có chính mình. Đến bây giờ, đầu óc Hứa Minh Tâm vẫn rối bời cùng cực, làm gì có tâm tư đi suy nghĩ đến chuyện gì nữa. Cô chỉ biết, mình đang cãi nhau với Cố Gia Huy. Trước khi anh đến, cô đã dặn sẵn lòng mình, nhất quyết không ở cùng với anh được. Cô không thể mất phương hướng thế chứ, sao lại mềm lòng trước vài lời ngon tiếng ngọt của anh thế này. Bây giờ mềm lòng một khắc. Sau này sẽ ân hận một đời đó. Cố Gia Huy, anh chấm ans hà cớ gì phải đi cưới một người vợ vô dụng như em chứ? Cô khe khẽ rũ mi mắt, vân về đôi tay nhỏ của mình, e dè mà nói. Em hữu dụng mà, em hữu dụng. Hứa Minh Tâm kinh ngạc, dùng đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn anh, trước đây, căn nhà đó đối với anh chỉ là một nơi để sinh sống mà thôi, có về hay không cũng chẳng sao cả. Nhưng bây giờ, đối với anh, nó là nhà. Vì anh biết vẫn luôn có một người âm thầm đợi anh về ăn cơm, về ngủ chung. Cô ấy sẽ để đèn để cửa chờ anh, sẽ quan tâm anh mệt không, khát không, sẽ tươi cười với anh, nghịch ngợm với anh. Anh cưới người khác rồi, người ta cũng thể mà. Không giống, em với họ khác nhau, em đã chọn bên anh từ thuở anh còn xấu xí ấy, em bảo vệ anh, em biết xót thương anh.
Em đã khiến con tim anh dạo rực bùng cháy lại sau 4 năm lạnh lẽo. Người khác cũng sẽ thế. Không đâu, cả đời này anh chẳng thể tìm được ai khác như em cả. Nói rõ hơn, trên thế gian này chỉ có một Hứa Minh Tâm, anh muốn yêu em. Những gì mà em dành cho anh, không ai có thể so sánh được. Tình cảm mà anh dành cho em, cũng chẳng thể đem dành cho người thứ hai nữa. Ai cũng sẽ có một người là độc nhất vô nhị, nên anh cũng muốn trở thành người độc nhất trong tim em, và anh cũng muốn em là của anh. Em sợ sau này anh sẽ hối hận, cô đã nói ra nỗi lo cuối cùng của mình. Anh không hối hận, anh chỉ sợ em hối hận thôi. Em có thể không tin bất kỳ ai, nhưng em buộc phải tin tưởng anh. Vì anh là người của em, anh sẽ che mưa chắn gió cho em cả cuộc đời này. Dù anh có bỏ lại phía sau cả thế gian này cũng sẽ không bỏ lại em một mình. Em, Hứa Minh Tâm định nói thêm, nhưng lại phát hiện không còn gì để nói. Cố Gia Huy đã nói hết rồi, cô còn gì để mà nói nữa chứ? Có thật là sẽ không hối hận không? Ăn cơm thôi, anh đói rồi, em còn gì chưa hiểu được nữa, thì vừa ăn vừa hỏi anh. Bài tập của em, đưa đây anh xem. Hai người đến nhà hàng vẫn hay đi, bình thường Hứa Minh Tâm ăn khỏe như rồng, mạnh như hổ, hôm nay lại ôn nhu dịu dàng. Không nhiều lời nữa, nước chanh miễn phí sắp không đủ uống rồi. Không ngon à, anh hỏi. Ngon, chỉ là, em vẫn chưa hiểu lắm. Hứa Minh Tâm cúi đầu, chán nản nói. Em lo gì vậy? Em sợ sau này. Còn sống sờ sờ đây, chuyện trước mắt không lo, ai lại đi lo chuyện sau này. Em chỉ cần nhớ, em chạy không thoát được anh, trời đã an bài em là vợ anh rồi. Nếu như, em chạy thì sao? Cô thận trọng hỏi, cô thấy cô Gia Huy khe khẽ nhếch khóe môi, chỉ là ý cười ấy không lan lên đến mắt. Giọng nói trầm ấm truyền ra từ bờ môi gợi cảm ấy của anh sẽ đánh gãy chân em. Chỉ với 6 chữ ấy, cô đã run rẩy toàn thân, cô nuốt nước bọt trong tiềm thức. Ăn cơm, ăn đi. Hứa Minh Tâm bối rối tột độ, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Rốt cuộc hiện tại cô nên đi hay không đi đây? Đến chiều khi Cố Gia Huy đã rời đi, cô vẫn không hiểu hết được. Ngay lúc cô đang mơ hồ chọn môn để học, chẳng ngờ Bạch Thư Hân đã trở về. Vừa chạy hì hục vừa thở dốc. Sao cậu lại tới rồi, chẳng phải lúc này đang trên lớp sao? Chẳng phải vì việc của cậu à? Cố Gia Huy cho tớ nghỉ, để tớ đi khai thông cho cậu đấy, hoàn thành xong liên trở thành nhân viên chính thức rồi, lương tăng gấp đôi đó. Cậu vì chức vụ mới đến thôi à? Không biết là vì cái gì, nhưng cậu với Cố Gia Huy cãi nhau, chia tay, chuyện lớn đến vậy sao không nói tớ biết? Cứ tự quyết định thế à? Hơn nữa, cậu vậy mà lại bị đứa tiểu tam thuyết phục nhanh chóng đến vậy, cậu đem mặt mũi tớ quẳng vào xó nào rồi thế? Bạch Thư Hân không hiếu kỳ gì cả, chỉ tiếc rèn sắt chẳng thành thép. Không phải phục, mà sự thật là như thế, tớ không muốn liên lụy anh ấy. Đồ vô dụng, Cố Gia Huy còn chưa lên tiếng nói cậu liên lụy anh ấy, cậu toàn nghĩ sang bậy không thế? Con người Cố Gia Huy ra sao, chẳng lẽ bên cạnh anh ấy lâu thế, cậu vẫn không biết sao? Anh ấy phải sắp. Xếp ổn thỏa rồi mới bên cạnh cậu chứ, điều duy nhất cậu cần làm, là tin tưởng anh ấy. Anh ấy bên cạnh cậu hạnh phúc đến thế, nhất định là rất thích cậu. Nếu mà muốn đáp trả, thì đừng hoài nghi anh ấy. Anh ấy cảm tỉ cậu thế nào cũng tốt, thì cậu cũng phải tự tin như vậy chứ. Chồng cậu còn chưa mắng rủa cậu, còn ai có tư cách sao? Cậu nói thế này, cũng có lý đấy. Cái gì mà cũng có lý, hoàn toàn chính là như vậy. Nếu lần sau người phụ nữ xấu xa đó còn tìm tới cửa nữa thì cậu trả lời cô ta 4 chữ. 4 chữ gì? Hứa Minh Tâm tò mò hỏi. Một tiết học cơ bản, Bạch Thư Hân đã truyền dạy hết tất cả những gì mình đã học được trong cuộc đời. Sau khi hai người tan học, Bạch Thư Hân kéo cô đi dạo trong sân trường. Nói rất nhiều nhưng cuối cùng có thể nghĩ thông được hay không vẫn phải xem từng cá nhân. Bây giờ tâm trạng cậu thế nào? Không biết, hình như vui rồi. Nhưng hình như cũng rất buồn. Cậu tin anh ấy không? Bạch Thư Hân dừng lại, nghiêm túc hỏi từng chữ một. Tin. Cô không chút do dự trả lời chắc như đinh đóng cột. Nhưng, tớ không tin tưởng bản thân mình. Thích một người không phải là không có lý. Tớ thích cậu, Ngôn Hải thích cậu, Cố Gia Huy cũng thích cậu, ông Cổ cũng thích cậu nhỉ. Nhiều người thích cậu như vậy, chắc chắn là cậu có sức hút của chính cậu. Cũng chính sức hút này đã chinh phục bọn tớ. Cậu chất phác tốt bụng, cậu không phức tạp, chơi cùng cậu rất thoải mái.
cậu cũng là một cái hốc cây, tất cả những bí mật của tớ nói với cậu cũng không sợ có người thứ ba biết được. Cậu tốt với mọi người, dốc hết tất cả, không tiếc phải bỏ ra, cũng không yêu cầu được nhận lại. Cậu đã để ý ai thì không nỡ để họ phải chịu một chút tổn thương nào. Những ưu điểm này vẫn không đủ à? Thì ra, tớ có ưu điểm như vậy à? Tớ còn tưởng tớ chỉ giỏi ăn giỏi uống thôi chứ. Giỏi ăn giỏi uống mà, không bao giờ lãng phí, cũng không kén ăn, đây là thói quen tốt, tiếp tục phát huy nhé. Bạch Thư Hân vỗ vai cô, cười hị hị nói. Nghe cậu nói vậy, tớ thấy tớ cũng không tệ lắm nhỉ. Nếu cậu thật sự yêu anh ấy, thì không nên chần chừ như vậy, yêu một người phải kiên định. Cậu không nên buông tay mà nên dũng cảm tiến lên, trở nên xuất sắc hơn. Như vậy mới không phụ lòng anh ấy, biết chưa? Tớ biết rồi. Cuối cùng Hứa Minh Tâm đã lấy lại được tự tin, nắm chặt nắm đấm, nói một cách trịnh trọng. Không nên buông tay mà phải tiến về phía trước. Không thể bị đánh bại trước khó khăn mà phải trở nên ưu tú hơn, như vậy mới có tư cách đứng bên cạnh anh ấy. Lời của người ngoài có khó nghe hơn nữa, chỉ cần Cố Gia Huy không ghét bỏ mình là được rồi. Ồ, anh ấy tới rồi, tớ giao cậu cho anh ấy vậy. Cô ấy nhìn ra phía xa, nói. Hứa Minh Tâm xoay người thì thấy người đàn ông đang bước nhanh đến. Ừ, tớ nghĩ tớ đã hiểu rồi. Vậy tớ đi trước đây. Bạch Thư Hân rời đi. Cố Gia Huy đến gần cô, cũng không dám hỏi chuyện thế nào. Anh chưa bao giờ trở nên giống như bây giờ, lo được lo mất, cẩn thận dè dặt, mà những cảm xúc này đều là do cô gây ra. Em đói rồi. Hứa Minh Tâm xoa xoa bụng mình, nói chuyện nhiều như vậy rất dễ hao tổn thể lực. Cố Gia Huy nghe thấy lời này thì trái tim bỗng chốc ấm áp hơn. Khóe miệng anh dương lên một nụ cười nhàn nhạt, ấm áp nói, đi, chúng ta về nhà ăn cơm. Về đến biệt thự, chú An vô cùng nhiệt tình, cũng đã chuẩn bị xong bữa tối ngon lành từ sớm, thậm chí còn đặt một chai rượu vang đỏ lên bàn. Cô Hứa đã về rồi. Bảo sao tôi cứ nghe chim khách ở cửa hót mãi, chắc chắn là có chuyện vui mà. Cô Hứa chắc chắn là người của cậu chủ rồi, có dù có chạy thì cũng sẽ quay về thôi. Xem ra tôi không thu dọn đồ đạc của cô Hứa là quyết định đúng đắn mà. Chú An vui vẻ nói. Ngược lại, Hứa Minh Tâm có hơi ngại rồi. Xấu hổ quá đi mất. Con dâu nhà người ta cãi nhau thì về nhà mẹ đẻ, còn ở nhà mẹ đẻ từ 3 đến 5 ngày. Cô thì hay rồi. Mới tối qua còn anh Dũng rời đi, ngày hôm sau đã ngoan ngoãn quay về rồi. Chú An, chú đừng có cười cháu đã cảm thấy rất mất mặt rồi. Có gì đâu mà mất mặt, nếu không ầm ĩ một trận như vậy thì anh sẽ không biết em sợ cái gì. Cũng tốt, dù sao vấn đề cũng đã giải quyết xong rồi, em vẫn là của anh. Cố Gia Huy nắm lấy tay cô, dịu dàng nói. May mà vấn đề đã được giải quyết xong rồi, nếu không giải quyết. E là tối nay lại phải nhờ rượu làm tê liệt cảm xúc mất. Chú An mở rượu nho, muốn hai người uống một chút để vui hơn. Cố Gia Huy nhìn chai rượu mà đau đầu, nói, không cần đâu, ăn cơm thôi. Uống một chút đi mà. Cảm giác chai rượu vang đỏ đó rất ngon, cô không nhịn được muốn nếm thử một chút. Cố Gia Huy nhìn biểu cảm đáng thương của cô, giống như nhìn thấy một chú chó nhỏ, hơn nữa còn là giống bú đồ, trông rất vô tội. Suýt chút nữa anh đã mềm lòng mà thỏa hiệp rồi, nhưng nghĩ đến chuyện cô say rồi thì sẽ trêu ghẹo khiến mình rất khổ sở, thế nên anh vẫn phải kiềm lòng lại, không thể dung túng cho cô gái nhỏ này được. Không được uống, mỗi lần em uống rượu xong thì đều giở trò lưu manh. Phải không, sao em không nhớ gì nhỉ? Hứa Minh Tâm không nhớ dù chỉ là một chút, nhìn anh với vẻ hơi nghi ngờ. Cố Gia Huy không trả lời, bảo chú An cất rượu vang đi, đổi thành nước ép trái cây. Lúc hai người đang ăn, Cố Gia Huy đột nhiên lên tiếng, chú An, lần sau chú đi siêu thị gia dụng thì mua một cái bàn vuông nhỏ nhé. Tại sao? Chú An còn chưa kịp hỏi thì Hứa Minh Tâm đã lên tiếng trước. Cái bàn dài này làm anh cảm thấy cách em xa quá, anh không vui. Cố Gia Huy mang theo bát đũa, đổi vị trí đến bên cạnh cô. Sau này có khách đến thì ngồi bàn dài. Trong nhà chỉ có hai người chúng ta thì ngồi bàn nhỏ. Như vậy thì sẽ chỉ cách nhau gần một chút. Hứa Minh Tâm nghe thấy những lời này thì giờ khóc giờ cười, có cần phải làm thế không, cũng chỉ ăn một cơm thôi mà. Em ăn nhiều chút, ăn xong chúng ta còn có món nợ phải tính nữa. Cố Gia Huy lấy thức ăn cho cô, Hứa Minh Tâm đang vui vẻ ăn cơm, đột nhiên nghe thấy câu này thì sợ đến nỗi đũa rơi xuống bàn. Anh,
Anh nói thế là có ý gì, chúng ta còn nợ gì chưa tính sao? Em nghĩ kỹ lại xem, em có làm việc gì có lỗi với anh không? Cố Gia Huy ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại không cười, nói với cô. Hứa Minh Tâm nghe thế thì nhíu chặt mày lại, cô làm chuyện có lỗi với anh lúc nào chứ? Muốn anh nhắc em sao? Chập tối hôm qua khoảng 5 giờ 40 phút, em ở trường làm gì? Hứa Minh Tâm nghe thấy câu này thì đầu đùng đoàng như sấm rền. Hôm qua, lúc đó cô với Ngôn Hải giả vờ hôn môi. Chuyện đó, anh nghe em giải thích, vì ệ không như anh nghĩ đâu. Thật ra em với anh ấy không có hôn nhau, giữa bọn em cách nhau một ngón tay cái. Ngôn Hải biết em đang diễn cho nên mới cố ý phối hợp thôi. Hứa Minh Tâm vội nói, chỉ sợ Cố Gia Huy đi tìm Ngôn Hải tính sổ. Diễn, vậy còn lúc em ôm cậu ta thì sao? Cố Gia Huy híp mắt, nói với vẻ mặt không tốt lắm. Lúc đó, khi nhìn thấy cảnh này, anh tức giận đến mức nổi cơn tam bành, còn có ý định muốn giết người. Nhưng anh đã khống chế được, anh cũng không ngờ, buổi tối anh còn nén giận, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì để khỏi phải rước thêm phiền phức. Chỉ cần Hứa Minh Tâm không nhắc thì anh bằng lòng làm kẻ mù cả một đời, anh có thể lừa mình dối người để sống yên lòng thoải mái. Hóa ra, tình yêu cũng có thể kéo anh từ trên mây cao xuống tận bùn nhão, trở nên thảm hại bất kham như vậy. Quả thực anh đã bệnh rồi, trúng một loại độc tên là Hứa Minh Tâm, chỉ có cô mới có thể giải được. Chuyện đó, là em chủ động ôm, tại vì em thấy anh đến cho nên em nóng lòng. Cô còn chưa nói xong, Cố Gia Huy đã cốc vào đầu cô. Cô đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng lại không dám kêu ca, dù sao thì cũng là mình sai, chỉ có thể nhịn đau. Lần sau còn dám nữa không? Không, không dám nữa. Cô đáng thương nói. Lần sau không dễ thế này nữa đâu đấy. Cố Gia Huy định bỏ qua, khiến cho Hứa Minh Tâm bất ngờ. Cứ như vậy là xong rồi à, cô còn tưởng Cố Gia Huy chắc chắn sẽ trừng phạt cô một trận đấy. Anh không giận nữa à? Cô cẩn thận dè dặt hỏi. Giận em thì chính là anh đang giận chính mình rồi. Vì em, anh nguyện ý nhượng bộ, lùi một bước cũng là nhường, lùi 10.000 bước cũng là nhường. Chỉ là sau khi lùi 10.000 bước, phía sau chính là vực sâu thăm thẳm. Có muốn anh muôn đời muôn kiếp không trở lại được hay không thì quyền quyết định đều ở trong tay em quyết định thế nào thì chính là thế ấy. Hứa Minh Tâm nghe những lời này, trái tim run lên dữ dội. Sau khi lùi 10 vạn bước thì chính là vực sâu thăm thẳm. Anh có quay lại được hay không thì quyền quyết định đều nằm trong tay cô. Cô có tài can gì mà có thể làm chủ được nhiều như thế? Cô biết, đây không phải là thứ cô muốn, mà là Cố Gia Huy chủ động cho cô. Trịnh trọng và dứt khoát mang những vũ khí có thể gây tổn thương đến bản thân anh ấy giao vào tay mình. Không đâu, cho dù là vực sâu thăm thẳm thì em cũng sẽ không để anh một mình nhảy xuống đó. Hứa Minh Tâm lại gần, ôm lấy cổ anh, thân mật cọ má vào má anh. Cô ôm chặt lấy anh, còn anh thì dễ dàng ôm lấy cơ thể mềm mại của cô. Hứa Minh Tâm quay về phòng, trong phòng vẫn còn mùi rượu, nên cô biết chắc chắn tối qua Cố Gia Huy đã uống rượu. Tối qua cô không vui, anh cũng không hề vui. Bọn họ đều vì nhau mà làm chuyện ngốc nghếch nhất. Sau này sẽ không thế nữa, cả hai nên là hậu phương vững chắc nhất của nhau mới đúng, chứ không nên là nguồn gốc của sự khủng hoảng. Hứa Minh Tâm nằm bên cạnh anh, hít vào hơi thở mát lạnh từ trên người anh truyền đến, đột nhiên cảm thấy rất bình yên, rất an lòng. Cô đã mệt cả một ngày, cuối cùng cũng có thể thả lỏng thần kinh rồi. Chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ, Cố Gia Huy xoa đầu cô, cũng cảm thấy bình yên. Giấc ngủ này hai người đều ngủ rất ngon, tinh thần sảng khoái. Ngày hôm sau, lúc cô vừa tỉnh thì thấy Cố Gia Huy đã dậy rồi, còn đang nghe điện thoại. Hóa ra là ông gọi đến, bảo tối về ăn cơm, cả nhà đều tụ tập cả, đoán là bàn chuyện kết hôn của Cố Tử Vị và Hứa An Kỳ. Hứa Minh Tâm không khỏi có hơi cảm khái, Cố Gia Huy, cháu anh đã kết hôn cả rồi, mà anh còn phải đợi 2 năm nữa, có phải là rất bất lực không? Không đâu, bọn họ còn ngưỡng mộ anh ấy chứ. 2 năm sau anh đã 30 tuổi rồi mà lại có thể cưới được một cô vợ nhỏ 20 tuổi như em. Ừ nhỉ. Lúc em 20 tuổi thì anh đã là ông chú 30 tuổi rồi. Ôi, thoát cái anh đã già rồi. Cố Gia Huy nghe thế thì sắc mặt thoáng chốc trở nên u ám. Anh chưa từng cảm thấy tuổi tác của mình là một vấn đề. Đối với đàn ông mà nói, 28 tuổi đã có sự nghiệp thành công thì không tính là lớn lao.
nhưng đối với Hứa Minh Tâm hiện tại vẫn 18 tuổi mà nói, 10 tuổi này là khoảng cách rất lớn, rất lớn. Nếu không phải vì một số nguyên nhân thì theo vai vế, quả thật cô phải gọi anh một tiếng chú ba. Anh thế này gọi là chín chắn. Đúng, là ông chú chín chắn. Anh thấy em lành sẹo rồi nên quên đau, lại ngứa mông nữa đúng không? Cố Gia Huy không hề khách sáo lật người cô lại, đè lên đầu gối, đánh hai cái. Hứa Minh Tâm liên tục xin tha, nhưng anh không dừng lại. Thực ra là cảm giác ở tay rất tuyệt, khiến người ta không kiềm được. Hứa Minh Tâm kêu khổ không thôi, em sai rồi, em thật sự sai rồi, dù sao thì anh cũng phải đổi sang bên kia chứ, như vậy thì mới đau đều được, đúng không? Được, là em nói đấy. Em nói sai rồi. Hứa Minh Tâm muốn khóc đến nơi. Một lúc sau, cô cảm thấy mông sưng lên rồi, không thể đường hoàng mà đi trên đường nữa. Chú ba Cố là đẹp trai nhất, trên trời dưới đất chỉ có anh là tuyệt nhất. Ừm, anh thích nghe câu này. Hứa Minh Tâm giống như dân lành bị ép, mặt thì tươi cười nhưng trong lòng thì đang chửi thề. Buổi tối bọn họ thu dọn một chút, sau đó Cố Gia Huy đón cô đến nhà cũ. Những người khác đều đã đến rồi, chỉ còn thiếu hai người bọn họ. Chỉ có một người là cô chưa từng gặp, khoảng hơn 40 tuổi, da dẻ được chăm sóc rất tốt, nhưng cơ thể có hơi đẫy đà, ăn mặc lộng lẫy, nhưng trông có hơi xến xúa. Đây chắc hẳn là La Thanh Nhã vợ của Cố Triệt, mẹ của Cố Tử Vị. Cố Triệt hơi khách sáo, bảo bọn họ ngồi xuống, dù sao thì bên ngoài vẫn là anh em. Nhưng La Thanh Nhã lại khinh thường bọn họ, một người là em trai đang tranh giành cha mẹ với chồng bà ta, một người là con nhóc rốt đặc cán mai bị coi thường. La Thanh Nhã không hề nể mặt chút nào. Hứa Minh Tâm và Hứa An Kỳ chạm mặt nhau, cô có thể nhìn thấy tia tức giận trong mắt Hứa An Kỳ. Vốn còn tưởng cô lấy phải một người chồng không tốt, không ngờ Cố Gia Huy lại chuyển mình, trở thành một anh chàng đẹp trai, hơn nữa còn có tập đoàn riêng, cú và mặt này đến nhanh quá, nhanh như một cơn lốc xoáy vậy. Hứa An Kỳ là người không muốn thấy cô sống tốt nhất, bây giờ chắc chắn là tức đến đau bụng rồi. Một nhóm người ngồi xuống. Bắt đầu dùng cơm. Trong bữa ăn, Cố Gia Bảo bắt đầu bàn bạc chuyện kết hôn của hai người, dự định tổ chức cuối tháng, trước Nguyên đán, khoảng thời gian này phải thu xếp chuẩn bị hôn lễ. Gửi thiệp mời, thủ tục lễ đường, khách sạn tổ chức hôn lễ, vân vân. Sau khi bàn bạc xong hôn sự, Cố Gia Bảo đi vào vấn đề chính. Các cháu đều đã kết hôn lập gia đình cả rồi, vậy thì phải phân chia quyền thừa kế trong gia tộc. Bà định cho thằng ba 30% cổ phần. 20% trong tay ba sẽ cho Cố Tử Vị. Như vậy, ba có thể rút khỏi hội đồng quản trị rồi, để mấy đứa tự do phát huy. Nhà họ Cố hưng hay bại đều phải xem anh em mấy đứa rồi. Ba, cậu ba từng nói sẽ tự bỏ quyền thừa kế. Cậu ấy chưa từng để ý đến công việc của tập đoàn, phương hướng phát triển của tập đoàn Cố Thị và JNC cũng hơi khác biệt. Cố Thị là công thương nghiệp, còn JNC chủ yếu là mặt hàng xa xỉ. Có quan hệ với các loại giao dịch tài chính. Cậu ba có thể quản lý tốt, JNC nhưng chưa hẳn đã điều hành tốt được tập đoàn Cố Thị, vậy sao? Thằng ba, Cố Triệt nhướng mày liếc nhìn Cố Gia Huy, anh vững như Thái Sơn, ngay cả một chút cảm xúc cũng không có, bình thản không chút gợn sóng. Ngay cả con cáo già như anh ta cũng không hiểu được rốt cuộc Cố Gia Huy muốn làm gì. Đây chỉ là lời của một mình con, thằng ba thấy thế nào? Cố Gia Bảo nhìn Cố Gia Huy. Trong lòng hơi căng thẳng, ông hy vọng Cố Gia Huy xế tiếp nhận. Anh không tiếp nhận mới là mối tai họa lớn nhất. Nhất thời, mọi người đều nhìn Cố Gia Huy, còn anh chỉ cầm ly rượu nốc một hơi. Trông anh như đang rừng rưng, nhưng Hứa Minh Tâm ngồi cạnh anh có thể cảm nhận rõ được sự thù địch trên người anh. Anh nắm lấy tay mình, hơi siết chặt lại. Anh làm đau chính mình nhưng lại không hề biết. Không khí như ngưng động trong vài phút. Chẳng mấy chốc, Cố Gia Huy lên tiếng. Anh cả nói đúng, con không có ý kiến, quả thực con không hiểu lắm về cơ cấu hoạt động của Cố Thị, sợ là không đảm nhiệm được. Lời này vừa dứt, từ đáy lòng Cố Triệt thở. Phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim của Cố Gia Bảo lại nảy lên. Nó từ chối rồi, đây chính là quyết định của thằng ba sao. Ăn cơm đi. Rất lâu sau, Cố Gia Bảo mới nặng nề nói ra ba chữ này, giọng nói có hơi thê lương. Từ Hải Đường để ý được. Lão già này như một con sư tử, cứ đứng sừng sững không ngã. Vừa rồi, sau khi Cố Gia Huy đưa ra quyết định này, dường như ông ta hơi khom xuống, lộ rõ vài phần giàn nua. Bề ngoài, trong bữa cơm này có bầu không khí rất hòa thuận,
nhưng cô ta biết, màn tranh giành cấu xé lẫn nhau rất dữ dội. Cô ta không thích cảm giác này, luôn cảm thấy nó chất chứa quá nhiều mưu tính. Sau bữa cơm, ông không để bọn họ về mà bảo ở lại một đêm, nhằm tăng thêm tình cảm. Hứa Minh Tâm nhất định có ám ảnh về nơi này, nên không dám tùy tiện đi lung tung. Người giúp việc đến nói ông muốn cô đến thư phòng uống trà. Lúc cô đến, ông đang luyện chữ, vẫn có thể nhìn ra được phong thái của ông. Bác trai, cô lễ phép chào. Ngồi xuống đi, đừng cẩn trọng quá, cứ coi ở đây như nhà mình. Vâng, cô đáp nhẹ một tiếng, sau đó ngồi xuống, cũng nhìn thấy nét bút cuối cùng của ông. Ông viết một chữ ra, ra trong gia đình chữ này rất đẹp, hoàn toàn có thể đóng khung treo lên, nhưng ông nhìn rồi lại thở dài, như đang có tâm sự chồng chất. Trà này, trông không ngon như vậy. Cố Gia Bảo chuẩn bị pha trà, Hứa Minh Tâm không dám để người lớn làm nên đã tự mình làm. Ông thấy thủ pháp của cô rất thành thạo nên vô cùng ngạc nhiên, con biết pha trà. Trước đây ở nhà có khách đến, con đều là người pha trà, ai cũng nói trà nhà con rất ngon. Hứa Minh Tâm không khỏi tự hào, nói. Cố Gia Bảo cười, nhìn thấy cô, tâm trạng cũng không còn tệ nữa. Hứa Văn Mạnh lại nuôi được một cô con gái tốt thế này, chỉ tiếc là ông ta lại không trân trọng con, xem con như mắt cá. Nhưng chú ba cố lại phát hiện ra con là một bảo bối, điều này cũng giống như viên ngọc trai, dù ở đâu thì cũng sẽ phát sáng. Cô không hề dè dặt mà tự khen bản thân mình. Chẳng phải có câu, quá khiêm tốn thì chính là tự đại sao? Nhưng cô chưa từng khiêm tốn. Ưu điểm vốn có hạn, có thể phát huy cái nào thì phải phát huy cái đó. Con qua đây, có chuyện hỏi con, tình cảm của con với thằng ba thế nào rồi? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rất tốt ạ, trước đây cãi nhau một lần, nhưng làm hòa rồi ạ, tình cảm còn tốt hơn cả trước nữa. Vợ chồng trẻ thì phải có chút khó khăn trắc trở mới ngày càng tốt hơn được. Minh Tâm à. Nếu sau này thằng ba có làm chuyện gì điên cuồng, làm tổn thương bản thân, cũng làm tổn thương người nhà, người ngoài không khuyên được, con nhất định phải khuyên nó đấy. Bác trai, bác nói thế là có ý gì ạ? Hứa Minh Tâm có hơi không hiểu. Lẽ nào sau này Cố Gia Huy sẽ làm tổn thương người nhà của anh? Bác nợ thằng hai và thằng ba quá nhiều, từ nhỏ hai đứa đã không ở bên cạnh, không dễ gì mới trưởng thành rồi đón về, nhưng lại gặp vận hạn. Thằng ba vẫn luôn canh cánh trong lòng về cái chết của thằng hai, bác sợ nó ngày càng lún sâu vào con đường này, đến cuối cùng lại chìm trong bùn mà không thoát ra được. Giữa cha con bác có khoảng cách, bác nói chưa chắc nó đã nghe, sau này phải trái đúng sai, còn cần con phải nhắc nó. Nó thì người trong cuộc nên không rõ, nhưng bác nghĩ người đứng ngoài sẽ hiểu rõ, con nhất định biết được cái gì là phải trái đúng sai. Chủ đề này của Cố Gia Bảo hơi nặng nề, ép cô hơi khó thở. Phải trái đúng sai. Sau này Cố Gia Huy sẽ phạm sai lầm sao? Bác trai, mặc dù con không hiểu lắm, có thể là vì con ngốc quá. Nhưng con sẽ dốc hết sức mình để chăm sóc cho Cố Gia Huy nếu anh ấy thực sự làm sai chuyện gì, con sẽ không khoanh tay đứng nhìn, con cũng không thể nhìn anh ấy hủy hoại bản thân mình. Cho nên, bác yên tâm, con nhất quan tâm đến anh ấy. Có lời này của con, bác cũng yên tâm rồi. Cháu gái, đứa con trai này của bác vẫn còn nhiều khi bướng bỉnh. Có thể bây giờ con chưa thấy, sau này đừng có ruồng bỏ nó. Bướng bỉnh, trong những người đàn ông con gặp, không ai có tính tình tốt hơn Cố Gia Huy cả. Giống như bông vậy, dùng hết sức để đánh cũng không đau không ngứa. Cãi nhau với anh ấy mới là nhạt nhẽo nhất, dù sao thì miệng mồm anh ấy cũng lém lỉnh lắm, con nói không lại anh ấy, cũng. Cũng đã hôn anh luôn rồi, rất tuyệt. Con, người con nói là con trai bác à? Cố Gia Bảo tỏ vẻ nghi ngờ. Đứa con trai này của ông tính cách kỳ quặc, vui buồn thất thường, hơn nữa thủ đoạn trong kinh doanh cũng vô cùng tàn nhẫn. Ở khu thương mại thủ đô, nghe đến tên của anh, người ta đều có vài phần nể nang. Anh giống như Diêm Vương, ăn thịt người không cần nhổ xương. Nhưng Hứa Minh Tâm lại nói tính tình anh rất tốt. Đúng vậy ạ, chính là chú ba Cố. Có thể bác nuôi một đứa con trai già rồi, không nghe lời ông già này, chỉ nghe lời vợ thôi. Dạ. Là ý gì à? Hứa Minh Tâm vẫn không hiểu. Lúc này, có người đẩy cửa bước vào. Đương nhiên con phải nghe lời vợ rồi, chẳng phải đây là lời dạy của tổ tiên nhà họ Cổ sao? Lấy chồng không theo chồng, lấy vợ phải theo vợ. Cố Gia Huy bước lên trước, vòng tay ôm eo Hứa Minh Tâm, kéo nhẹ cô vào lòng. Hứa Minh Tâm muốn giãy ra nhưng không làm sao thoát được,
chỉ có thể đỏ mặt nhìn ông đang xem chuyện cười. Sao con lại đến đây, chẳng lẽ sợ bố bắt nạt vợ con à? Ông không vui nói. Không đến mức như thế, con sợ cô vợ chưa cưới này của con không hiểu chuyện sẽ làm hỏng mất sự hào hứng của bố. Anh sợ ông sẽ nói mấy vấn đề sâu xa, làm tăng gánh nặng cho Hứa Minh Tâm. Trái tim cô vợ nhỏ của anh còn dễ vỡ hơn cả thủy tinh, không thể chịu được áp lực. Áp lực lớn là đầu sẽ hỏng ngay. Để sửa được đầu cô, anh phải rất khổ tâm đấy. Được rồi, không còn sớm nữa, vợ chồng hai đứa làm gì thì làm đi, ông già này còn phải uống trà dưỡng tính nữa. Ngủ ngon, Cố Gia Huy nói một câu, sau đó kéo. Hứa Minh Tâm đi, Hứa Minh Tâm cũng vội nói một tiếng. Sau khi đi ra, anh không đưa cô về phòng mà đi thẳng lên tầng. Cô không khỏi có hỏi ngạc nhiên, nói, không phải đi ngủ à? Đưa em đi xem vài thứ. Cuối cùng bọn họ đến căn phòng trên tầng cao nhất, gác lửng rất lớn, hai người đứng bên trong mà không hề chật. Ở đây có kính viễn vọng, có một lỗ tròn nhỏ nhô ra ngoài, có thể xoay 360 độ để quan sát mọi hướng, còn có tủ sách, thảm và chiếc giường nị, đây là chỗ nào? Đây là lãnh địa riêng của anh, những thứ này đều là từ lúc anh còn nhỏ, sau này anh với anh hai ra nước ngoài, căn phòng bị bỏ trống lâu ngày, một số thứ bị hỏng phải sửa lại. Một số thứ hư hại, còn một số thì được chuyển lên. Hứa Minh Tâm gõ vào kính viễn vọng, thật sự có thể thấy được những ngôi sao, hơn nữa còn có cảm giác khoảng cách được kéo gần lại, nhưng cô không hiểu về thiên văn lắm. Cố Gia Huy giải thích từng cái một, đâu là cung nhân mã, đâu là cung thiên bình, đâu là sao bắt đầu. Giọng nói gợi cảm và êm dịu của anh vang lên bên tai, hay đến như vậy. Hơi thở thổi vào tai cô khiến cô tê dại, cả người không còn sức lực. Trên trời còn một ngôi sao nữa, chắc chắn em chưa từng thấy. Sao gì? Em lại đây. Anh nhẹ nhàng nói. Hứa Minh Tâm đến gần anh, cuối cùng lại được anh ôm vào lòng, tai dán vào ngực em trái tim ở trong ngực anh hoàn toàn thuộc về em. Trên trời luôn có hàng ngàn hàng vạn vì sao, nhưng trái tim của anh chỉ có một, em phải bảo vệ nó cho tốt, đừng làm nó đau. Hứa Minh Tâm mặt đỏ tía tai, xấu hổ muốn rời đi nhưng bị anh ôm chặt trong lòng không sao thoát ra được. Đừng xấu hổ, lời anh nói đều là thật lòng. Có quỷ mới biết, Bạch Thư Hân nói lời của đàn ông đều là dằm thối cả thôi, thường hay nói một đằng làm một nẻo. Em đấy, không cảm động thì thôi, còn mắng anh một trận nữa. Cố Gia Huy không vui nhấc cổ áo phía sau cô lên như xách một chú gà con. Em không thể cảm động một chút à? Không, không dám động, anh dọa dẫm em thế này, em không dám động chút nào. Hứa Minh Tâm cẩn thận dè dặt nói, tưởng rằng tiếp theo anh sẽ đánh đòn mình. Mới đầu Cố Gia Huy còn chưa phản ứng lại, sau khi hiểu rồi thì không khỏi bật cười. Cô nhóc này, có thể khiến anh vui, cũng có thể khiến lòng anh thắt lại. Được rồi, không chọc em nữa, xem xung quanh đi, anh chưa từng dẫn ai đến đây cả. Hứa Minh Tâm nghe thế thì bỗng chốc thấy thích thú. Lúc nhỏ Cố Gia Huy từng dùng những đồ vật này. Cô lục lọi xung quanh. Nhìn lướt qua những cuốn sách trên giá, không khỏi bĩu môi. Lúc lớn hơn một chút, Cố Gia Huy đã vô vị như vậy rồi à? Đều là tác phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước, danh nhân danh truyền. Sách lúc nhỏ cô đọc là 10 vạn câu hỏi vì sao, chuyện cổ tích của Andersen. Quả nhiên, so sánh với người này đúng là tức chết mà. Sao lại không có đồ chơi? Lúc đó đâu có tâm tư mà chơi đồ chơi, từ lúc nhận biết được mặt chữ. Anh với anh hai đã ra sức học hành, không dám lơ là một chút nào. Mẹ mất sớm, lúc đó Cố Triệt đã lớn rồi, bắt đầu quản lý xí nghiệp của gia tộc. Anh với anh hai trở thành cái gai trong mắt anh ta, nếu bọn anh không lớn nhanh một chút thì bọn anh sẽ trở thành vật hy sinh. Cố Gia Huy nhàn nhạt nói. Vẻ mặt anh bình tĩnh, giọng nói không nhanh không chậm, như thể không có cảm giác gì. Nhưng Hứa Minh Tâm nghe những lời này lại rất nặng nề. Một đứa trẻ chỉ mới bấy nhiêu tuổi đã có áp lực như vậy, lo lắng cho sự an toàn của chính mình, hơn nữa lại còn là anh em tương tàn. Tuổi thơ như vậy chắc hẳn là u ám lắm nhỉ. Cô còn tưởng lúc nhỏ mình đã đủ thê lương rồi, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô đã rất hạnh phúc, chí ít thì cô vẫn an tâm mà sống, không cần phải lo lắng đến chuyện nguy hiểm tính mạng. Sau này thì sao? Sau này bọn anh được bố cho đi nước ngoài, ở nước ngoài rất nhiều năm. Cố Triệt cũng thường cử tai mắt sang vì sợ bọn anh ngày càng lớn mạnh. Việc bọn anh có thể làm chính là cẩn thận từng chút một, lúc đó đối với bọn anh mà nói,
buổi tối đi ngủ rất là đau khổ bởi vì không dám lơi lỏng cảnh giác, sợ sẽ gặp phải nhóm sát thủ. Chỉ là, những chuyện đó đều đã qua rồi, anh cũng đã chịu đựng được rồi, nhưng còn anh hai, anh ấy. Nhắc đến Cố Trường Quân đã qua đời, sắc mặt Cố Gia Huy hơi u ám, hai nắm tay thầm siết chặt. Hứa Minh Tâm bước lên trước, dùng đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy bàn tay to lớn của anh, muốn chuyển hơi ấm sang cho anh. Anh hai ở trên thiên đàng sẽ dõi theo anh, em sẽ thay anh ấy chăm sóc anh, có được không? Nghe thấy thế, sắc mặt Cố Gia Huy mới dịu lại, không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng miệng hùm gan sứa của mình. Anh dùng bàn tay to của mình vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt trở nên dịu dàng. Bỏ đi, vẫn là anh chăm sóc em mới đúng, nhóc con em có chỗ nào là biết chăm sóc người khác đâu. Đừng có xem thường người khác thế được không hả? Em cũng ngày càng tốt hơn mà. Cô không vui nói. Anh tin, sẽ ngày càng tốt hơn thôi. Những người năm đó, cũng nên trả giá bằng máu. Hứa Minh Tâm nhìn xung quanh, phát hiện Cố Gia Huy phát triển thành một người đàn ông kiên cường sắt thép, thực sự là không dễ dàng gì. Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn đọc sách nghiêm túc như vậy, bây giờ luyện thế nào mà trong bụng đầy lời yêu thương như thế? Cố Gia Huy, anh là kiểu không thầy, tự mình làm nên à, hay là có kinh nghiệm từ sớm rồi? Nếu không sao anh lại có nhiều lời ghẹo người thế hả, không nghiêm túc chút nào cả. Cố Gia Huy nghe thấy lời này, chỉ cười cười nói, nếu em không thích, vậy lần sau anh không nói nữa. Vậy cũng không được, anh chỉ có thể nói với một mình em thôi. Hứa Minh Tâm bá đạo nói. Được, chỉ nói với một mình em. Hứa Minh Tâm chơi mệt rồi thì nằm trên giường nhỏ nghỉ ngơi, giường rất nhỏ, miễn cưỡng lắm cũng chỉ nằm được một người. Cố Gia Huy ngồi dưới đất, tựa vào bên giường, nhìn cô an yên chìm vào giấc ngủ. Trăng đêm nay đẹp thật. Cố Gia Huy dịu dàng ôm cô gái nhỏ đang ngủ sâu về phòng, vừa đặt người xuống đã có người gõ cửa. Anh đi ra, Cố Triệt cầm theo một chai rượu vang đỏ, lắc lắc hai ly rượu. Có hứng thú uống một ly không? Cố Gia Huy gật đầu, hai người xuống lầu. Phòng khách rộng lớn chỉ có hai người bọn họ. Rượu nho năm nay vừa mang về từ trang viên Bôn Tân, mùi vị rất được. Nếu chú cảm thấy ngon thì tôi tặng chú một hộp. Rượu của anh cả, em cũng uống được sao? Cố Gia Huy bưng ly rượu, lắc nhẹ dưới ánh đèn. Ánh sáng màu đỏ kỳ dị phản chiếu qua ly thủy tinh trông giống như máu tươi, chiếu lên mặt anh, lộ ra gương mặt thâm sâu khó đoán. Cố Triệt nghe thế thì ngón tay khựng lại. Anh ta nhướng mày, nhìn đứa em trai không ai biết đến của mình. Anh ta thật sự đã coi thường anh rồi, để anh ẩn núp lâu như vậy. Thế mà lại trở nên lớn mạnh đến thế. Bề ngoài là giả, ngoan ngoãn cũng là giả. Anh chính là con thú hoang dã nhất, ngụy trang đến hôm nay, là để cho kẻ thù một nhát chí mạng. Anh ta nheo đôi mắt diều hâu hẹp dài lại, nói, chú ba nói thế là có ý gì, tôi phải cẩn thận đề phòng kẻo lại lật thuyền trong cống ngầm, bị kẻ tiểu nhân giẫm lên đầu. Anh cả có tin vào nhân quả báo ứng không? Anh nhàn nhạt nhìn sang, ánh mắt giống như nước biển trong đêm lạnh. Không có gió cũng chẳng có sóng, phẳng lặng như mặt gương. Nhưng đằng sau mặt gương lại ẩn giấu sóng trào mãnh liệt, vô cùng nguy hiểm. Cố Triệt nghe thế thì nheo mắt lại, trong lòng có dự cảm chẳng lành, nhưng cũng không dám khẳng định. Tôi không tin nhân quả báo ứng gì cả, ngược lại tôi tin vào định mệnh. Đã định sẵn là của chú thì sẽ là của chú, không phải của chú thì cưỡng cầu cũng không được. Chú với tôi là anh em, nhưng anh em ruột cũng phải tính toán cho rõ ràng. Yên tâm đi, em với anh cả sẽ lần lượt tính rõ ràng mà. Không còn sớm nữa, vợ chưa cưới của em không thích trên người em có mùi rượu, rượu này em không uống nữa. Anh cả cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon. Cố Gia Huy đứng dậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thản nhiên. Ý cười đó, không vào được đáy mắt. Cố Triệt nhìn hướng Cố Gia Huy rời đi, đôi mắt diều hâu lập tức trở nên hung ác nham hiểm. Âm thầm nằm chặt nắm đấm. Ngày hôm sau. Mọi người lần lượt rời khỏi nhà cũ, sau khi đưa Hứa Minh Tâm về trường, Cố Gia Huy cũng đến tập đoàn, không ngờ Trịnh Hoa lại đến nữa. Lần này lại còn mang theo cả hợp đồng mà anh mong muốn đã lâu. Trịnh Hoa đưa ra một yêu cầu, buổi tối đi uống với cô ta một ly, nếu vui vẻ uống thì hợp đồng dễ nói rồi. Cô ta tin rằng Cố Gia Huy là một doanh nhân thông minh, nhất định sẽ không bỏ lỡ đơn hàng lớn này. Cô ta đoán không sai. Quả thật Cố Gia Huy không có cách nào để từ bỏ cả. Điều kiện này rất hấp dẫn, nhưng anh cũng là một kẻ khó đối phó đấy. Buổi tối, Hứa Minh Tâm đợi tới khoảng 12 giờ,
mới nghe được tiếng còi xe hơi quen thuộc ở ngoài cửa. Cô nhanh chóng chạy tới mở cửa, lại không biết là Cố Gia Huy trở về cùng Khương Tuấn, vậy mà lại có thêm cả Trịnh Hoa. Khương Tuấn đỡ Cố Gia Huy đã uống say, mà phía sau còn có Trịnh Hoa nhíu chặt mày đi theo. Cô không nhịn được có chút buồn bực, sao Trịnh Hoa cũng tới đây? Trong lòng Trịnh Hoa cũng nổi trận lôi đình. Cô ta vì dẫn Cố Gia Huy mắc câu, không màng tới sự phản đối của ông nội, lén lút lấy con dấu của ông nội, lấy hợp đồng ra. Cô ta bỏ thuốc và rượu, muốn gạo nấu thành cơm, sau đó lại cưỡng hôn. Không ngờ người đàn ông Cố Gia Huy này lại cực kỳ gian xảo, cho Khương Tuấn canh giữ ở bên ngoài, một khi có gió thổi cỏ lay là lập tức vọt vào, khiến cô ta không có cách nào tạo ra bầu không khí lãng mạn. Ba lần uống rượu, dưới hơi lạnh của rượu, thuốc mê và thuốc kích dục cũng có tác dụng. Chỉ chờ thời gian lên men. Cô ta nâng Cố Gia Huy lên, vốn định lấy cớ say rượu để đưa Cố Gia Huy đang mơ mơ màng màng ra khỏi phòng. Nhưng Khương Tuấn lại không rời một tấc, khăng khăng muốn đưa anh về nhà, còn nói là vâng theo dặn dò của Hứa Minh Tâm, bảo đảm Cố Gia Huy về tới nhà an toàn. Vì thế, bất chấp tất cả, đặt Cố Gia Huy trên ghế phụ. Nhưng cô ta sao có thể cam tâm, cho nên cũng đi theo tới đây. Khương Tuấn đặt Cố Gia Huy ở trên sofa, nói, ông chủ uống nhiều rượu. Tôi biết rồi. Thư ký Khương, anh đã đưa người về nhà an toàn, nhiệm vụ của anh cũng hoàn thành, rồi, có phải nên đi rồi không? Việc này, Khương Tuấn nhìn Trịnh Hoa, lại nhìn Hứa Minh Tâm. Anh ta sợ Hứa Minh Tâm bị Trịnh Hoa bắt nạt, dù sao Trịnh Hoa cũng không phải là đèn cạn dầu gì. Hứa Minh Tâm nhéo nhéo bàn tay nhỏ, nên tới vẫn trở về, trốn cũng không thoát. Cô không muốn trêu chọc, nhưng đối phương lại chạy đến nhà, buộc cô phải chỉ hỏng súng ra. Vậy thì dứt khoát va chạm một chút thôi, anh cũng mệt mỏi cả một ngày rồi, về sớm chút đi, trên đường lái xe cẩn thận một chút. Vậy được rồi, tôi đi về trước, chỉ là cô Trình, cô cũng đi cùng tôi đi thôi, tôi đưa cô về nhà. Không cần, tốt xấu gì tôi cũng là khách, tư cách uống một ly trà cũng không có sao. Đây là cách tiếp khách của cậu ba nhà họ Cố, hay là có người không hiểu quy củ? Cô ta không có ý tốt nhìn về phía Hứa Minh Tâm, đâm thẳng mũi nhọn về phía cô. Khương Tuấn còn muốn nói gì đó thêm, nhưng lại bị Hứa Minh Tâm ngăn cản. Không sao, giao cho tôi. Cô tiễn Khương Tuấn ra cửa, Khương Tuấn vẫn có chút không yên tâm. Yên tâm đi, đây chính là địa bàn của tôi sẽ không để cô ta bắt nạt tôi, nếu không cũng quá mất mặt rồi. Trên đường đi anh cẩn thận một chút, tới nơi thì gọi điện thoại cho tôi. Vậy cô chú ý một chút, có việc gì thì tìm chú An là người từng trải. Hứa Minh Tâm tiễn Khương Tuấn đi, sau khi về phòng lại nhìn thấy Trịnh Hoa đang chăm sóc Cố Gia Huy, tự lau mồ hôi cho anh, thậm chí còn muốn tháo cả vạt của anh. Cô ta cũng không thèm liếc mắt nhìn Hứa Minh Tâm một cái, dùng miệng lưỡi ra lệnh, cô còn không mau đi nấu canh giải rượu, cô không nhìn thấy anh ấy rất khó chịu sao. Phòng ngủ ở đâu, tôi dìu anh ấy đi lên nghỉ ngơi. Hứa Minh Tâm nghe vậy không nhịn được cảm thấy tức giận, rốt cuộc ai mới là bà chủ của cái nhà này. Hứa Minh Tâm đi lên, ở trước mặt cô ta, nhờ chú An đưa Cố Gia Huy về phòng. Không phải cô Trình muốn uống trà sao? Vậy tôi cho người hầu chuẩn bị trà cho cô. Còn cần người hầu sao? Không phải là cô sao? Xuất thân ti tiện, cũng chỉ xứng bưng trà rót nước cho tôi. Trịnh Hoa kiêu ngạo ngồi xuống, gác chân lên bắt chéo, dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạch khiến người ta chán ghét. Hứa Minh Tâm cũng không khách sáo, rất cố gắng xây dựng khí chất bà chủ trên người mình. Cô cũng ngồi xuống, cười nói, vậy không cần rót trà, miễn cho ổ uế cái ly nhà tôi. Trịnh Hoa nghe được lời này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trợn mắt nhìn cô. Cô nói cái gì? Sao, cô nghe không hiểu tiếng người à? Cô cũng không hỏi bọn họ xem. Cái nhà này ai làm chủ, là tôi hay là Cố Gia Huy, hay là kẻ thứ ba là cô đột nhiên tới thăm. Lời này vừa nói ra, người hầu phía sau cũng đồng thanh nói, đương nhiên là cô Hứa rồi. Ngày ngày bọn họ ở trong căn nhà này, tất nhiên đã nhìn thấy rõ Cố Gia Huy tìm đủ mọi cách yêu thương cô. Nhưng bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy ông chủ đích thân xuống bếp, nhưng hôm nay vì cô Hứa, lại rửa tay nấu canh, đó chính là chuyện thường xuyên xảy ra. Hơn nữa Hứa Minh Tâm cũng hiền hòa, không có tính cách công chúa, miệng rất ngọt, luôn miệng gọi ngắn gọi dài chú này gì này. Cả đám bọn họ yêu quý còn không kịp, sao có suy nghĩ muốn căn nhà này đổi chủ chứ?
Trịnh Hoa nghe thấy người hầu nói, không khỏi đỏ mặt. Lần trước thấy Hứa Minh Tâm vẫn là quả hồng mềm, mềm yếu có thể bắt nạt. Sao lần thứ hai gặp lại, lại thành lưng thẳng tắp, khí thế mạnh mẽ hơn. Trịnh Hoa hung hăng nhíu mày, có chút khó hiểu. Cô cười nhạo một tiếng, cô không sợ truyền ra ngoài cho làm người ta cười nhạo sao, chú ba cố tìm một cô vợ sắp cưới không có chút quy củ nào, quả rất mất mặt xấu hổ. Hứa Minh Tâm nghe được lời này, nghĩ đến ngày cô bị nhục nhã kia. Đại khái là mình không xứng với Cố Gia Huy, sẽ chỉ khiến anh bị người ta cười nhạo. Nhưng thế thì sao chứ, người đàn ông của cô còn không sợ, sao đến lượt người phụ nữ ba hoa này nói linh tinh. Cô nhớ đến bốn câu châm ngôn Bạch Thư Hân dạy cô. Bây giờ, chính là lúc phát huy tác dụng. Cô hít sâu một hơi, ngăn từng chữ một nói, liên quan quái gì tới cô? Cái gì? Trịnh Hoa đột nhiên nghe được một câu thô tục này, còn tưởng rằng lỗ tai của mình có vấn đề, ngơ ngẩn nhìn Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm lại lặp lại lần nữa. Liên quan quái gì tới cô? Cô lặp lại lần nữa. Trịnh Hoa đứng bật dậy. Ngón tay xanh nhạt tức giận chỉ vào cái mũi của Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm cũng không chút yếu thế, nói cũng nói ra rồi, bây giờ cũng không thể mềm yếu lui về phía sau nữa. Cô đứng lên, thân mình nhỏ xinh tấm lưng vững chắc thẳng tắp. Cô nâng cằm lên, nói, người đàn ông của tôi có bị người nhạo báng, điều này có liên quan đến một đồng nào của cô không? Cô ăn no rừng mỡ sao, quản nhiều như vậy làm sao? Cô... Sao Cố Gia Huy lại có người vợ sắp cưới như cô chứ? Những lời dơ bẩn như cũng nói ra được. Tôi muốn tố cáo cô, cho mọi người nhìn kỹ khuôn mặt xấu xí của cô. Trịnh Hoa tức muốn hộc máu, gương mặt xinh đẹp đã trở nên vặn vẹo dữ tợn. Cô ta lớn như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ thấy có người nói với mình như vậy. Hứa Minh Tâm nhớ tới dáng vẻ ghê gớm ngày thường của Bạch Thư Hân, vén tay áo lên, hai tay chống hông, tiếp tục nói, được đó, cô nói với mọi người đi. Tôi cũng muốn cho mọi người phân xử, cô là kẻ thứ ba mà lại như vậy, cô có còn liêm sỉ không? Tôi và Cố Gia Huy có hôn ước, đó là cha anh ấy và cha tôi quyết định, nếu cô cảm thấy anh ấy cưới sai người, cô đi tìm bác ấy cãi lý đi. Hơn nữa, xin cô hãy có thái độ đoan chính, bây giờ cô là kẻ thứ ba, cô muốn phá hỏng tình cảm của tôi và Cố Gia Huy, cô đừng nói mình cao quý hơn mà nói tôi thấp kém như vậy. Cơ ngơi nhà tôi thật sự không bằng nhà cô. Nhưng nhân phẩm của tôi còn tốt hơn cô nhiều. Tôi thấy cô điên rồi, những lời mê sảng đó cũng dám nói. Tôi, hôm nay tôi phải xé rách miệng cô. Trịnh Hoa tức giận đến mức nổi điên lên, căn bản không có năng lực suy nghĩ bình thường, cũng không quan tâm đây là đâu, trực tiếp lao tới. Hứa Minh Tâm chạy chóng chạy trốn, cũng may những người hầu phía sau đó tay mắt lanh lẹ, nhào nhào đi lên giúp đỡ, không bao lâu đã giữ được Trịnh Hoa. Cô, các cô buông tôi ra. Các cô thật to gan, cũng dám ngăn cản tôi chính là cô chủ nhà họ Trình. Chúng tôi không biết cô là cô chủ nhà ai, nhưng chúng tôi biết cô Hứa là bà chủ của chúng tôi. Nếu cô động vào bà chủ của chúng tôi một chút, chúng tôi sẽ không quan tâm cô là thần tiên nơi nào. Cảm ơn, mọi người đều được phát tiền thưởng. Hứa Minh Tâm cảm động muốn chết, thời điểm mấu chốt vẫn phải dựa vào đồng đội. Bây giờ cũng không phải lúc keo kiệt, sẽ có thưởng cho mọi người. Khi Trịnh Hoa nhìn thấy chủ tớ bọn họ giúp đỡ nhau, tức giận đến run rẩy cả người, gương mặt đẹp đẽ biến thành màu gan heo. Cô chờ đó cho tôi. Trịnh Hoa giãy giụa thoát ra, còn kêu gào nói những lời tàn nhẫn. Hứa Minh Tâm cũng không sợ đâu. Trịnh Hoa, cô nói tôi không rót trà cho cô, tôi không lễ phép, sao tôi cũng không thấy cô gọi một tiếng gì nhỉ? Vai vế của Cố Gia Huy có lẽ cũng hơn cô một đời, sao cô lại không gọi anh ấy là chú Cố? Cô luôn gọi tên của anh ấy, thật đúng là không lễ phép. Tuy rằng tôi còn chưa vào cửa, nhưng cũng đã đính hôn, cô cũng phải gọi tôi một tiếng gì Hứa phải không? Cha mẹ cô không dạy cô, ngay cả chú gì cũng không gọi được, thật là không ra giáo. Trịnh Hoa nghe được lời này, sắp bị chọc tức đến phát điên lên. Tôi liều mạng với cô. Cô ta cậy mạnh nhào tới, thoát khỏi tay của mọi người. Nhưng cũng may bọn họ kịp thời ngăn cản. Bàn tay kia lướt qua gương mặt cô, suýt chút nữa thì dừng ở trên mặt cô. Hứa Minh Tâm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt chớp mắt một cái, ánh mắt kia cũng lập tức trở nên lạnh lẽo. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn như bịt kín xương lạnh. Mèo con muốn bùng phát rồi. Cô cũng chưa so đo lần trước Trịnh Hoa đã đánh cô một cái tát, làm hại cô phải giảm phấn mỗi ngày.
không ngờ vừa rồi cô ta còn muốn đánh mình. Làm kẻ thứ ba, một chút cảm giác xấu hổ cũng không có, vậy mà còn dám ngang ngược như thế. Hứa Minh Tâm lạnh nhạt nói, giữ chặt cô ta. Mấy người cùng dùng sức, bảo đảm Trịnh Hoa không chạy thoát được. Hứa Minh Tâm đi lên, sờ sờ khuôn mặt mềm mại của cô ta, xúc giác rất tốt, vừa nhìn là biết ngày thường thường xuyên dưỡng da. Rất thích tát người phải không? Âm thanh của cô lạnh buốt vang lên, dừng bên tai Trịnh Hoa, khiến trong lòng cô ta run lên. Cô cho rằng tôi sẽ không đánh người phải không? Cô tiếp tục nói, bàn tay nhỏ lạnh lẽo dừng trên mặt cô ta, chậm rãi vuốt ve. Động tác này, không thể nghi ngờ chính là đe dọa. Trịnh Hoa trừng lớn đôi mắt, đúng là cô ta cho rằng Hứa Minh Tâm là một con cừu, sẽ không thật sự ra tay đánh người. Nhưng bây giờ xem ra cô ta sai rồi, đây là con cừu có móng vuốt. Cô muốn làm gì? Trịnh Hoa trừng lớn đôi mắt, run bần bật nói. Gương mặt này rất mềm mại, cô là cô chủ nhà giàu, có lẽ là chưa từng bị người khác đánh phải không? Muốn tôi nói cho cô biết cái tát có cảm giác như nào không? Rất đau, nóng rát đau đớn, cô muốn thử một chút không? Cô dám, nếu cô dám đánh tôi, ông nội của tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Trịnh Hoa thấp thỏm lo âu kêu to, nhắm chặt mắt lại. Trịnh Hoa, tôi cảnh cáo cô, nếu còn có lần sau, tôi bảo đảm sẽ trả lại cô một cái tát lúc trước. Cô đánh tôi mạnh thế nào, tôi sẽ trả lại cô mạnh bấy nhiêu. Sau lưng cô có ông nội cô chống lưng, sau lưng tôi có người đàn ông của tôi chống lưng, xem rốt cuộc là ai đuối lý. Cô cũng đừng nói tôi sẽ hại anh ấy, người đàn ông của tôi còn chưa lên tiếng, cô là cái thá gì, đến lượt cô ở đây nói nhảm với tôi hết bài này tới bài khác sao. Mỗi người đều có thể tức giận, không chỉ riêng cô. Cô buông lỏng người Trịnh Hoa ra, lạnh giọng nói. Tiễn khách. Cô phun ra hai chữ cuối cùng, người hầu đưa Trịnh Hoa rời đi. Khi Trịnh Hoa đi tinh thần vẫn còn hoảng hốt, cảm thấy hình như mình nằm mơ. Nếu không phải mơ, sao Hứa Minh Tâm lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Nếu không phải mơ, cô ta đường đường là cô chủ nhà họ Trình sao lại bị nhục nhã như vậy? Đúng, đây chắc chắn là mơ. Trịnh Hoa đi rồi, người hầu cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô. Cô Hứa. Vừa rồi dáng vẻ cô xé mặt kẻ thứ ba thật sự rất ngầu, cho cô điểm 10. Đúng vậy, tôi còn lo lắng ngày thường cô Hứa dịu dàng hiền hòa chắc chắn sẽ bị Trịnh Hoa kia bắt nạt chứ, không ngờ sức bật của cô Hứa lại mạnh như vậy. Ai ra, ở cùng với Bạch Thư Hân lâu ngày, tôi cũng bị tẩy não. Vừa rồi tôi thật sự rất ngầu sao? Ừm, sao cô làm được như thế? À, tôi xem phim cung đấu, hậu cung hãm hại nhau đều là thế này. Mọi người không có việc gì thì xem Chân Hoàn chuyện gì đó đi, rất có ích. Ui da, tôi quên mất chú ba cố, canh giải rượu đâu. Hứa Minh Tâm chỉ lo đắc ý, quên mất người đàn ông của mình, nhanh chóng vọt vào phòng bếp, bưng canh giải rượu lên. Chú An đã đến mở cửa, lại ngăn cô ở ngoài cửa. Chú ba cố làm sao vậy, cháu đi vào chăm sóc anh ấy. Cái đó, ông chủ có chút không tiện. Chỉ sợ đêm nay cô Hứa phải tới phòng khách nghỉ ngơi. Chỗ này cứ để tôi để ý, cô Hứa cứ yên tâm. Nhưng mà, cô còn chưa nói xong, chú An đã đóng cửa lại. Chú An quay lại trong, Cố Gia Huy đang tắm ở bên trong. Tác dụng của thuốc mê đã hết, tác dụng của thuốc kích dục mới là điểm chết người. Anh lại không có người phụ nữ nào có thể giải quyết, chỉ có thể tắm. Ông chủ, ông vẫn ổn chứ? Ông nói đi. Bên trong truyền đến âm thanh không vui của Cố Gia Huy, anh đang phải khó khăn đấu tranh với dục vọng. Chú An ở bên ngoài cũng thương mà không giúp gì được, nhưng điều ông ấy quan tâm không phải điều này, mà là nhiệm vụ ông cổ đã dặn mình ngày đó. Ông chủ, tôi có thể cả gan hỏi một vấn đề riêng được không? Hỏi đi, hôm nay ông nói nhiều thật đấy. Cố Gia Huy không kiên nhẫn nói. Ông chủ, ông có bệnh kín gì không, ví dụ như bất lực chẳng hạn. Cố Gia Huy khóc không ra nước mắt ở trong WC. Anh khổ sở đến khoảng hơn nửa đêm, mới hòa hoãn lại, cả người như là bị bệnh nặng, mệt mỏi đi ra trên người khoác áo tắm dài, bước chân loạng choạng. Chú An đỡ anh ngồi xuống, nói, ông chủ, ông vẫn ổn chứ? Vấn đề vừa rồi, ông hỏi lại một lần nữa đi. Ồ, việc này không phải chỉ có một mình tôi nghi ngờ, ngay cả ông cụ cũng nghi ngờ. Ông chủ và cô Hứa cùng chung chăn gối lâu như vậy, nhưng lại ông lại không chạm vào cô. Hứa, khó tránh khỏi khiến người khác hiểu lầm. Hiểu lầm,
Cố Gia Huy nghe vậy thì nhíu chặt mày, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Mỗi đêm Hứa Minh Tâm đều tích cực chủ động ngủ cùng anh, hơn nữa còn rất chắc chắn cho rằng anh là chính nhân quân tử, chắc chắn sẽ không làm việc gì không đứng đắn với cô. Chẳng lẽ cũng là hiểu lầm đó sao? Hiểu lầm mình bất lực, không có năng lực ở phương diện kia. Mẹ kiếp, Cố Gia Huy xù lông. Nói với bố tôi rất ổn, không có bệnh kín gì cả. Thật sao? Chú An nghi ngờ. Vô nghĩa, tôi chỉ không muốn dọa Minh Tâm sợ, cô ấy còn nhỏ, bây giờ không phải lúc. Vậy thì tốt rồi, thật sự khiến tôi lo lắng gần chết, tôi cũng không cần mỗi ngày cho thuốc tráng dương vào trong đồ ăn của ông chủ nữa. Khu khụ. Cố Gia Huy nghe được lời này, suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết. Ông nói cái gì? Chú An nhìn trần nhà, nhìn gạch, ngượng ngùng nói, là ông cụ dặn, tôi cũng là bất đắc dĩ. Cố Gia Huy nghe vậy thì nhíu chặt mày, khó trách anh cảm thấy gần đây tính dục tràn đầy, khi tứ chi tiếp xúc với Hứa Minh Tâm đều sẽ có phản ứng, thì ra là hai ông già này hợp lại hại mình. Mau ngừng thứ thuốc đáng chết kia lại cho tôi. Vâng vâng vâng, ông chủ, tôi còn có việc, tôi đi xuống trước. Chú An nào còn dám tiếp tục, nhanh chóng ủ rũ bỏ đi. Trong lòng Cố Gia Huy dâng lên một cảm giác trống vắng. Anh hùng không đất dụng võ mà. Nhà có vợ mà còn phải chịu đựng, đúng là nam nhân biết im lặng, nữ nhân biết rơi lệ mà. Hứa Minh Tâm lăn qua lộn lại mà vẫn không ngủ được, luôn có cảm giác giường chiếc lớn trống rỗng, lăn qua lăn lại, lại không có một chút cảm giác an toàn. Cô lăn qua lộn lại tới hơn nửa đêm, mới mơ mơ màng màng ngủ, nhưng giấc ngủ lại rất nông. Hứa Minh Tâm đột nhiên cảm nhận được một hơi thở ấm áp quen thuộc tới gần, không đợi Cố Gia Huy lên giường, cô đã mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông quen thuộc kia, không nhịn được nhếch môi cười. Anh tới rồi. Cô vươn cánh tay như ngó sen của mình ra, quấn quanh ở trên cổ người đàn ông kia, nhẹ nhàng hà hơi. Cố Gia Huy cười nhạt, cái mũi của cô nhóc này rất thính. Ừm, đến xem em. Cứ ngủ ở đây đi, em muốn ôm anh. Được. Anh cũng nghĩ như thế, trong lòng ngực đột nhiên trống trơn thì trong lòng cũng trống trơn. Anh lên giường, cô gái nhỏ lập tức chui vào trong lòng ngực anh, cánh tay nhỏ ôm chặt vòng eo anh, giống như là một con mèo nhỏ. Minh Tâm, có phải em cho rằng anh sẽ không bao giờ làm như vậy với em? Anh nhân lúc cô đang mơ màng hỏi. Anh chấm ANS nói cái gì vậy? Việc nam nữ đó. Việc nam nữ, anh, không phải anh bất lực sao? Anh bất lực mà em vẫn còn muốn ở cùng anh. Vậy thì phải làm sao đây, nếu chọn anh thì không nên từ bỏ. Hơn nữa em cũng không nỡ, từ nhỏ đến lớn chỉ có anh là người đối xử với em tốt nhất, em cũng muốn đối xử với anh tốt hơn. Vậy em, không muốn sau này sinh con sao? Cố Gia Huy nghe được lời từ đáy lòng cô, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Cằm anh nhẹ nhàng gác ở trên đầu cô, tham lam hít lấy mùi hương như có như không trên người cô. Mùi hương đó khiến anh cảm thấy rất yên tâm, khiến sự sao động trong lòng anh lập tức bình tĩnh trở lại. Nếu muốn chúng ta có thể tới cô nhi viện nhận nuôi một đứa mà, ngốc. Đừng nghịch nữa, em buồn ngủ quy. Hứa Minh Tâm bất mãn lẩm bẩm. Cô nhóc ngốc, em cũng không biết, anh muốn ăn em như thế nào đâu. Ăn, đừng ăn em sợ đau, không thể ăn được. Cô bé ngốc, Cố Gia Huy chiều chuộng cười cười. Hôm sau Hứa Minh Tâm vừa mở mắt, liền nhìn thấy người đàn ông quen thuộc ở ngay bên cạnh. Lập tức cảm thấy thỏa mãn, trời càng ngày càng lạnh, cô vốn bị lạnh, vừa đến mùa đông tay chân lập tức lạnh lẽo, dù che chắn như thế nào cũng không nóng nổi. Nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi, có lò lửa lớn Cố Gia Huy này, ấm áp muốn chết, trời vừa lạnh một chút, ôm nhau ngủ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Tối hôm qua anh làm sao vậy, vì sao chú An cứ thần thần bí bí, không cho em vào xem anh? Lần này anh thật sự uống nhiều quá, say rượu rất khó coi, sợ em nhìn thấy sẽ ghét bỏ anh. Cố Gia Huy tùy tiện soạn một lời nói dối. Hứa Minh Tâm vẫn không nghi ngờ, không nhịn được bĩu môi, sao anh lại kêu như vậy, nếu em ghét bỏ anh thì đã ghét bỏ anh từ lâu rồi. Hai người xuống lầu ăn cơm sáng, Cố Gia Huy cũng nghe được sự tích vinh quang của cô ngày hôm qua từ chỗ người hầu. Hứa Minh Tâm cảm thấy rất mất mặt, khoe khoang ở trước mặt phụ nữ khác thì thôi đi. Bây giờ lại còn bày ra ở trước mặt Cố Gia Huy, anh có thể cho rằng mình là người đàn bà đanh đá hay không? Không ngờ, em cũng có lúc kiên cường như vậy. Hứa Minh Tâm cúi đầu không nói lời nào, gò má ửng hồng. Ông chủ,
ông không biết đâu, khi cô Hứa nói bốn chữ liên quan quái gì tới cô, sắc mặt Trịnh Hoa rất khó coi. Đúng vậy, lời này lại là Bạch Thư Hân dạy em sao? Cô ấy nói lời này rất có hiệu quả, chuyện trên thế giới này, đều có thể dùng hai câu đáp trả. Liên quan gì tới tôi, liên quan quái gì tới cô, lần đầu tiên em dùng thử, thật sự là rất tốt. Ngày mai cuối tuần, em muốn làm gì anh cũng làm với em, coi như là khen thưởng em đó. Dạy dỗ người khác mà cũng được khen thưởng sao? Hứa Minh Tâm nghi hoặc hỏi. Người bị dạy dỗ chính là kẻ thứ ba, người được giữ gìn lại chính là anh, tất nhiên là phải có khen thưởng. Phần thưởng của Hứa Minh Tâm đơn giản là ăn. Cô quyết định ngày mai đi siêu thị mua đồ ăn, về nhà sẽ tự mình nấu cơm, cùng Cố Gia Huy sống trong thế giới của hai người. Tất nhiên Cố Gia Huy cũng đồng ý, yêu cầu phòng bếp đừng đưa rau hữu cơ và thịt tới ngày hôm đó. Hôm sau, Hứa Minh Tâm và Cố Gia Huy đi dạo siêu thị, nghe nói hôm nay rau được giảm giá, vừa tươi ngon mà lại tiện lợi. Tuy rằng Cố Gia Huy không để bụng chút tiền này, nhưng mà cô để ý, luôn cảm thấy có thể tích nhỏ thành lớn. Bắt cô phải tiêu xài hoang phí, thật sự là quá khó khăn, cô sẽ tự trách trong lòng. Cô giành lấy một túi rau lớn, cũng không cần túi ni lông, mà tự mình mang theo túi mua hàng. Cố Gia Huy dựa vào người cô, nhưng lại không hề cảm thấy mất mặt, ngược lại còn cảm thấy Hứa Minh Tâm hồn nhiên như thế là đáng yêu nhất. Cô vẫn sạch sẽ, trên tờ giấy trắng này không có bất cứ một vết bẩn nào. Vốn dĩ anh còn lo lắng, sau khi mình công khai thân phận, cô sẽ khó có thể thích ứng mà quên mất bản chất thật của anh. Xem ra bây giờ dù anh có trở thành con ông trời đi chăng nữa, Hứa Minh Tâm cũng không thay đổi được tính cách của mình. Cô không cần sửa, mỗi một chỗ trên người cô, anh đều cảm thấy thật hoàn mỹ. Cố Gia Huy đi đến bãi đỗ xe để cô chờ mình ở cửa. Hứa Minh Tâm đặt túi lớn túi nhỏ ở cửa bãi đỗ xe, vui sướng gặm cây kem. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một âm thanh chói tai, chậc chậc chậc, đây không phải là em gái sao? Ra ngoài mua đồ ăn à? Không phải đó là chuyện mà một người hầu nên làm sao? Hứa Minh Tâm nghe vậy, không khỏi nhíu chặt mày, quay mặt nhìn lại, thì nhìn thấy hai người Hứa An Kỳ và La Thanh Nhã. Đây là lâu một siêu thị, trên lầu đều nơi bán những món đồ xa xỉ. Tuy rằng Hứa An Kỳ còn chưa cử hành hôn lễ, nhưng đã đăng ký kết hôn với Cố Tử Vị, đã thành con dâu chính thức của nhà họ Gố rồi. Thấy bọn họ xách theo túi lớn túi nhỏ, những tấm thẻ lấp lánh phát sáng, nhìn dáng vẻ rất sang trọng cao quý. Nhìn nhìn lại cô, ăn mặc đơn giản, bên cạnh còn có hai túi rau lớn. Một tay cô cầm hành tây, một cái tay khác còn cầm kem cây. Đúng là oan gia ngõ hẹp, sao lại đụng phải bọn họ chứ? Người hầu nhà tôi mệt mỏi, cho họ nghỉ một ngày, không được sao? Hứa Minh Tâm không có tâm trạng, hai người kia đều không có ý tốt với mình, La Thanh Nhã cũng phải nể mặt Cố Gia Huy, vậy thì cô cũng không cần khách sáo với bọn họ. Thông qua chuyện Trịnh Hoa lần trước, cô cũng hiểu ra, ngựa hiền thì sẽ bị người cưỡi ngựa bắt nạt. Cô mua đồ ăn, làm việc đoan chính, còn chưa tới lượt bọn họ khoa tay múa chân. Người đàn ông của cô đã lên tiếng chưa? Thật đúng là bản chất đê tiện không thay đổi, nói ra lại khiến người ta chê cười mất thôi. Cậu ba không cho cô tiền tiêu vặt sao? Để cô phải keo kiệt trong sinh hoạt như vậy. Keo kiệt, chẳng lẽ nhà chị không cần mua đồ ăn sao? Chị vừa nhìn thấy rau trong siêu thị giảm giá 30%. Em gái, em đến mức này sao? Ở nhà mình thì thôi đi, làm mất mặt nhà họ Hứa chúng ta. Bây giờ em và cậu ba nhà họ Cố ở bên nhau, em làm mất mặt cậu ba, còn làm mất mặt toàn bộ nhà họ Cố chúng ta nữa đấy. Thật là mất mặt xấu hổ quá đi. La Thanh Nhã bịt mũi nhìn Hứa Minh Tâm, giống như là nhìn thấy một đống rác, ánh mắt hết sức ghét bỏ. Hứa Minh Tâm sẽ không đấu võ mồm với người khác, nhưng mà cô đã có bốn chữ châm ngôn mà Bạch Thư Hân dạy. Cô lấy hết can đảm, nói, liên quan quái gì tới chị? Cái gì? La Thanh Nhã nghe vậy thì trừng lớn đôi mắt, không thể tin được cô lại nói ra những lời vô lễ như thế. Cô nói lại một lần nữa coi. Liên quan quái gì tới chị? Tôi mua đồ ăn là chuyện của tôi tiêu tiền nhà chị sao, mua đồ ăn cho nhà chị sao? Nhà các người ở bờ biển à? Sao lại quản nhiều chuyện như vậy chứ? Chị quản chồng chị con trai con dâu chị còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn xen vào chuyện của tôi? Chị đúng là lo chuyện bao đồng mà. Hứa Minh Tâm nói liên thành, đột nhiên cảm thấy dạy dỗ người khác thật sự rất sảng khoái.
Cô nói xong cả người lập tức nhẹ nhàng, ý chí chiến đấu bừng bừng nổi dậy. Đặc biệt là khi nhìn thấy sắc mặt xanh mét của La Thanh Nhã, tức giận đến mức run rẩy cả người, lại nghẹn họng không nói ra được chữ nào, trong lòng càng thêm thoải mái. Vừa rồi để chị nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, tự nhận hậu quả xấu đi. Mẹ, mẹ không sao chứ? Hứa An Kỳ vội vàng an ủi La Thanh Nhã, cuối cùng trợn mắt nhìn về phía Hứa Minh Tâm, cô. Cô dám nói như vậy với mẹ chồng tôi thấy cô phát điên rồi. Cho cô ta một cái tát, còn nhỏ tuổi mà đã nhanh mồm dẻo miệng, quả thực không tưởng tượng nổi. Đánh cho cô ta tỉnh táo lại, dạy dỗ cô ta phải làm người như thế nào. Vâng, mẹ. Lời này của La Thanh Nhã rất hợp ý cô ta, Hứa An Kỳ không nói hai lời, vén tay áo lên, đi đến chỗ Hứa Minh Tâm. Trong lòng Hứa Minh Tâm gấp như lửa đốt, chờ cô ta tới gần, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Chị dám. Vào lúc Hứa An Kỳ giơ cánh tay lên, dây tiếp theo muốn dùng một lực thật mạnh đánh xuống, thân thể nhỏ xinh của Hứa Minh Tâm đột nhiên phát ra khí thế mạnh mẽ. Cô lạnh lùng quát một tiếng, Hứa An Kỳ sợ tới mức khẽ run lên, cứng đờ tại chỗ. Cô ta nhíu chặt mày, không vui nói, có gì tôi không dám, cũng không phải lần đầu tiên dạy dỗ cô. Trước kia chị dạy dỗ tôi, là bởi vì chị là chị gái của tôi, nhưng bây giờ chị đã là cháu dâu nhà họ Cố, tôi là con dâu nhà họ Cố, chị dám đánh tôi thử một cái xem. Cô, dưới tình thế cấp bách, Hứa An Kỳ cũng không chú ý tới mối quan hệ này, bây giờ bị cô nhắc nhở, mới đột nhiên nhớ tới lời cảnh cáo của Cố Gia Huy. Cô ta cũng không thể ra tay được, chỉ có thể vô tội nhìn về phía La Thanh Nhã. La Thanh Nhã cũng đã quên mất, nhưng cơn giận trong lòng này lại không nuốt trôi được. Bà ta đứng thẳng người, nói, con lùi ra cho mẹ, con không thể đánh, chẳng lẽ mẹ cũng không thể đánh sao? Tôi là con dâu trưởng, phải dạy dỗ cô cách làm con dâu nhà họ Cố như thế nào. Tim Hứa Minh Tâm đập thình thịch, nhìn La Thanh Nhã tới gần. Cô muốn chạy trốn, nhưng lại bị Hứa An Kỳ ngăn lại. Dù sao La Thanh Nhã cũng là chị dâu cả của Cố Gia Huy, nếu thật sự bị đánh, cô cũng không thể đáp trả. Cô trợn mắt nhìn La Thanh Nhã giơ cao cánh tay lên, dùng lực đánh xuống. Cô sợ tới mức nhanh chóng nhắm mắt lại, toàn thân đều không nhịn được mà run rẩy. Nhưng, cơn đau đã đoán trước chưa xuất hiện thì bên tai đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết như giết heo của La Thanh Nhã. Đau quá, em làm gì vậy? Hứa Minh Tâm vội vàng trợn mắt, nhìn thấy là Cố Gia Huy. Sao anh tới rồi, không phải anh đi lấy xe sao? Cố Gia Huy nắm chặt cổ tay của chị ta, khiến chị ta từng bước lùi về phía sau. La Thanh Nhã tức muốn hộc máu nói, cậu ba, vợ của cậu không hiểu quy củ, cậu cũng không hiểu quy củ sao? Tôi là chị dâu cả của cậu đấy. Cố Gia Huy nghe vậy, hơi hơi nheo mắt lại, sâu trong đôi mắt phượng đều là vẻ u ám. Trong lòng La Thanh Nhã e ngại, nhưng lường trước được Cố Gia Huy sẽ không dám làm gì mình. Nhưng ánh mắt này cũng thật là đáng sợ. Chị dâu muốn dạy dỗ con dâu chưa qua cửa cũng được, nhưng mọi chuyện đều phải công bằng. Cố Gia Huy buông lỏng tay La Thanh Nhã ra, chị ta nhíu chặt mày, khó hiểu nói, cậu có ý gì? Vợ của tôi đắc tội với chị dâu muốn dạy dỗ, tôi không có lời nào để nói, nhưng con dâu của chị đắc tội với vợ tôi, đây cũng là một tội, vợ của tôi dạy dỗ con dâu chị cũng không còn lời gì để nói phải không? Việc này. Lời này khiến chị ta cứng họng không trả lời được. Hứa Minh Tâm nghe vậy, mắt sáng rực lên một chút. Ôi mà ơi, sao cô không nghĩ tới, người đàn ông của cô thông minh như vậy chứ, nổi tiếng trên thế giới nhiều năm như vậy không phải chỉ là cái danh thôi đâu. Cô đứng ra nói, đúng, em không hiểu lễ phép, đắc tội với chị dâu cứ việc dạy dỗ. Chị dâu, chị làm mẫu cho vợ của tôi làm. Chị dạy dỗ vợ tôi bao nhiêu nặng nề. Cô ấy sẽ dạy dỗ lại con dâu của chị bấy nhiêu. Lời này, khiến La Thanh Nhã vô cùng khó xử. Nhưng chị ta lại rất muốn tát một cái thật mạnh, giải tỏa cơn giận trong lòng, nhưng kết quả người chịu khổ vẫn là con dâu chị ta. Chị ta nhìn về phía Hứa An Kỳ cũng đang tỏ vẻ đáng thương nhìn mình. La Thanh Nhã tức giận nói, con dâu của tôi sẽ tự dạy, còn chưa tới lượt vợ sắp cưới của cậu dạy. Vậy thì vợ của tôi cũng tự mình dạy. Cũng không tới lượt chị dâu dạy. Cố Gia Huy hơi hơi nhướng mày, đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm, lời nói lạnh lùng được nói ra từ trong cánh môi lạnh băng. La Thanh Nhã nghẹn họng không trả lời được. Chị ta đúng là vác đá nện vào chân mình mà. Chị dâu,
bây giờ chị còn có gì chưa hiểu không? La Thanh Nhã cắn chặt răng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chúng ta đi. La Thanh Nhã kéo Hứa An Kỳ, tức giận rời đi. Cố Gia Huy xoay người nhìn về phía Hứa Minh Tâm, dịu dàng nói, em không sao chứ? Không sao không sao, cũng may anh tới kịp, nếu không em cũng không thể tránh được một cái tát này. Vẫn là anh thông minh, người đàn ông của em thông minh nhất. Hứa Minh Tâm kích động nói. Dù sao cũng là người đàn ông mình chọn, anh ưu tú, mình cũng được thơm lây. Đúng rồi, sao anh lại tới đây? Anh nhìn thấy xe riêng nhà họ Cố ở phía dưới, đoán được bọn họ cũng ở đây, lo lắng em đụng phải họ, rồi một mình em lại không ứng phó được. Cuối cùng không yên lòng, cho đây. Cũng may là anh đi ra, nếu không anh sẽ rất đau lòng đấy. Đi thôi, chúng ta cùng về nhà nào. Cố Gia Huy nhắc túi lớn túi nhỏ lên, duỗi một bàn tay ra nắm lấy đôi tay nhỏ của cô. Hứa Minh Tâm hài lòng đi theo phía sau anh. Ở gara, cô cũng nhìn thấy hai người La Thanh Nhã chị ta tức giận trừng mắt với mình, hận không thể trừng tới mức rớt luôn tròng mắt ra ngoài. Khi Hứa Minh Tâm đi ngang qua bọn họ, không nhịn được lẩm bẩm nói, trừng tôi làm gì, trừng cũng không chết được tôi đâu. Lời này truyền tới tai hai mẹ chồng nàng dâu kia, suýt chút nữa thì làm bọn họ tức chết. Lên xe, Cố Gia Huy cười nói, nếu trong lòng em không thoải mái, lần sau anh sẽ tùy tiện tìm một lý do xử lý Cố Tử Vị, xả giận cho em. Được đó, dù sao thì Cố Tử Vị cũng không phải người tốt lành gì. Quả nhiên, có người mẹ như nào thì người con như. Vậy, con trai thế nào lại tìm một người vợ như thế? Đều là người bắt nạt kẻ yếu, có anh ở đây, bọn họ cũng không dám làm gì em. Anh sẽ bảo vệ Ấy Ố Ghia Huy giúp cô đeo dây đai an toàn, động tác vô cùng dịu dàng. Hứa Minh Tâm cảm thấy trong lòng mình giống như được ngâm trong suối nước nóng, sắp bị hòa tan ra rồi. Sau khi về đến nhà, Hứa Minh Tâm ồn ào kêu đói bụng, muốn ăn đồ ăn ngon. Vốn dĩ đã nói hai người cùng xuống bếp, cuối cùng lại biến thành Cố Gia Huy làm một mình. Cô canh chừng Cố Gia Huy lên Google tra thực đơn, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Nắm chắc tất cả số lương gia vị không thiếu bất cứ thứ nào. Hình ảnh như thế nào, anh làm được như thế đó. Hình ảnh chỉ cung cấp tham khảo gì chứ, rõ ràng chính là vật thật đồ nguyên mà. Rất nhanh trên bàn được bày 3 món ăn và một món canh. Canh này là canh xương sườn cầu kỳ, bên trong bỏ thêm rất nhiều thuốc bổ, hầm khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, tới khi sắp xong thì cho thêm một chút cải thìa. Mở nắp nồi ra, mùi hương xông vào mũi. Khiến người ta phải thèm nhỏ dãi. Hứa Minh Tâm xoa tay hầm hè, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Cố Gia Huy. Người đàn ông của cô lên được phòng khách xuống được phòng bếp, người đàn ông này chỉ có từ trên trời rơi xuống, trên đời nào có được mấy người như vậy. Kiếp trước chắc chắn là cô đã cứu vớt cả hệ Ngân Hà, cho nên kiếp này mới có được người chồng ưu tú như vậy. Đảo mắt một cái đã đến cuối tuần, Bạch Thư Hân khó khăn lắm mới chạy thoát được sự chèn ép của người trong công ty. Muốn thả lỏng một chút. Hai người ăn ăn uống uống, đi dạo trung tâm thương mại. Hứa Minh Tâm tiết kiệm đã quen, mắt nhìn mấy con số không dán trên nhãn mác, thì nhanh chóng buông quần áo xuống. Bạch Thư Hân thấy cô như vậy, không khỏi bất đắc dĩ nói, làm ơn đi, bây giờ cậu đã là một người phụ nữ rồi đó, xem bộ quần áo mấy trăm nghìn mà còn do dự. Không đâu, vừa rồi tớ nhìn bộ kia rõ ràng là 3 triệu. Hứa Minh Tâm có chút ngượng ngùng nói, 1 vạn tệ đối với mình lúc trước, gần như là thứ không dám nghĩ đến. Phí sinh hoạt của cô suốt một học kỳ cũng không tới 3 triệu. 3 triệu có nghĩa là có thể tới nhà hàng ăn một bữa cơm mỗi ngày, mua một chút sách tham khảo làm bài, hoặc là lên Shopee mua quần áo bình dân. Mấy thứ quần áo này đối với cô có thể mặc được là tốt rồi, nhãn hiệu gì, hầu như không quan trọng. Mặc hàng hiệu trị giá hàng triệu đồng hay quần áo có mấy chục nghìn trên Shopee thì cũng có người mặc mà. Làm ơn đi, cậu có thể có chút tiền đồ được hay không? Chỉ có mấy triệu mà đã khiến cho cậu sợ thành như vậy. Lần này tớ mua, tớ tặng cho cậu được không? Mỗi ngày đều mặc quần áo giống như trẻ em, cậu không sợ bị đồn ra ngoài, hiểu lầm người đàn ông của cậu có sở thích yêu trẻ nhỏ sao? Hứa Minh Tâm quen mặc áo khoác có mũ, sau đó mặc quần yếm cao bồi, đi một đôi giày trắng. Thời tiết có hơi lạnh, thì mặc ở bên ngoài áo bông. Khi người khác chỉ muốn xinh đẹp không cần độ ấm, mặc váy ngắn lộ đầu gối, thì Hứa Minh Tâm từ trước đến nay đều dán đầy miếng giữ nhiệt trước ngực và phía sau lưng. Mỗi năm khi chuẩn bị tới mùa đông,
luôn chuẩn bị hết tất cả quần mùa thu cho cô ấy trước. Khi mẹ cô còn sống, cũng chưa từng quan tâm cô muốn mặc quần mùa thu như thế nào. Nhưng mỗi năm Hứa Minh Tâm đều rất kiên trì, chuẩn bị sẵn quần mùa thu cho bạn cùng phòng. Không cần, tớ không mặc đến. Hứa Minh Tâm muốn từ chối, nhưng không thắng nổi Bạch Thư Hân kiên quyết, cứng rắn kéo tới khu sản phẩm mới nhất của mùa này. Vừa rồi món hàng mấy triệu cô nhìn thấy chỉ là hàng giảm giá đã qua mùa, những bộ quần áo mùa đông vừa đi tới, mỗi một bộ đều mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu, mấy tỷ cũng có. Nhìn những con số không treo phía sau nhãn mác thực sự có thể dọa cô ngất xỉu đi. Đắt quá. Hứa Minh Tâm kéo Bạch Thư Hân lại, nhỏ giọng nói. Tớ có tiền. Bạch Thư Hân có rất nhiều tiền tiêu vặt, đều là của Lệ Nghiêm cho. Mỗi tháng anh ta nhận được tiền lương đều sẽ gửi cho cô ấy, chỉ giữ lại một phần nhỏ để sinh hoạt bình thường. Những số tiền đó đặt ở chỗ của cô ấy luôn khiến cô ấy rất khó chịu, tháng này lại gửi tới, không xài hết, trong lòng cô ấy rất không thoải mái. Không cần. Hai người lôi lôi kéo kéo, nhân viên cửa hàng đứng ở một bên không nhìn được nữa, nghiêng mắt nói, hai cô gái này, rốt cuộc có mua hay không vậy? Không mua thì đừng đứng ở khu sản phẩm mới nữa, quần áo ở đây đắt lắm, hai cô không cẩn thận đụng phải, làm dơ nó, vậy thì phí giặt các cô cũng không thể bồi thường nổi đâu. Ai u mẹ kiếp, cái tính hung hăng của tôi. Bạch Thư Hân nghe được lời này, tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng, muốn xông lên cãi lý, nhưng lại bị Hứa Minh Tâm ngăn lại. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Việc này có thể nhịn, vậy thì đến phân tớ cũng có thể ăn. Bạch Thư Hân cả giận nói, sau đó tùy tiện chỉ hai bộ, nói, lấy cho tôi size nhỏ nhất, bọc lại, bà đây cũng không cần thử quần áo. Bạch Thư Hân, cậu điên rồi à? Cô ấy tùy tiện chỉ hai bộ, giá cả đều là hơn cả tỷ đồng. Xúc động, quả nhiên là ma quỷ mà. Nhân viên cửa hàng nghe vậy thì rất kinh ngạc, lập tức thay đổi thái độ, đeo bao tay trắng cầm đồ đi đóng gói. Cô gái, quần áo của cô tổng cộng hết 14 tỷ 460 triệu, xin hỏi cô muốn quẹt thẻ không ạ? À? Cô nói cái gì? Bạch Thư Hân sửng sốt. Trong thẻ của cô ấy không có nhiều tiền như vậy, nhiều lắm cũng chỉ có 3 tỷ. Tổng cộng là 14 tỷ 460 triệu. Nhân viên cửa hàng lại lặp lại một lần nữa. Bạch Thư Hân lập tức xấu hổ. Minh Tâm, vừa rồi tớ nói cái gì nhỉ? Việc này mà có thể nhịn, đến cả phân tớ cũng có thể ăn. Chúng ta về nhà ngồi đợi trong WC đi. Bạch Thư Hân đỡ chán, cũng không muốn để nhân viên cửa hàng nhìn thấy mặt mình. Đi thôi, mau đi thôi. Thật mất mặt mà. Hai người đang chuẩn bị xám xịt rời đi thì nhân viên kia lại tranh chua nói thêm vài câu nữa. Không có tiền mà còn đòi diễn người giàu có gì chứ? Phồng má giả làm người mập, đúng là cười chết mất. Vừa nhìn các cô đã biết là kẻ nghèo kiết xác, cả đời cũng chỉ có thể mặc hàng vỉa hè mà thôi. Cô nói cái gì, cô lặp lại một lần nữa cho tôi. Bạch Thư Hân nhíu mày, cả giận nói. Vừa rồi không phải cô rất tò mò, nói việc này mà có thể nhịn, thì ngay cả phân cũng có thể ăn sao. Tôi thấy các cô nên trở về ăn cái thứ kia đi mới đúng. Cô, Bạch Thư Hân tức giận đến run rẩy cả người, nhưng lại không thể làm gì, vừa rồi lời nói kia thật sự là mình nói ra, bây giờ lại tự vác đá nện vào chân mình. Hứa Minh Tâm cũng bị chọc giận, một nhân viên nho nhỏ, không phải là quá kiêu ngạo rồi sao? Đây là thái độ phục vụ của một cửa hàng hàng hiệu sao? Mẹ kiếp, chú có thể nhấn, thím cũng không thể nhịn. Thư Hàn, cậu chờ đã, lời tớ nói vẫn còn ở đây. Việc này có thể nhịn, phân cũng có thể ăn được. Hừ, tôi muốn xem các cô còn có thể bày ra trò gì. Nhân viên cửa hàng nhìn những người không có tiền còn tới dạo cửa hàng bán đồ xa xỉ quen rồi, nhìn họ lấy cái này lấy cái kia, nhưng trên thực tế là không mua gì cả. Quần áo trên người Bạch Thư Hân, cô ta liếc mắt một cái là nhìn ra được, quần áo mấy chục triệu, cũng coi như không tệ. Nhưng mà muốn mua quần áo ở cửa hàng này thì đúng là có chút khó khăn, thực sự không biết tự lượng sức mình. Mà quần áo trên người Hứa Minh Tâm, cô ta không nhìn ra được là xuất xứ từ đâu, chất liệu rồi thì nhãn hiệu, chỉ có thể cảm giác thủ công rất tinh tế, hình thức cũng rất đẹp. Có lẽ cũng sẽ không quá đắt, mua từ trên Shopee sao? Cô ta khoanh tay trước ngực. Muốn xem bọn họ còn có thể làm được gì. Hứa Minh Tâm trực tiếp gọi điện thoại cho. Cố Gia Huy, bên kia anh đang trong cuộc họp. Di động đặt ở trên mặt bàn vang lên, anh quét mắt nhìn thông báo, là bà xã gọi tới.
Anh giơ tay ra hiệu cho thành viên ban giám đốc đang báo cáo tạm dừng lại, sau đó ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trực tiếp nghe điện thoại của Hứa Minh Tâm. Mọi người nhìn nhau, anh nhìn tôi nhìn anh, đều nhìn thấy vẻ không thể tin nổi ở trong mắt đối phương. Tổng giám đốc cô luôn luôn nghiêm túc cẩn trọng, trong thời gian làm cũng không bỏ về trước lại đang xử lý việc riêng sao. Khiếp sợ, thật sự là quá chấn động rồi. Làm sao vậy? Cố Gia Huy, em muốn trở thành bà chủ tiêu xài hoang phí. Hứa Minh Tâm dứt khoát nói. Cố Gia Huy nghe được lời này, không nhịn được mà bật cười. Cô vợ nhỏ nhà anh đúng là đáng yêu mà, nói đến chuyện tiêu tiền cũng thoát tục như thế. Không phải là anh đưa cho em thẻ vàng đen phụ của anh rồi sao? Cứ việc quẹt, em có thể tiêu tiền của anh rất vui vẻ đó. Ồ, vậy em phải tiêu một con số rất lớn đó nha. Cho dù em mua hết toàn bộ trung tâm thương mại, anh cũng không có ý kiến. Anh sắp họp xong rồi, em ở đâu, giữa trưa có muốn cùng đi ăn cơm không? Em ở trung tâm thương mại bị người ta bắt nạt, em đang muốn tìm lại sĩ diễn. Thôi, không nói chuyện với anh nữa, em phải đi mua đồ đây, tạm biệt. Hứa Minh Tâm không quên còn có việc quan trọng cần hoàn thành, vội vàng tắt điện thoại. Mà Cố Gia Huy ở bên này nghe nói cô bị bắt nạt, cũng không khỏi nhíu chặt mày. Trong mắt có một chút âm u nhàn nhạt. Có người dám bắt nạt vợ của anh, lá gan quả thật không nhỏ. Anh quay chiếc ghế tròn lại rồi nói, mọi người còn có chuyện quan trọng gì muốn báo cáo không? Không, đều là việc nhỏ thôi. Vậy tự xử lý đi, tan họp. Cố Gia Huy lạnh nhạt nói. Nhận điện thoại và tắt điện thoại, trước sau quả thực giống như hai người khác nhau. Vừa rồi trong mắt toàn là dịu dàng, đảo mắt lại lạnh như băng. Khiến người đối diện sợ hãi. Lòng người đàn ông, đúng là như kim đáy biển. Sau khi Hứa Minh Tâm tắt điện thoại, liền rút từ trong bóp tiền ra một tấm thẻ, nói, quẹt đi. Nhân viên cửa hàng bị khí thế của cô dọa nhanh chóng đi đến trước quầy quét thẻ, sợ, khi nhìn kỹ lại thì bật cười. Thẻ tích lũy điểm siêu thị, cô đùa tôi sao? Lấy nhầm rồi. Hứa Minh Tâm vội vàng lấy lại, rồi lại tìm ở trong bóp tiền. Cuối cùng cũng tìm được tấm thẻ vàng đen kia. Quẹt. Nhân viên cửa hàng nhìn màu sắc trên tấm thẻ, sắc mặt không khỏi nặng nề. Cô ta không dám chậm trễ, nhanh chóng quẹt thẻ, mật mã là ngày sinh nhật của Hứa Minh Tâm. Sau khi quẹt thẻ thanh toán, thái độ của nhân viên lập tức thay đổi hoàn toàn. Cô gái, xin hãy cầm lấy thẻ của cô, ký tên ở chỗ này. Nhân viên cửa hàng cung kính nói. Lúc này Hứa Minh Tâm mới thoáng hả giận. Bạch Thư Hân đi lên, nói, không phải vừa rồi cô rất kiêu ngạo sao? Sao bây giờ không nhảy dựng lên nữa? Nhân viên cửa hàng cười gượng hai tiếng không trả lời. Hai người cầm túi, khi đang chuẩn bị đi ra cửa thì không ngờ lại nhìn thấy Cố Gia Huy đang đi tới. Sao anh lại tới đây? Hứa Minh Tâm có chút kinh ngạc. Tập đoàn JNC ở đối diện trung tâm thương mại, em quên rồi sao? Khi Cố Gia Huy nhìn thấy khuôn mặt lớn bằng bàn tay của Hứa Minh Tâm, tất cả mệt mỏi khi tăng ca đều trở thành hư không. Đúng rồi nhỉ, em quên mất. Vậy anh tới đây làm gì? Vừa rồi ở trong điện thoại em nói bị người ta bắt nạt, cũng không nói rõ ràng đã vội vội vàng vàng tắt điện thoại rồi. Sao anh có thể yên tâm chứ, cho nên phải đến đây xem thử. Cũng không có gì, chỉ là nhân viên cửa hàng này ý thế hiếp người. Nói chúng em là quỷ nghèo, không mua nổi quần áo, bày ra sắc mặt lạnh cho chúng em xem. Hứa Minh Tâm giống như là thấy người lớn trong nhà mà bất bình tố cáo. Ồ, phải không? Cố Gia Huy nghe vậy, dáng vẻ hòa nhã lập tức bị dập tắt, ngược lại trở nên âm trầm đáng sợ. Anh chuyển mắt nhìn về phía nhân viên cửa hàng, nói, cô bắt nạt con nhà chúng tôi. Ha, con nhà anh. Chú ấy là chú ba của tôi, hừ. Hiệu suất làm việc của Cố Gia Huy rất cao, ai dám không thông qua Hứa Minh Tâm thì cũng không thông qua được anh. Anh trực tiếp gọi giám đốc phụ trách khu này tới. Giám đốc đi tới, xem lại camera, hình ảnh rõ ràng rành mạch, nhân viên cửa hàng phục vụ hỗn láo, xem thường khách hàng như thế nào đều bị camera quay lại. Giám đốc nhận ra tổng giám đốc Cố, giờ phút này run bần bật, nói, không biết tổng giám đốc Cố đích thân tới đây, không tiếp đón từ xa. Đây đúng là vấn đề của nhân viên chúng tôi làm chủ, xin được miễn phí đơn hàng của hai cô gái này. Miễn phí tận hưởng cửa hàng cả đời và thông dụng toàn cầu. Cái gì? Hứa Minh Tâm nghe được lời này, kinh ngạc đến mức cắm sắp rơi xuống đất. Bạch Thư Hân thì lại bình tĩnh hơn rất nhiều, lập tức vươn tay giữ lấy cằm cô.
Cô ấy hạ thấp giọng nói nhỏ ở bên tai Hứa Minh Tâm, có thể đừng ngạc nhiên như vậy được không? Người đàn ông của cậu là tự cậu tìm được, cho dù cậu là cái đồ nhà quê thì giờ phút này cũng phải giả vờ là bà chủ giàu có hiểu không? Hiểu. Chữ này từ trong khoang miệng phun ra, đều vô cùng run rẩy. Cô thật sự chưa từng gặp trường hợp này, cho nên khi nghe được lời nói kia đã sợ tới mức không nhận ra đâu là nam đâu là bắc. Kẻ có tiền nhận lỗi đều phóng khoáng như vậy sao? Trước kia cảm thấy cha tôi bồi thường hơn 1 tỷ tiền thuốc men kia, cô đã thấy ông như là đại gia rồi. Không ngờ tên giám đốc này lại là đại gia trong số các đại gia. Ánh mắt cô nhìn về phía giám đốc cũng trở nên cuồng nhiệt hơn, rất muốn đi lên ôm đùi anh ta. Dừng lại đi, nước miếng sắp chảy xuống rồi kìa. Hả? Hứa Minh Tâm nhanh chóng nghiêm chỉnh lại, ngoan ngoãn đứng thẳng người. Vậy nhân viên kia thì sao? Đuổi việc. Hơn nữa chúng tôi sẽ đăng thông báo, bất cứ một nhãn hiệu cao cấp kinh doanh mặt hàng xa xỉ nào đều sẽ không thuê cô ta nữa. Giám đốc quyết đoán nói. Có một chú nhân viên như vậy, đúng là hổ thẹn cho cửa hàng. Vốn dĩ nhân viên kia đã sợ tới mức run bần bật, mặt không có chút máu, giờ đây lại nghe được lời này, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng cô ta phản ứng cực nhanh, lập tức từ trên mặt đất bò qua, giữ chặt lấy ống quần của Hứa Minh Tâm, nói, cô gái. Là tôi sai rồi, tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Xin cô thương tôi còn phải nuôi một nhà già trẻ, cầu xin cô nói tổng giám đốc là cô tha cho tôi được không? Cầu xin cô, tôi dập đầu với cô. Việc này, Hứa Minh Tâm vốn là người dễ mềm lòng, thấy cô ta khóc lóc thảm thiết như thế, có chú một bất lực nhìn về phía Cố Gia Huy. Cố Gia Huy nhàn nhạt liếc mắt, trong mắt không có một tia cảm tình, lạnh lùng nói, nhân viên nhà anh thật là thật to gan. Khinh thường khách hàng còn chưa nói, còn muốn kéo hư quần áo của cháu gái tôi sao? Giám đốc nghe vậy thì cả người run lên, nhanh chóng. Lôi nhân viên kia ra. Sau đó mang bao tay trắng và bàn chải tới, ngồi xổm người xuống, quỳ một gối xuống đất, dùng bàn chải nhẹ nhàng lau ống quần của cô. Hứa Minh Tâm bị hành động đột ngột này làm hoảng sợ, vội vàng rụt chân lại anh làm gì vậy? Cô ta không hiểu quy củ. Không biết bộ quần áo này của cô đắt tiền như thế nào. Thứ lỗi cho đôi mắt kẻ hèn này vụng về, nhưng đây có phải chính là quần áo của hàng D và E, mà còn được nhà thiết kế tự thiết kế riêng không? Anh ta nhìn về phía Cố Gia Huy lạnh nhạt gật đầu. Cô gái, để tôi lau sạch cho cô, bộ quần áo. Này của cô bị cô ta tạo ra nếp gấp rồi, cửa hàng cũng không gánh nổi tội này. Không cần, tự tôi sẽ làm. Cố cô thật sự chịu không nổi giám đốc như, vậy, cầu cứu nhìn về phía Cố Gia Huy lúc này Cố Gia Huy mới cho anh ta đứng lên, không cần để ý nữa. Giám đốc hòa nhã cười nói, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người mặc khắp người đều là đồ của nhãn hiệu D và E, hơn nữa lại là tùy ý mặc lên người, có thể thấy cô gái này mới thật sự là người giàu có. DNE gì, người giàu có gì? Đầu óc Hứa Minh Tâm choáng váng, tỏ vẻ mơ hồ. Nếu anh có thành ý. Tôi cũng không truy cứu trách nhiệm, cứ như vậy mà xử lý đi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Cố khoan dung, đây là quần áo hai cô vừa chọn xong, xin hãy cầm lấy. Thư Hàn, đây là của cậu Hứa Minh Tâm trực tiếp đưa cho Bạch Thư Hân. Không ngờ Giám Đốc lại chọn một bộ, đóng gói xong xuôi rồi đưa tới, đây là một chút thành ý nho nhỏ của cửa hàng, tuy rằng không thể so sánh được với quần áo trên người cô, nhưng tùy tiện mặc một chút thì cũng được. Hứa Minh Tâm nghe được lời này. Suýt chút nữa thì bị dọa ngất xỉu đi. Vừa rồi anh ta đã lấy một bộ đắt tiền nhất, được mặc ở trên người mẫu trưng bày, vậy mà lại nói cô tùy tiện mặc một chút cũng được. Hứa Minh Tâm cũng không dám đi tiếp, nhưng Bạch Thư Hân lại thay cô nhận lấy. Hứa Minh Tâm nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi, tôi, quần áo trên người tôi rất đắt sao? Đương nhiên, ít nhất phải hơn 30 tỷ. Anh đợi một chút, tôi có chút choáng. Trong cuộc đời Hứa Minh Tâm lần đầu tiên cô bị kích thích quá lớn làm té xỉu. Cũng may Cố Gia Huy tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng ôm cô vào trong ngực. Anh không vui nhìn về phía giám đốc, cả giận nói, anh nhiều miệng như vậy làm gì? Tôi, giám đốc tỏ vẻ rất vô tội, sao anh ta biết được Hứa Minh Tâm không biết điều đó chứ? Cố Gia Huy đưa Hứa Minh Tâm về văn phòng của mình, gọi Lễ Nghiêm chạy tới một chuyến, cũng không có trở ngại gì, chỉ cần tỉnh lại bình thường là được rồi. Lúc này Cố Gia Huy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Thư Hân nói, tôi giao người cho anh, tôi đi trước. Lễ Nghiêm thấy cô ấy đi vội vàng,
muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn không đi theo. Cô ấy không muốn gặp mình, cho nên có thể đang trốn tránh mình. Rất nhanh, Lệ Nghiêm cũng rời đi. Hứa Minh Tâm vẫn cứ nằm trên giường đến buổi chiều, mới từ từ tỉnh lại, bụng đói kêu vang lên. Cô thấy khung cảnh xung quanh lạ lẫm, còn chưa biết mình đang ở đâu. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một âm thanh quen thuộc. Tỉnh rồi, có đói bụng không, muốn đi ăn cơm không? Đầu em hơi đau, em bị làm sao vậy? Em nhớ. Không có chuyện gì cả. Cố Gia Huy vội vàng nói. Không đúng, Hứa Minh Tâm nhíu chặt mày, nhớ ra nguyên nhân, sau đó đôi mắt bừng bừng tức giận nhìn Cố Gia Huy. Trời ơi, chú ba Cố. Khi em tiêu của anh mấy tỷ, em đã cảm thấy mình cực kỳ phá của rồi, không ngờ anh tùy tiện chuẩn bị quần áo cho em, vậy mà lại hơn mấy chục tỷ. Anh, cái tên đàn ông phá của này, em cực khổ vất vả, muốn tích góp tiền cho anh, nhưng anh thì sao, tiêu tiền như nước vậy. Hứa Minh Tâm sắp tức đến điên rồi, cô nào phải là mặc quần áo chứ, quả thực chính là mặc Việt Nam đồng đó. Nếu là Việt Nam đồng, mặc lên người cô còn vui vẻ. Nhưng bây giờ, cô nhìn bộ quần áo khóc này mà khóc không ra nước mắt. Em mặc đẹp lắm. Nhiều tiền như vậy đập lên trên người em, cho dù là người quái dị cũng có thể trở thành thần tiên. Chú ba Cố, sao anh lại phá cổ như vậy? Tiêu tiền cho em anh cũng sẽ vui vẻ. Cố Gia Huy cười nói, kéo bàn tay nhỏ của cô qua. Cô muốn hất ra, nhưng lại không hất được. Cô oán giận trừng mắt nhìn anh, thấy nụ cười bên khóe miệng anh, giận sôi cả máu. Cố Gia Huy sờ đầu cô không khách sáo cắn anh một cái. Cố Gia Huy không kêu đau, cũng không rút tay lại, để mặc cô chút giận. Cô không thích ứng được, anh có thể hiểu, nhưng mà cô sẽ không ngăn cản được việc anh muốn tiêu tiền cho cô. Trước kia anh cũng không chú ý tới quần áo giày dép linh tinh, những thứ đó chu An sẽ chuẩn bị hết toàn bộ. Khi đi kiểm tra trung tâm thương mại, cũng không liếc mắt nhìn đồ đặc dù chỉ một cái. Nhưng bây giờ thì không giống vậy. Đi đầu nhìn thấy thứ gì, người đầu tiên anh nhớ tới chính là Hứa Minh Tâm. Trước kia khi còn một mình, anh không để ý chút nào, chi phí ăn uống đều có người chuẩn bị, cho nên sẽ không phải bận tâm gì hết. Nhưng bây giờ không giống vậy nữa, ra ngoài kiểm tra nhìn thấy đồ ăn ngon thú vị, luôn muốn lần sau sẽ đưa em tới đó. Nhìn thấy đồ dùng của phái nữ, cũng luôn muốn để em dùng thử xem. Nếu anh không tiêu tiền cho em, vậy anh còn có động lực gì để kiếm tiền? Anh không phá sản, vậy thì em sẽ mua đồ đến khi anh phá sản, em không cần biết bao nhiêu tiền, em chỉ cần biết, em mặc đẹp thì trong lòng anh sẽ vui mừng như thế nào là được. Lời này lọt vào tai cô, khiến trái tim của cô cũng trở nên ấm áp. Lời âu yếm rất êm tai, nhưng mà cô vẫn tiếc số tiền kia. Cô chậm rãi thả lỏng miệng, nhìn dấu răng trên bàn tay anh, đau lòng hỏi, đau không? Không đau, cho dù em có đâm dao vào người anh cũng không đau. Nói dối, sao có thể không đau được, anh chỉ nói lời ngon ngọt lừa gạt em. Hứa Minh Tâm chu miệng, buồn bực nói. Nhưng đôi tay vẫn rất cẩn thận giúp anh xoa bóp miệng vết thương, để đau đớn tan đi nhanh một chút. Những quần áo, trang sức, mỹ phẩm dưỡng da mà anh chuẩn bị cho em đều là đồ đắt tiền sao? Có lẽ vậy. Hu hu, em còn tưởng rằng tất cả đều không đắt lắm, nhìn cũng không khác đồ trên Shopee. Vậy chiếc váy lần trước tham gia tiệc của Hứa An Kỳ. Cũng không phải hàng giả, là thật đúng không? Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, lúc trước hai nhà giám định tới đây đều chăm miệng một lời nói quần áo trên người Lâm Thanh Loan là giả. Cô tưởng đối phương hình như không đủ lợi hại, lại chưa từng nghĩ tới đồ trên người mình lại là hàng thật, Ông chủ, anh không cần mua quần áo, mua giày dép, mua trang sức cho em, anh cho em tiền được không? Dù em không tiêu, em chỉ giữ, nhìn con số của ngân hàng trên di động. Em sẽ rất vui vẻ. Xin anh hãy cho em giữ tiền đi, đừng tiêu lung tung, em không cần đồ tốt nhất, em muốn đồ bình thường thôi là được rồi. Em không chấp nhận mấy thứ này, em chỉ muốn nhìn con số trong thẻ ngân hàng, như vậy thì khi nằm mơ em cũng sẽ mỉm cười tỉnh lại. Hứa Minh Tâm năn nỉ nói, Cố Gia Huy giờ khóc giờ cười, lần đầu tiên thấy có một cô gái có thể chống cự được sức cuốn hút của quần áo và trang sức, chỉ muốn nhìn chằm chằm con số trong thẻ ngân hàng. Hứa Minh Tâm, anh cảm thấy giờ phút này em cực kỳ giống một sinh vật. Sinh vật gì? Rồng phương Tây, nghe bao giờ chưa? Anh có ý gì? Hứa Minh Tâm hơi nghi ngờ, lên Google tìm rồng phương Tây một chuối, trên Google nói, rồng phương Tây có thể phun lửa, mọc hai cánh, có thể bay lượn, và,
yêu thích những thứ sáng lấp lánh nhất, ví dụ như đồng, vàng, đá quý. Linh Thiên Hy vậy mà Cố Gia Huy lại biến đổi cách nói cô ham hư vinh hồ chú ba Cố, anh đang chê cười em sao? Không dám, không dám, đột nhiên có một bà quản gia quản tiền của anh cảm thấy rất thích. Cố Gia Huy trực tiếp kéo cô vào trong lòng ngực, bàn tay to quấn quanh vòng eo của cô, giờ này phút này, thật sự rất thỏa mãn, có người nguyện ý quản lý mình, quả là một điều rất hạnh phúc, bởi vì để ý cho nên mới tiếc mỗi một đồng tiền anh vất vả kiếm được. Tất cả cơn giận của Hứa Minh Tâm đều bị cái ôm này làm cho tan thành mây khói. Thật ra em biết anh nghĩ về em rất tốt, em cũng không cần thỏa mãn bên trên vật chất, anh có thể cùng em ăn cơm, cùng em dạo siêu thị mua đồ, có thể ôm em cũng cảm thấy rất hài lòng rồi. Âm thanh tinh tế nho nhỏ của cô truyền đến, nhẹ nhàng như nước, anh biết, có một số thứ em không muốn, nhưng trong tâm tư anh muốn cho em. Nhưng nếu em không thích, sau này anh cũng sẽ không quá phô trương. Tiền đều cho em quản, thích cái gì, muốn ăn cái gì, cứ việc mua, biết không? Nhưng đừng bao giờ để mình thiệt thòi. Trước kia không dám tiêu tiền của anh, vì luôn cảm thấy khó chịu. Không ngờ anh lại tiêu tiền lợi hại như vậy. Giờ đây em sẽ bảo quản giúp anh, cất giữ tới khi anh cưới vợ thì dùng. Được, những số tiền đó đều là sính lễ. Cố Gia Huy chắc chắn nói. Chú ba Cố, em đói bụng. Cô sờ sờ bụng, nói với vẻ đáng thương. Trong tập đoàn có nhà bếp chuyên làm đồ ăn cho tổng giám đốc, rất nhanh Khương Tuấn đã đưa cơm lên. Hứa Minh Tâm thật sự đói bụng, ăn không nhã nhặn một chút nào. Nhưng Cố Gia Huy thì lại thích dáng vẻ cô tự nhiên làm những gì mình muốn như vậy, khiến anh cảm thấy vô cùng chân thật. Chứng chưng cách thủy này, tất cả đều là của em. Wow, thật vui. Móng heo cũng là của em. Ừm. Cánh gà này, ăn nhiều một chút, dù sao thì em cũng không mập. Đúng. Uống thêm chút canh nữa, bổ máu tốt cho sức khỏe. Uống siêu ngon. Toàn bộ quá trình ăn cơm đều là như vậy, Khương Tuấn đứng ở một bên nhìn, luôn có cảm giác ông chủ nhà anh ta là đang cho heo ăn. Hứa Minh Tâm rất không kén ăn, đặc điểm lớn nhất chính là có thể ăn. Lúc chuẩn bị ba chén cơm, anh ta còn có chút nghi ngờ, từ khi nào mà ông chủ lại ăn uống tốt như vậy, một mình ăn hết hai chén cơm. Nhưng bây giờ mới biết, một mình Hứa Minh Tâm có thể ăn hai chén cơm, còn có một đĩa đồ ăn lớn ở trước mặt. Cố Gia Huy vừa ăn, vừa không ngừng gắp đồ ăn vào trong bát Hứa Minh Tâm, ánh mắt nuông chiều kia khiến cả người anh ta nổi đầy da gà. Ăn xong bữa cơm, Hứa Minh Tâm no căng, đi qua đi lại trong văn phòng. Buổi chiều Cố Gia Huy còn có một cuộc họp tạm thời, cho nên không thể ở cùng cô. Nhưng cô không cô đơn chút nào, Khương Tuấn đưa tới rất nhiều đồ ăn vặt. Hứa Minh Tâm ngồi ở trên sofa, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa tò mò quan sát văn phòng của anh. Đây là lần đầu tiên cô tới đây. Những gam màu lạnh như đen xám trắng trông có vẻ nghiêm túc cẩn trọng, rất phù hợp với hình tượng ngày thường của anh. Cửa sổ sát đất rất lớn, làm cho ánh mặt trời chiếu vào khiến bên trong ấm áp không ít. Đứng ở độ cao này có thể quan sát toàn bộ thành phố. Đứng ở địa vị cao, chính là loại cảm giác này sao? Cô đột nhiên hiểu ra, vì sao ở cổ đại lại có nhiều người muốn làm hoàng đế như vậy? Tòa nhà cao nhất trong trung tâm thành phố đại diện cho quyền lợi, ngai vàng cũng tượng trưng cho quyền lực. Có quyền lực là có thể làm chuyện mình muốn làm. Cô tin, cho dù trong tay Cố Gia Huy có quyền lực lớn mạnh, cũng sẽ không đánh mất bản thân mình. Cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ anh, nhìn anh làm đến nơi đến chốn. Hứa Minh Tâm quét mắt nhìn tài liệu trên bàn làm việc, đều là thứ cô xem không hiểu. Cuối cùng cô quay lại ghế sofa, vừa ăn vừa xem phim truyền hình. Hiện tại đang chiếu một bộ phim truyền hình, nam chính là một anh chàng vô cùng nổi tiếng, đẹp trai tuấn tú, cơ bản chính là một hút mần di động. Hôn đi, hôn đi. Trời ơi, trái tim thiếu nữ của tôi. Hứa Minh Tâm che tim lại, cảm giác khoảnh khắc nam chính hôn nữ chính, nhịp tim của cô đập tăng tốc. Thật sự không thở nổi nữa rồi, giống như nam chính đang hôn mình vậy. Cảm giác giải đường thật tốt, điên cuồng nhét cơm chó vào mồm. Khi Cố Gia Huy đi vào, nhìn thấy Hứa Minh Tâm đang cười mê mẩn với chiếc điện thoại di động. Cô xem rất chăm chú, ngay cả khi anh đi vào mà cũng không chú ý tới. Anh không nhịn được tò mò đi đến nhìn, Hứa Minh Tâm đang nhìn nam diễn viên trên màn hình mà thèm rỏ rãi. Trời ơi! Trong nhà có một người đẹp trai như vậy, mà vẫn còn nhớ thương người bên ngoài. Đúng là ăn trong chén nhìn trong nồi. Sao lại có lòng tham không đáy như vậy chứ?
khuôn mặt Cố Gia Huy lập tức trở nên vô cùng âm trầm, trực tiếp nằm ngang trước mặt cô, chắn màn hình của cô. Anh làm gì vậy? Nam chính của em đang trêu chọc nữ chính đấy, anh chắn tầm nhìn của em rồi. Hứa Minh Tâm, em thật là thật to gan mà. Chẳng lẽ trông anh xấu lắm sao? Không đủ để mê hoặc em sao? Mà em còn có tâm tư đi thèm nhỏ dãi người đàn ông khác. Ôi! Mấy câu này sao lại kỳ quái vậy chứ? Đúng lúc này, di động truyền đến tiếng thét chói tai của nữ chính. Đừng, đừng cởi quần áo. Cái gì, trai đẹp cởi quần áo? Em muốn xem. Hứa Minh Tâm vội la lên, nhưng Cố Gia Huy lại cầm điện thoại di động rồi tắt máy. Thích xem đàn ông cởi quần áo. Anh nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, nhìn thấy Hứa Minh Tâm run lên, suýt chút nữa thì bị mê hoặc. Vẻ đẹp trai của Cố Gia Huy đúng là không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Anh không cần cố ý giả vờ đẹp trai lạnh lùng, khi anh mặc sơ mi trắng, đeo cà vạt, bên ngoài lại khoác thêm áo vest thì cũng đã toát ra hormone rõ ràng. Anh giơ tay nhấc chân đều tản ra khí chất quý tộc tuyệt đối, giống như để vương kiêu ngạo đứng trên cao, không gì sánh kịp. Anh đứng ở dưới ánh nắng buổi chiều, ngón tay thon dài như ngọc đặt ở trên cúc áo của áo vest, cởi từng cúc một. Anh đang muốn cởi quần áo, dùng sắc mê hoặc sao? Không được, giữa thanh thiên bạch nhật, sao có thể làm chuyện đồi bại như vậy chứ? Hứa Minh Tâm sợ tới mức che kín hai mắt, nhưng qua khe hở vẫn thấy đôi mắt đang chớp chớp. Đây cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể anh, có gì mà phải thẹn thùng cơ chứ? Cô còn nhớ rõ, mỗi đêm ôm anh đi vào giấc ngủ, cả người đều là cơ bắp, xúc cảm tuy không quá tốt, nhưng lại khiến cô lưu luyến không quên. Rất nhanh, áo vest được cởi xuống, anh bắt đầu kéo cà vạt, động tác kia quả thực đẹp trai đến bức người, tràn đầy dã tính chinh phục. Không thua gì người sói vung roi ra. Cởi cà vạt xong là đến lượt cúc áo sơ mi bên trong. Cúc áo sơ mi trắng của anh được cài đến cái nút trên cùng. Chỉ thấy anh chăm chú cởi bỏ. Đầu tiên là lộ ra hầu kết di chuyển lên xuống, sau đó tiếp tục đi xuống. Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh dưới ánh mặt trời, hiện ra ánh sáng vàng rực rỡ, từng chiếc cúc áo bị cởi ra, lộ ra cơ ngực tráng kiện rồi thì cơ bụng, không được không được, không thể xuống thêm chút nữa. Cô sắp chịu không nổi rồi, Hứa Minh Tâm chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng rực xông thẳng lên đầu, cô nhanh chóng ngửa đầu, bóp chặt cái mũi, không được, không được, em sắp không nhịn nổi nữa rồi, mau đem giấy tới cho em. Quần áo quá đắt, rơi một giọt máu mũi là xong đời. Cố Gia Huy còn chưa kết thúc màn trình diễn dùng sắc mê hoặc người của mình, mà Hứa Minh Tâm đã chịu thua rồi, lại còn chảy máu mũi, đúng là mất mặt, thì ra em là kiểu người nam nữ đều ăn. Nhìn thấy người khác cởi quần áo thôi mà cũng chảy máu mũi. Nói đúng hơn là chỉ những người có dáng vóc đẹp như anh mới có thể như vậy. Trong lỗ mũi Hứa Minh Tâm nhét giấy, cô nói, anh mau mặc quần áo vào đi, nếu không em sẽ bị rong máu đấy. Ngày thường ở nhà anh đều cởi sạch, sao không em chảy máu mũi? Em không nhìn kỹ, hơn nữa suy nghĩ của em rất thuần khiết, sẽ không suy nghĩ miên man. Nhưng mà lần này anh lại chủ động quyến rũ em. Đúng là đồ xấu xa. Hứa Minh Tâm tức giận nói, em chỉ có thể nhìn một mình anh, nếu còn dám nhìn người đàn ông khác, anh sẽ đánh vào mông em. Anh là đồ bạo chúa độc tài, không có đạo đức. Anh không có đạo đức, em có thể làm khó dễ được anh sao? Cố Gia Huy không khách sáo nói, rõ ràng là kiểu bá đạo không nói lý, Hứa Minh Tâm bĩu môi, nhưng nghĩ lại làm hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Đúng lúc này, di động của Cố Gia Huy vang lên. Có người gọi video cô tới, Cố Gia Huy mở video ra, Ôn Thanh Vân nhìn thấy Hứa Minh Tâm ở đối diện video, đang ngửa đầu, chảy máu mũi, đây, chính là vợ sắp cưới của cậu. Hứa Minh Tâm nghe được giọng nữ, rũ mắt nhìn, thì nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, người phụ nữ cô nhìn thấy khi ở nước An Hy đoan trang nho nhã, nhẹ nhàng như nước, tuổi chỉ khoảng 25 đến 26, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng, đây là. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, còn không gọi chị dâu. Cố Gia Huy mở miệng nói. Chị dâu, chị ấy chính là bạn gái của Cố Trường Quân sao? Hai người sắp bước vào lễ đường, nhưng lại chết bất đắc kỳ tử rồi vĩnh viễn xa cách. Cố Gia Huy chấp nhận người chị dâu này từ tận đáy lòng tán, tất nhiên cô cũng phải gọi chị dâu theo. Chị dâu. Cô vội vàng chỉnh trang lại mình, thay đổi thái độ, cảm nhận được cảm giác gia trưởng quen thuộc. Gia Huy, chị không ngờ cậu lại có phúc như vậy. Tìm được một người vợ xinh đẹp đến thế. Lần đầu gặp nhau, vậy mà lại bằng cách này, có chút không ổn lắm.
Chị tên Ôn Thanh Vân, em có thể gọi chị là chị Hoàn, đừng gọi chị dâu, chị có chút ngại. Chị Thanh Vân, chị gọi là để nhờ Ghia Huy tới đây giúp chị đàm phán một bản hợp đồng tương đối khó giải quyết, bản hợp đồng này rất quan trọng với nhà họ Ôn. Em cũng có thể đi theo Hàn Châu tới đây, chị muốn chuẩn bị chút quà gặp mặt. À, em không qua đâu, tiếng Anh của em cũng không tốt lắm, miễn cưỡng cũng chỉ có thể giao lưu được. Chú ba cố đi làm việc, em có thể làm gì được. Em còn phải đi học nữa. Gia Huy, ý của cậu thì sao? Chị muốn khi nào tôi tới, tôi đi chuẩn bị. Hạng mục và thời gian chị sẽ gửi cho cậu, chỉ chờ tin nhắn của cậu. Em tên Hứa Minh Tâm đúng không? Gia Huy thường xuyên nhắc tới em với chị, nói em là một con mèo con. Hy vọng chúng ta có thể sớm gặp nhau một chút, chị nghĩ chúng ta ở chung hẳn là sẽ rất vui vẻ. Được rồi, không quấy rầy hai người nữa, tạm biệt. Ôn Thanh Vân tắt điện thoại, sau đó cố Gia Huy nhìn tên hạng mục, không khỏi hơi chau mày lại. Hợp tác với gia tộc lớn như vậy, khó trách ngay cả Ôn Thanh Vân cũng không chắc chắn. Xem ra cần phải đi một chuyến, giúp chị ấy một chút. Mà Hứa Minh Tâm lại đang suy nghĩ, mèo là ý gì? Toàn thân cô có chỗ nào giống mèo chứ? Em rất giống mèo sao? Chỗ nào không giống, lúc dịu dàng thẹn thùng động lòng người, khi hung dữ thì móng vuốt sắc bén, quả thực giống nhau như đúc. Đây là anh đang khen em hay là đang chê bai em? Lần trước em và anh cãi nhau, chị Thanh Vân không biết phải không? Biết, chính là chị ấy nói với anh, nói em hiểu lầm, anh mới biết là mình đã làm em phải ghen. Vậy chẳng phải là em rất mất mặt sao? Sắc mặt Hứa Minh Tâm đỏ lên, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Đúng là mất mặt đến tận nước ngoài mà. Cố Gia Huy cười cười, nghĩ đến vụ án kia, nhéo nhéo gương mặt cô rồi nói, hợp đồng này của Thanh Vân rất khó giải quyết, anh phải mau chóng qua đó chuẩn bị. Lần này đi có lẽ sẽ tới nửa tháng, đúng là anh rất không yên lòng về em. Anh sẽ cắt đứt liên lạc sao? Hứa Minh Tâm lo lắng, cánh tay nhỏ nắm chặt ống tay áo của anh. Cô nhớ tới lần trước Cố Gia Huy mất tích, dường như bốc hơi khỏi cuộc sống này. Cô cảm thấy rất bất an, sợ anh gặp chuyện ngoài ý muốn. Không rõ tung tích của anh, loại cảm giác này thật sự không dễ chịu. Cô không hy vọng nó xuất hiện lần thứ. Cô đã sinh ra tính ỷ lại vào anh hai. Cố Gia Huy bắt gặp đôi mắt đầy mờ mịt của cô, bên trong đều là bất an. Anh hơi hơi đau lòng, bàn tay to đẩy tóc mái ở giữa trán cô ra rồi nói, lần này sẽ không cắt liên lạc, nếu anh thất hứa với em, thiên lôi sẽ đánh vào đầu anh. Lời thề không đủ nặng. Anh thật kỳ lạ, nam nữ chính trong phim truyền hình không phải là như vậy. Anh cũng không ngốc, trên phim truyền hình chỉ cần nam chính thề độc một câu, nữ chính sẽ đau lòng lấp kín miệng anh ta. Nói, đừng thề độc như vậy, em tin tưởng anh. Làm ơn đi, loại phim không có chỉ số thông minh này em đã không xem từ lâu rồi, em đã xem phim cung đấu rất nhiều năm rồi. Huống hồ, anh là người đã có vết xe đổ, danh dự của anh đối với em không được tốt lắm đâu. Vậy em nói xem, anh phải thề như thế nào? Thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được sao? Nếu anh thất hứa với em, vậy thì em cũng sẽ thất hứa. Xem ai sợ ai. Đúng là sợ em rồi. Cố Gia Huy mềm lòng, ôm cô vào trong lòng. Buổi tối Cố Gia Huy lên máy bay, Hứa Minh Tâm giúp anh thu dọn đồ đạc. Anh đột nhiên phải đi, đúng là có chút tiếc nuối. Cô đưa anh đến sân bay, thời gian kiểm tra an ninh sắp tới rồi. Anh phải đi rồi, liên lạc qua điện thoại nhé. Anh không đưa Khương Tuấn đi theo, cho anh ta ở lại chăm sóc em. Nhớ phải ngoan ngoãn đấy. Chờ một chút. Hứa Minh Tâm siết chặt bàn tay nhỏ, lấy hết can đảm, nhón mũi chân nhanh chóng hôn nhẹ lên cánh môi anh. Ngay sau đó, gò má cô đỏ bừng. Đây là đánh dấu, che đánh dấu của em lại, anh chính là người của em. Em biết ở nước ngoài có rất nhiều em gái tóc vàng mắt xanh, dáng người tốt, chỗ lồi chỗ lõm. Nhưng mà toàn bộ những người đó không liên quan gì tới anh là người có gia đình. Anh phải nhớ kỹ ở nhà anh còn có cô vợ sắp cưới đang gào khóc đòi anh đút cơm, có biết chưa? Hứa Minh Tâm nghiêm trang nói. Khi người đàn ông đi ra ngoài thì phải dặn dò thật kỹ, không thể để anh ấy quên mất những điều cơ bản đó được. Cố Gia Huy bị dáng vẻ này của cô chọc cười. Đột nhiên rời đi đúng là tiếc nuối, rất muốn đóng gói cô mang đi theo. Biết rồi. Nói xong, anh cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên trán cô. Giống như lông chim lướt qua trên mặt nước, trong lòng hơi dâng lên một tầng gợn sóng. Cả người Hứa Minh Tâm hơi cứng đờ.
Nụ hôn này khác với ngày xưa, dịu dàng lưu luyến hơn mấy phần, còn mang theo sự không nỡ rất nặng nề. Cô có thể cảm nhận được. Đây là đánh dấu của anh, em cũng không cần nhìn người đàn ông khác, phim truyền hình cũng không được. Khương Tuấn, để ý cô ấy thật kỹ cho tôi, nếu cô ấy dám nhìn người đàn ông nào khác quá 10 giây, không đúng, 3 giây. Lập tức báo cáo cho tôi. Hả, em cũng đâu yêu cầu anh nghiêm khắc như vậy chứ. Bây giờ em có thể yêu cầu rồi đấy. Bỏ đi, xem như anh lợi hại. Hứa Minh Tâm nhụt chí nói. Cuối cùng, Cố Gia Huy lên máy bay. Cô ngồi ở đại sảnh sân bay nghỉ chân thật lâu. Khương Tuấn nói, cô Hứa, nếu còn tiếp tục như vậy, cô sẽ trở thành hòn vọng phu mất. Ông chủ đã đi rồi. À, đột nhiên khó chịu quá, đi ăn một chút gì đó đi. Được, cô Hứa đúng là không có lúc nào không quên được việc ăn uống. Mấy ngày sau khi Cố Gia Huy rời đi, Hứa Minh Tâm vẫn sinh hoạt như bình thường, tuy rằng không có anh rất không thoải mái, nhưng mà cô cũng không phải không có chuyện gì để làm, chỉ là những đề toán nâng cao đó cũng đã đủ để tra tấn cô rồi. Mỗi ngày đều cần Cố Gia Huy hướng dẫn chỉ đạo, mới có thể hiểu rõ những ký hiệu đó. Công việc của Bạch Thư Hân cũng đi vào quỹ đạo, bởi vì lần trước ra điều kiện với Cố Gia Huy, bây giờ cô ấy đã trở thành nhân viên chính thức. Lại là một ngày cuối tuần, hội học sinh tổ chức ăn cơm với nhau, Cố Gia Huy nhận được tin tức này. Bà Dỗ dành năm ra lệnh, dặn dò cô không được uống rượu, hơn nữa còn nói Khương Tuấn canh chừng cô, mỗi lần Hứa Minh Tâm uống xong rượu đều không nhớ gì cả, cũng không biết sau khi mình say rượu rốt cuộc đã làm chuyện hoang đường gì. Cố Gia Huy dường như rất sợ cô uống rượu, chẳng lẽ sau khi mình say rượu, khuôn mặt sẽ trở nên đáng ghét, mở to cái miệng máu sao? Nếu lần sau có cơ hội, nhất định phải trang bị ở nhà một cái camera quan sát, bữa tiệc hôm nay còn có một mục đích khác, Ngôn Hải muốn từ chức hội trường trước, lấy được tư cách trao đổi sinh viên, ra nước ngoài học tập nửa năm. Nghe nói trường học ở nước ngoài đã gửi lời mời cho Ngôn Hải từ lâu, nhưng Ngôn Hải vẫn chưa nhận lời. Lần này lại đột nhiên đồng ý, thậm chí trường học ở nước ngoài cũng chưa cho anh ta tham gia thi kiểm tra mà đã vội vàng gọi anh ta nhanh chóng qua đó. Hứa Minh Tâm không biết có phải anh ta là vì mình hay không, trong lòng có chút băn khoăn, địa điểm là do Ngôn Hải chọn, là một khách sạn 5 sao cao cấp. Ngôn Hải đi đón Bạch Thư Hân thì gặp được cô ở cửa. Hai mắt cô hơi e ngại khi nhìn Ngôn Hải, sợ anh ta rời đi là vì mình. Ngôn Hải trông rất bình thường, cười nói, sao nét mặt lại không vui vậy, có phải có người bắt nạt em không? Không có, cô vội vàng nói. Thư Hàn, em đi vào trước đi. Anh và Minh Tâm có chút lời muốn nói. Được, em ở bên trong chờ hai người. Sau đó Ngôn Hải đưa Hứa Minh Tâm vào khách sạn. Lầu 2 của khách sạn là nhà ăn, nghe đồn thợ làm bánh kem ở đây rất tuyệt, điểm tâm cũng rất ngon. Ngôn Hải biết cô thích mấy thứ này, chọn một số món đẹp mắt, đặt ở trước mặt cô. Nếm thử đi, ăn rất ngon đấy. Nghĩ đến việc hơn nửa năm nữa không được nhìn thấy em, đúng là có chút không nỡ. Nhưng vì anh nghĩ đến tương lai của mình, sau này còn phải tiếp quản toàn bộ nhà họ Ngôn nên vẫn phải ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu một chút. Anh cũng định thi lên thạc sĩ, nếu trường học kia cũng không tệ lắm, sẽ tiếp tục ra sức học hành. Anh muốn đào tạo chuyên sâu. Nếu không thì sao? Ngôn Hải cười nói. Anh kìm nén tình cảm của mình, không muốn trở thành gánh nặng của Hứa Minh Tâm. Yêu một người, vốn là một chuyện rất vui mừng, nếu tạo thành áp lực, thì đó sẽ không phải là anh. Bây giờ anh rất vui vẻ, anh có thể nhìn ra được, mặc dù hạnh phúc không phải do mình mang lại, anh cũng hy vọng cô có thể cứ luôn vui vẻ như vậy. Thật ra mỗi người đều có một tâm tư, ai yêu cũng đều sẽ ích kỷ, nhưng mà anh ta không nỡ. Không nỡ khiến cho tình yêu của mình biến thành gông xiềng, trói buộc cô. Nếu như vậy, anh ta cũng không vui. Cho nên, anh ta muốn trốn tránh, những điều đó đều là lấy cớ. Nhưng, không thể cho Minh Tâm biết. Anh ta không muốn làm cô áy náy. Cô không cần quá thông minh, biết hết tất cả, chỉ cần ăn ăn uống uống, cười cười nói là được rồi. Đàn anh, sau này chắc chắn anh sẽ là boss lớn, xử lý gọn gàng ngăn nắp công việc của tập đoàn. Cảm ơn lời khen của em, anh nghĩ anh cũng sẽ ưu tú như vậy, có lẽ sẽ không kém. Em cứ từ từ ăn, không có ai đến tranh với em đâu, đợi lát nữa còn liên hoan nữa. Nhưng mà ăn rất ngon đó. Đợi lát nữa cho em đóng gói mang về. Vâng ạ. Ngôn Hải ngồi ở đối diện nhìn Hứa Minh Tâm ăn vô cùng vui vẻ, tuy rằng trong lồng ngực có rất nhiều phiền muộn, nhưng mà lại bị hạnh phúc lấp đầy hết. Anh muốn cùng cô tận hưởng những ngày cuối cùng,
giờ giờ phút phút đều phải tốt đẹp. Rất nhanh cô đã ăn xong sạch sẽ, Ngôn Hải đưa cô quay lại bữa tiệc. Mọi người nhao nhao mời rượu, nhìn Ngôn Hải rất vui vẻ, ai đến mời cũng không từ chối, uống rất nhiều. Trong bữa tiệc, chỉ có Bạch Thư Hân biết, trong lòng anh ta đang rất khó chịu. Qua ba lần uống rượu, mọi người ở đây đều hơi hơi say, chỉ có Hứa Minh Tâm vẫn còn giữ được tỉnh táo. Bởi vì cô không uống rượu, Khương Tuấn vẫn còn ở ngoài cửa chờ cô. Ngôn Hải suy nghĩ rất chu đáo, nhờ khách sạn gọi xe taxi đưa bọn họ về nhà. Hứa Minh Tâm đi cuối cùng, đỡ Ngôn Hải, đưa anh ta lên xe riêng. Anh ta say, đôi mắt nhắm lại, bất tỉnh nhân sự. Đi đường cẩn thận nhé. Cô nhắc nhở tài xế. Tài xế đóng cửa sổ lại, khoảnh khắc cửa sổ xe đóng lại, khóe mắt người đàn ông ngồi phía sau có chút ướt át. Gió lạnh thổi tới, cô nắm thật chặt quần áo, chạy nhanh về phía đối diện. Xe của Khương Tuấn vẫn dừng ở chỗ đó. Hứa Minh Tâm nhanh chóng mở cửa xe sau ra ngồi lên. Về nhà thôi. Khương Tuấn không đáp lại, bắt đầu khởi động xe. Cùng lúc đó, một tấm chắn được kéo lên, ngăn cách ở giữa hai người. Hứa Minh Tâm có chút nghi ngờ, tấm chắn này cũng chỉ có Cố Gia Huy dùng. Tuy cô có chút nghi ngờ, nhưng cũng không truy hỏi, dù gì đây cũng là một việc nhỏ. Cô muốn mở cửa sổ hít gió, nhưng bốn cánh cửa sổ đều bị khóa. Không mở cửa sổ sao? Trời lạnh, mở điều hòa. Phía trước phát ra âm thanh hơi khàn khàn, cùng với mấy tiếng ho khan. Xem ra là do đợi cô đến bây giờ, bị trúng gió nên có chút không thoải mái. Thật ra anh có thể không cần chờ tôi, nhưng chú ba cố cố tình yêu cầu. Lần sau tôi nói chú ba cố cho anh thêm tiền lương, không thêm tiền lương thì cũng không ổn lắm. Nói xong, không khí trong xe yên tĩnh trở lại. Đêm nay, bầu không khí hình như nặng nề không giống ngày thường. Mí mắt cô cũng bất an giật giật, đêm nay Khương Tuấn thật lạnh lùng. Cũng không nói lời nào, cô giống như đang trò chuyện một mình vậy. Khương Tuấn, sao hôm nay anh kỳ quái vậy? Người phía trước vẫn không đáp lại. Trong lòng Hứa Minh Tâm dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, cửa sổ xe là kính một chiều, có thể nhìn ra bên ngoài không nhìn được vào bên trong. Xe chạy rất nhanh, khung cảnh bên ngoài không ngừng lướt qua cực nhanh. Cô thấy rõ ràng, đây không phải đường về biệt thự, cũng không phải đường tới trường học. Vậy anh ta muốn đưa mình đi đâu? Cô bỗng nhiên phát hiện ra, khi mình lên xe vẫn chưa quan sát kỹ người lái xe phía trước, hơn nữa bên trong xe không bật đèn, cho nên chỉ có thể mơ hồ nhìn rõ là người đàn ông. Vừa lên xe cửa sổ đã bị khóa chặt, tấm ngăn được kéo lên. Cô càng không thể quan sát. Nói không chừng người phía trước không phải Khương Tuấn chắc chắn sẽ không như vậy. Anh là ai, anh muốn đưa tôi đi đâu? Lòng Hứa Minh Tâm nóng như lửa đốt, nắm chặt tay nắm cửa xe, nhưng mà lại không mở được. Một khi tốc độ xe tăng lên, cửa xe sẽ tự động khóa lại. Đưa cô tới một nơi không ai nhận ra cô. Phía trước truyền đến tiếng cười khà khà quái dị, trong buổi tối lạnh lẽo, nghe có chút sờn tóc gáy. Lông tơ trên người Hứa Minh Tâm đều dựng đứng lên. Trái tim đập thình thịch. Bắt cóc sao? Anh đừng làm bậy, sau lưng tôi có người, anh có biết Cố Gia Huy không? Tổng giám đốc tập đoàn, JNC, tôi và anh ấy rất thân thiết. Nếu anh dám làm gì tôi, chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ qua cho anh. Cô lấy Cố Gia Huy ra làm lá chắn, nhưng đối phương lại không chút sợ hãi nào, bất kể anh ta là Cố Gia Huy hay là cái gì, người kia nhận tiền làm việc cho người khác. Cô làm người ta chướng mắt. Tôi cũng chỉ có thể loại bỏ cô. Làm người ta chướng mắt. Cô làm ai chướng mắt? Trong đầu cô lập tức xuất hiện hình ảnh vài người, Hứa An Kỳ hay là Trịnh Hoa, một người đã chướng mắt mình từ nhỏ, một người là vì Cố Gia Huy, cho nên xảy ra xung đột, anh là do ai phái tới? Lời còn chưa nói xong, không ngờ xe đụng vào cái gì đó, dầm một tiếng, cô chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, cả người bị hất ra thật mạnh, trán bị đập vào mặt kính, chất lượng kính rất tốt. Không bị vỡ một mảnh nào, ngược lại là cô bị chảy máu, mẹ kiếp. Tài xế mắng một tiếng, bắt đầu nhanh chóng đánh tay lái, Hứa Minh Tâm giữ chặt lấy tay vịn, cả người lắc lư không thể khống chế, cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bên ngoài có một chiếc xe thương vụ màu đen chặn lại, đối phương đột nhiên vượt qua, khiến cho tài xế không thể không đánh lái, kết quả đụng vào hàng rào, vậy người lái xe thương vụ kia là ai? Là muốn cứu mình, hay là muốn làm hại mình? Giờ phút này cô không còn để ý được nhiều như vậy. Tài xế muốn điều chỉnh phương hướng,
vượt qua chiếc xe kia, nhưng không ngờ chiếc xe thương vụ kia lại tiếp tục chèn ép, thậm chí còn không ngừng dùng thân xe va chạm. Nếu còn tiếp tục như vậy, anh ta sẽ không lên được đường cao tốc, còn có thể bị cảnh sát đuổi theo. Bằng chỗ này khắp nơi đều có camera, xảy ra chuyện lớn như vậy, không có khả năng không bị người ta phát hiện. Tài xế oán hận cắn răng, muốn quay đầu xe. Anh ta trực tiếp vượt qua vạch vàng tạt đầu xe, lại không nghĩ tới phía sau còn có một chiếc Cayenne gắt gao đuổi theo. Tài xế lập tức hiểu rõ, đối phương không phải đến là vì mình, mà là vì cô gái ở sau. Mẹ nó, thật là đen đủi, mày lại còn được người khác bảo vệ, coi như bọn mày lợi hại. Tài xế dừng xe ở ven đường, trực tiếp mở cửa xe, nói, mau chóng cút xuống đi. Hứa Minh Tâm sớm đã choáng váng đầu óc. Máu từ trán nhỏ xuống mắt khiến tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ. Cô cảm thấy đau, cả người đều đau. Cô kéo tay cầm, từ trên xe ngã xuống. Cô muốn chạy trốn. Cô còn không biết đối phương là địch hay là bạn, cô muốn tự bảo vệ mình. Cô lau máu trên mặt rồi chạy nhanh về phía trước, nhưng chiếc xe thương vụ cũng đã ngừng lại. Từ trên xe có mấy người vạm vỡ bước xuống. Không bao lâu, Hứa Minh Tâm đã bị bắt lại. Mà cô cũng không chống đỡ nổi nữa. Vết thương trên trán chảy máu ồ ạt, cô mất quá nhiều máu, cảm thấy cả người đều lạnh. Mí mắt càng ngày càng nặng nề, ngay lúc muốn nhắm mắt lại, cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Hình như là một người phụ nữ. Hứa Minh Tâm tỉnh lại một lần nữa, đầu đau như muốn nứt ra. Cô nhíu mày dữ dội. Dáng vẻ rất chật vật, những ký ức kia điên cuồng xông vào đại não. Cô vội vàng mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng lạ lẫm, trái tim liền run lên. Chẳng lẽ cô bị đám người kia bắt cóc rồi sao? Cô nhanh chóng rời giường, không kịp đi giày liền xông ra ngoài, không nghĩ tới vậy mà lại đụng phải Ngôn Hải. Tiền bối, anh cũng bị bắt tới đây sao? Đây là băng đảng tội phạm chuyên bắt con tin, sau đó tống tiền sao? Đây là nhà anh. Cái gì? Hứa Minh Tâm nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Sau đó Ngôn Hải liền giải thích đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra xe thương vụ kia và chiếc Cayenne tối hôm qua là xe của mẹ Ngôn Hải, bà vốn định tới khách sạn đón Ngôn Hải, lại thấy Hứa Minh Tâm bị bắt cóc, cho nên mới theo đuôi. Em hôn mê một đêm, miệng vết thương có chút nhiễm trùng, cho nên bây giờ em còn có chút sốt nhẹ. Uống thuốc này đi, rửa mặt một chút, đợi lát nữa thì xuống lầu ăn cơm. Quần áo này của em. Hứa Minh Tâm chú ý tới quần áo trên người đã bị thay đổi, nhịn không được hỏi. Là mẹ anh thay cho em. Hứa Minh Tâm ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó rửa mặt sạch sẽ. Người hầu cũng cầm bộ quần áo mới tinh tới, Hứa Minh Tâm nghĩ đến quần áo của mình là nhãn hiệu D và E, mỗi một bộ đều có giá trị xa xỉ. Quần áo trước đây của tôi đâu? Cô hỏi, bà chủ ngại bẩn nên ném đi rồi. Hứa Minh Tâm nghe thấy lời này, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Bà ấy ném không phải quần áo bẩn, mà là Việt Nam đồng đấy. Vẻ mặt Hứa Minh Tâm đau lòng, thế nhưng lại khó mà nói, dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng của mình. Bộ quần áo kia ném chưa, tôi còn có thể tìm lại không? Người thu gom rác buổi sáng đã đến, sợ là không tìm được. Các cô có thể đi ra ngoài không? Tôi muốn yên tĩnh chút. Hứa Minh Tâm cảm giác mình giống như bị cướp vậy. Đột nhiên nghèo rất mồng tơi, đả kích quá lớn, có chút không thể thừa nhận được. Cô hòa hoãn khoảng chừng vài phút, mới thừa nhận sự thật bi thống này rồi thay một bộ quần áo mới. Là một chiếc váy ren nhỏ, Hứa Minh Tâm mặc vào cũng cảm thấy mình là một búp bê, khiến cô càng nhỏ bé hơn. Hứa Minh Tâm ra ngoài, Ngôn Hải sớm đã chờ ở ngoài cửa, thấy cô không trang điểm đi ra thì vô cùng kinh ngạc. Bộ quần áo này rất hợp với cô, giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy. Chiếc váy bồng bềnh và đôi bốt ngắn bằng da cừu, rất mỹ lệ động lòng người. Rất đẹp, Ngôn Hải tự nói trong lòng. Tiền bối, anh có biết người nọ tối hôm qua là ai không? Vì sao muốn bắt cóc em vậy chứ? Bố anh đang điều tra, trước mắt còn chưa có kết quả. Thư ký Khương Tuấn đã tới, nhưng mà bị mẹ anh đuổi rồi. Anh không tìm thấy điện thoại của em, có thể là bị ném đi rồi. Có thể em rơi ở trên xe. Không sao. Anh bảo người chuẩn bị cái mới cho em. Mẹ bảo em đi xuống ăn cơm đi cùng nhau đi. Em có thể báo bình an cho Khương Tuấn không? Cô hẳn nên đi xuống nói lời cảm ơn thật tốt, đây chính là ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Ngôn Hải đưa điện thoại cho cô gọi vào số của Khương Tuấn, cũng đã biết chân tướng tối hôm qua. Hóa ra,
Tối hôm qua Khương Tuấn vẫn luôn canh giữ ở cửa khách sạn, lại nhìn thấy một người mặc quần áo giống cô, dáng người không khác biệt lắm đi ra từ khách sạn. Trong bóng đêm tối tăm, Khương Tuấn không thấy rõ, nghĩ lầm là Hứa Minh Tâm. Anh ta gọi vài tiếng, nhưng đối phương vẫn không đáp lại. Anh ta lo lắng Hứa Minh Tâm ở trong yến hội bị người ta bắt nạt, cho nên nhanh chóng đuổi theo. Lại không nghĩ vừa mới đuổi tới chỗ rẽ, đã bị người đánh ngất, kéo vào ngõ nhỏ. Ngày hôm sau anh ta mới tỉnh lại, lòng nóng như lửa đốt điều tra sự việc tối hôm qua, mới biết được giờ phút này Hứa Minh Tâm ở nhà họ Môn. Buổi sáng anh ta có qua đây muốn gặp người, nhưng bà chủ Môn chặn ở ngoài cửa, nói dù cho Cố Gia Huy tới, cũng đừng mơ có thể mang người đi. Quả thật, bà chủ Môn cứu mình, cô hẳn nên nói lời cảm ơn thật tốt, cứ bị Khương Tuấn mang đi như vậy cũng không tốt. Cố Gia Huy biết chuyện này không? Hứa Minh Tâm hỏi. Cậu chủ đã biết. Anh ấy cũng không qua lại với nhà họ Môn, tin tưởng cô Hứa có thể xử lý. Huống hồ nhà họ Môn quả thật có ơn đối với tiểu thư, cho nên cậu chủ cũng không tiện nhúng tay. Cậu chủ rất lo lắng cho cô Hứa, cô không sao chứ? Tôi không có việc gì, anh bảo anh ấy không cần lo lắng cho tôi. Tối hôm qua anh cũng phải chịu tội rồi, nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ trở về ngay. Tôi chờ tin tức của cô Hứa, đều là do tôi làm việc không tốt. Khương Tuấn tự trách nói. May mắn tối hôm qua bà chủ Môn xuất hiện, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Hứa Minh Tâm cúp điện thoại, đi xuống lầu với Ngôn Hải, cô nhìn thấy mẹ của Ngôn Hải, đại minh tinh tiếng tăm lừng lẫy, mẹ Ngôn Hải tên là Thẩm Thanh, là một ca sĩ xuất đạo. Về sau chuyển sang làm bên truyền hình, là một diễn viên vô cùng xuất sắc. Tuy không phải là xuất thân chính quy, nhưng lại khiến khán giả luôn nhớ kỹ bà. Khi còn nhỏ Hứa Minh Tâm còn rất thích xem phim truyền hình bà diễn. Diễn cái gì giống cái đấy, hơn nữa đều là nữ chính. Đôi vợ chồng Thẩm Thanh và Ngôn Dương cũng là đôi vợ chồng ân ái được công nhận trong giới. Sau khi Ngôn Dương theo đuổi được Thẩm Thanh, tất cả người phát ngôn mỹ phẩm dưới trướng nhà họ Môn đều đổi thành Thẩm Thanh. Hiện giờ bà chủ Môn đã hơn 40 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn vẫn như người phụ nữ tao nhã 30 tuổi. Hứa Minh Tâm không biết từ chỗ nào nghe nói, kiểm tra dáng người của người phụ nữ có tiêu chuẩn hay không. Phải xem cô ấy có thể chịu nổi được sườn xám hay không. Đáng nói bà chủ chính là người đẹp có thể chịu nổi được sườn xám, hơn 40 tuổi, dáng người không hề biến dạng chút nào, còn đẹp hơn cả cô. Thật là hâm mộ xen lẫn ghen tị mài gen hai người đều mạnh như vậy, khó trách sinh hạ được đứa con trai đẹp như tiền bối. Mẹ, Minh Tâm tới rồi. Ngôn Hải tiến lên phía trước nói. Hứa Minh Tâm cung kính khom lưng, nói, bà chủ Ngôn, con tên là Hứa Minh Tâm. Cảm ơn bác tối hôm qua đã cứu con ồ. Bác cũng vừa khéo gặp được thôi. Bác vốn định chờ con trai mình, vừa lúc nhìn thấy thư ký Khương đuổi theo một người, sau đó nhìn thấy có người lén lút lên xe. Bác mới tò mò, đợi thêm trong chốc lát, vừa hay phá hỏng chuyện này. Chứng minh chúng ta cũng có duyên phận, tới đây ngồi bên cạnh bác và con nói chuyện nhiều chút. Thẩm Thanh vẫy vẫy tay, nhìn vô cùng hiên hòa. Ngôn Hải giúp cô kéo chiếc ghế qua. Hứa Minh Tâm cảm kích nhìn thoáng qua, sau đó ngồi xuống. Nơi này không thể so với nhà của mình, cho nên cô có chút câu nệ. Trong bữa cơm, Ngôn Dương không ngừng gắp đồ ăn cho Thẩm Thanh, nói, vợ à, những thứ này đều là món em thích ăn, ăn nhiều một chút, gần đây em chụp quảng cáo đến mức gầy đi rồi. Ngôn Dương cũng không để ý có con ở đây, cứ nói chuyện không đứng đắn như vậy. Ngôn Hải cười cười, rõ ràng đã rất quen thuộc. Bố anh có tiếng là nghe lời vợ. Ở nhà nghe theo vợ, ra cửa cũng nghe theo vợ. Thậm chí bên ngoài còn đồn đãi, gả chồng thì phải gả cho người như Ngôn Dương vậy. Nam bản tam tòng tứ đức. Mệnh lệnh của vợ phải nghe theo, vợ ra cửa muốn đi theo, vợ nói sai cũng mù quáng nghe theo. Vợ tiêu tiền cũng không tiếc, vợ trang điểm thì phải đợi, sinh nhật vợ phải nhớ rõ, vợ đánh chửi cũng nhẫn nhịn. Bọn trẻ đang ở đây, có thể khiêm tốn một chút hay không? Thẩm Thanh bất đắc dĩ nói. Nhà mình thì sợ cái gì? Đến đây, uống hớp canh mà anh vất vả hầm nào. Ngôn Dương đi theo làm tùy tùng. Nếm thử tay nghề của bố anh đi, bố mẹ anh vẫn luôn như vậy, anh lớn lên cũng mệt mỏi lắm. Minh Tâm à, sau này con thường tới làm khách thì sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ngôn Dương vừa cười vừa nói. Bố, con sắp phải xuất ngoại, làm sao Minh Tâm có thể thường tới nhà của mình được? Ngôn Hải nhắc nhở. Nghe nói. Vợ chồng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Cơm nước xong thì để cho Ngôn Hải đưa con trở về,
trên đường chú ý một chút. Dạ, con cảm ơn bà chủ, lần sau con nhất định sẽ chuẩn bị lễ vật. Hứa Minh Tâm còn chưa nói xong thì đã bị Thẩm Thanh ngắt lời. Bác biết quan hệ của con và Cố Gia Huy thân thiết, bác cứu con cũng không phải vì lời cảm ơn của con. Dù cho không phải là vì con trai của mình thì cũng là bác và con có duyên, vừa lúc bị bác gặp phải việc này. Tạ lễ thì không cần, việc này cho qua như vậy đi. Vâng, bà chủ. Hứa Minh Tâm ngoan ngoãn nhận lời. Tuy rằng bà chủ môn nói không cần tạ lễ, không muốn theo khuôn sáo cũ, nhưng phần tâm ý này cô vẫn cần phải cất giữ trong tâm. Về sau hễ là chỗ nào cần tới cô nhất định vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Một bữa cơm kết thúc, bà chủ môn đuổi Ngôn Hải, đưa Hứa Minh Tâm trở về. Cùng lúc đó, cũng để cho người được an bài trong chỗ tối đều hành động. Ngôn Hải đưa Hứa Minh Tâm trở về, sau khi trở về liền hỏi, bố cha ra là ai làm chưa? Tai họa như vậy tuyệt đối không thể nhân nhượng, bằng không, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Minh Tâm ở thủ đô sẽ rất nguy hiểm. Chuyện này con không cần nhúng tay, có mẹ và bố con xử lý, con lên lầu dọn dẹp một chút, không lâu nữa là con đi rồi. Thẩm Thanh thay đổi hình tượng người mẹ trước đó, có vẻ có chút nghiêm túc. Nếu không phải con trai một lòng say mê, yêu thích con bé này thì bà tuyệt đối sẽ không bày ra vẻ mặt hòa nhã như vậy. Kỳ thật Ngôn Hải cũng không muốn ra nước ngoài, lần này cũng là do bà sắp xếp. Hai đứa chỉ khi không gặp mặt mới có thể chặt đứt những niệm tưởng đó. Ngôn Hải còn muốn nói thêm cái gì lại bị bố anh đuổi đi. Yên tâm đi, có bố ở đây rồi, làm sao bố lại để người trong lòng con bị thua thiệt được. Mau về phòng đi, đừng ở chỗ này quấy rầy mẹ con đã bị con chọc tức đến mức nếp nhăn hiện đầy ra rồi kia. Kìa bố, vậy thì nhờ bố. Ngôn Hải liếc mắt nhìn bố một cái, lúc này mới buông tha đi lên lầu. Ngôn Dương đi đến phía sau Thẩm Thanh, giúp bà xoa bóp huyệt thái dương. Mỗi lần bà phiền lòng, đầu đều sẽ đau. Em quá mức hà khắc đối với con rồi, ai cũng có lúc có mối tình đầu. Con trai thích người ta, cũng đã hứa sẽ khống chế được tình cảm của mình, thế nhưng em lại muốn đưa con trai ra nước ngoài chịu tội. Không được nhìn thấy con trai nữa chẳng lẽ em không đau lòng sao? Mối tình đầu thời niên thiếu mới là điểm chết người, nó có thể khống chế không? Làm sao có thể? Chỉ sợ mỗi ngày ở trường học nhìn thấy Hứa Minh Tâm, dễ tình đậm sâu, đến lúc đó muốn quên cũng không thể quên được. Em đúng là không tin tưởng con trai chúng ta, con hiểu chuyện như vậy, khẳng định sẽ. Ngôn Dương còn muốn nói tốt cho con trai, mà Thẩm Thanh lại mất dần kiên nhẫn. Trên người con có máu của em, anh vốn dĩ không biết đứa nhỏ này cố chấp như thế nào, nó rõ ràng. Nói đến một nửa, đột nhiên im bặt. Cuối cùng bà mệt mỏi nói, cũng được. Em cũng chỉ có thể thay con nỗ lực một lần. Chỉ là sự việc tối hôm qua đừng điều tra, kiên quyết truy cứu đến cùng chỉ sợ sẽ liên lụy quá nhiều. Đây là việc nhà của Cố Gia Huy, chúng ta đừng nhúng tay vào, hiểu không? Hiểu hiểu, vợ anh nói cái gì thì là cái đó, đừng nóng giận. Em tức giận gì thì kia cũng là con trai của chúng ta, cũng không thể mặc kệ nó được. Đứa nhỏ này thật là làm em giàu thúi ruột. Thẩm Thanh bất đắc dĩ nói rồi yếu ớt nhắm hai mắt lại. Sâu trong đầu hiện lên từng cơn ác mộng. Vốn bà rất đau đầu, thế nhưng thủ pháp của Ngôn Dương lại rất đúng chỗ, massage vô cùng thoải mái, bà cũng dần dần giảm bớt cơn đau. Thẩm Thanh dựa vào lòng ông, lôi kéo bàn tay to của ông, cười nói, mấy năm nay, cũng chỉ có anh chịu được cái tính xấu này của em. Em là vợ của anh không dung túng em thì dung túng ai? Cũng may tối hôm qua em không xảy ra việc gì, nếu đây không phải việc của nhà họ Cố, anh nhất định phải xen vào. Tìm ra lời giải thích chính đáng nhất. Em trở về phòng nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cho em chút chén thuốc an thần mang qua đây. Không cần bận bịu như vậy, ở bên cạnh em là tốt rồi. Thẩm Thanh ôn nhu nói. Có được người chồng như thế, một người phụ nữ còn cần gì nữa? Hứa Minh Tâm về đến nhà, báo bình an cho Cố Gia Huy. Cô quên mất chênh lệch múi giờ, nói xong lời cuối cùng mới hoàn toàn nhớ tới, nơi này là sáng sớm. Chỗ đó hẳn là đêm khuya. Có phải cô quấy rầy đến thời gian anh ấy nghỉ ngơi rồi hay không? Cố Gia Huy, có phải anh đang mệt mỏi, buồn ngủ lắm rồi không? Vậy em không quấy rầy anh nữa, dù sao hiện tại em cũng không có việc gì. Nói chuyện với anh đi, lòng anh còn chưa bình tĩnh trở lại. Tuy rằng đã tra được, Hứa Minh Tâm ở nhà họ Ngôn bình yên không tổn hao gì, thế nhưng tim anh vẫn đập thình thịch,
cho tới khi cô gọi điện thoại cho mình mới an tâm. Tim anh đập rất nhanh, anh thật sự sợ cô nhóc này xảy ra chuyện gì. Hứa Minh Tâm nghe thấy lời này, trái tim run rẩy. Cô có thể cảm nhận được sự lo lắng và bất an của Cố Gia Huy. Anh nhất định đã lo lắng suốt từ lúc đó đến tận bây giờ. Anh không đi ngủ sao? Bên anh chắc đã khuya lắm rồi. Không mệt, lúc ấy em nhất định rất sợ hãi. Thực xin lỗi, anh không thể ở bên cạnh em. Cố Gia Huy tự trách nói, dù cho anh ở thủ đô, cũng không thể ở bên cạnh em 24/24, lúc nào cũng có thể bị người lợi dụng sơ hở. Gặp đại nạn không chết nhất định sẽ hạnh phúc đến cuối đời, em hẳn là nên đi mua vé số mới đúng. Sự việc đã qua đi, qua cơn mưa trời lại sáng, cô ra vẻ nhẹ nhàng nói, không muốn gia tăng áp lực cho Cố Gia Huy, anh sẽ mau chóng làm xong rồi trở về, một ngày không nhìn thấy em, lòng anh sẽ không an ổn. Hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, khiến anh càng ăn ngủ không yên, được, em chờ anh. Em mệt mỏi, em muốn nghỉ ngơi rồi, anh ở bên kia cũng phải ngoan ngoãn ngủ đấy, coi như ở bên cạnh em, có biết không hả? Cô cố ý nói như vậy, sợ gọi điện thoại không dứt sẽ quấy rầy anh nghỉ ngơi. Cố Gia Huy hiểu rõ tâm ý của cô, gật gật đầu, sau đó liền cúp điện thoại. Trái lại Cố Gia Huy lại không ngoan ngoãn ngủ, mà xử lý văn kiện hợp tác khó nhằn này, anh nhất định phải mau chóng trở về. Trở lại bên cạnh cô. Tối qua, Hứa Minh Tâm bị hoảng sợ, đến sáng vẫn còn sốt, uống chút thuốc liền đi nghỉ. Sau khi tỉnh dậy, không ngờ lời đồn thổi đã đồn khắp bốn phía, đến mức long trời lở đất. Cô lên trang nhất rồi. Có phóng viên chụp được cảnh Thẩm Thanh đưa cô trở về, buổi sáng lại đi ra ngoài với Ngôn Hải. Những lời như sống chung, đi gặp bố mẹ dồn dập xuất hiện, nói rằng hai người đã hẹn hò rất lâu rồi. Thậm chí còn có người bới ra bức ảnh chụp ở trong khuôn viên trường, hai bọn cô đang ở trước hồ Bán Nguyệt ôm ấp nhau. Có người còn nhìn thấy hai bọn họ hôn nhau. Bức ảnh giống như cái búa vậy, từng cái rồi lại từng cái đập xuống. Cư dân mạng có người chửi bới, cũng có người khen ngợi, nói cái đôi này trong trường cũng rất xứng đôi, hôm nay coi như đã thành một đôi rồi, thậm chí còn đi gặp bố mẹ nữa. Đầu Hứa Minh Tâm có một dấu hỏi lớn, gọi điện thoại cho Ngôn Hải. Ngôn Hải cũng lòng nóng như lửa đốt, vẫn đang xử lý. Khương Tuấn giờ phút này cũng phát hiện ra vấn đề, anh rõ ràng đã vận dụng bộ phận quan hệ công chúng, bắt đầu thanh tẩy dư luận. Nhưng mà hình tượng nhân vật công chúng của Thẩm Thanh quá khó xoay chuyển, một đợt chưa xử lý xong, một đợt khác lại nổi lên. Hơn nữa, dường như còn có người phía sau cố tình tạo thế. Khương Tuấn một mặt truy tìm hành tung của người tối hôm qua, một mặt còn phải phân tâm xử lý chuyện này. Quả thật có chút khó khăn. Lúc này, tại nhà họ Ngôn, Ngôn Hải trực tiếp cầm điện thoại lao xuống lầu. Ngôn Dương và Thẩm Thanh đang ngồi ở hậu hoa viên, nhàn nhã thư thái uống trà phơi nắng. Vợ à, em lại đẹp lên rồi. Nói vớ vẩn, Thẩm Thanh ngẩn ra, nhưng nụ cười trên mặt rất rõ ràng. Anh nói sự thật mà, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói nhảm. Em biết mà, vợ, Ngôn Dương cười tủm tỉm nói. Cả thế giới này, vợ ông là đẹp nhất, là mỹ nhân đẹp nhất thế giới. Ngay khi hai người còn đang liếc mắt đưa tình với nhau, Ngôn Hải đã đến. Mẹ, mẹ đọc tin tức chưa? Là mẹ sắp xếp có phải không? Xung quanh nhà họ Ngôn không có phóng viên, không thể nào bị dò gì tin tức ra được, là mẹ để những phóng viên này đến đúng không? Con đang chất vấn mẹ đây à? Thẩm Thanh cau mày, lạnh giọng nói. Ngôn Dương nói theo, con trai. Sao con lại nói với mẹ như vậy? Mẹ con cũng là muốn tốt cho con thôi mà, cái này không phải vì tranh thủ từng chút một cho con sao? Bà ấy đoán được Cố Gia Huy sẽ không ra mặt thừa nhận quan hệ của bọn họ, nếu không sẽ chỉ đem đến tai họa cho Hứa Minh Tâm thôi. Chúng ta thừa dịp chống chảy mà tiền vào, không chứng có dư luận xen vào, con mới có cơ hội có được Hứa Minh Tâm. Cái phương pháp này của ba mẹ là như nào, là hành vi gì chứ, cường bạo à? Cố Gia Huy biết không thể công khai sẽ đem đến cho cô ấy những tai họa và phiền phức không cần thiết. Vậy tình yêu của con, hèn hạ như anh ta à? Con có thể tùy ý khiến người con gái con thích lâm vào phiền não và phân tranh sao? Ngôn Hải hét lớn. Anh ta muốn bảo vệ một người đến thế nào, nhưng lại bị người nhà của mình làm cho tổn thương. Anh ta thật sự cần một cơ hội, nhưng không phải dựa vào thủ đoạn ti tiện như vậy để lấy được cơ hội. Anh cảm thấy mình thật vô sĩ. Con, cái đứa trẻ này, nói chuyện kiểu gì vậy, sao lại hèn hạ được? Con xem con. Ngôn Dương vẫn chưa nói hết, Thẩm Thanh đã đập bàn, đứng lên, nói, tối hôm qua mẹ tốt bụng cứu con bé,
bằng không thì nó bây giờ đang ở đâu chứ, sống chết như nào còn không rõ. Mẹ cứu người con thích, con không nói được câu cảm ơn thì thôi, bây giờ ngược lại còn chất vấn ba mẹ con, tại sao lại dùng thủ đoạn như vậy? Nếu như con không phải con trai mẹ, mẹ sẽ không cứu người này, sẽ không đáng vì cô ta mà đắc tội với người khác, liều cái mạng này. Nếu như con hỏi mẹ như vậy, vậy mẹ sẽ tính toán với con. Cô ta nợ mẹ một cái mạng thì phải dùng những chuyện xấu này để bồi thường, như vậy thì đã làm sao? Nếu như con có năng lực thì tự mình nghĩ biện pháp đoạt người từ tay Cố Gia Huy đi, chứ không phải ở trong nhà uống rượu giải sầu, mặt mày ủ rũ, khiến người lớn chúng ta lo lắng cho con. Hiện tại mẹ cho con cơ hội, là thừa dịp dư luận tạo thế, bản thân tranh thủ một chút. Hay là trực tiếp thu dọn đồ đạc, cút ngay cho mẹ, con tự chọn đi. Mẹ, hai lựa chọn này, đối với Ngôn Hải mà nói đều rất khó khăn. Hắn không muốn xuất ngoại, ra nước ngoài thì sẽ không thấy được Hứa Minh Tâm, hắn thậm chí còn bị tước đi quyền nhìn thấy cô hạnh phúc. Nhưng nếu như không ra nước ngoài thì sẽ phải làm một người đáng khinh. Thực sự phá hủy hoàn toàn tam quan của hắn không có cách nào nhịn được. Thật sự phải chọn một trong hai sao, hai mẹ con cứ rằng co như vậy. Ngôn Dương lòng nóng như lửa đốt, ông tất nhiên sẽ đứng về phía vợ mình. Vợ là trời, con trai chả là cái quái gì cả. Con trai à, con đáp ứng mẹ con đi, mẹ con cũng là vì con nên mới như thế, tối qua mẹ con đua xe như vậy cũng rất nguy hiểm. Con hãy thông cảm cho mẹ con đi. Con xuất ngoại. Ngôn Dương vừa nói dứt lời, Ngôn Hải đã lạnh lùng nói ra ba chữ. Mỗi chữ vang lên rơi xuống đất. Thẩm Thanh nhíu mày, nói, con xác định chứ? Đúng, con xác định, người mà con thích, con muốn dùng những thủ đoạn đàng hoàng thắng được trái tim cô ấy, con có thể hy sinh chính mình, nhưng lại không thể làm tổn hại cô ấy. Còn mong ba mẹ tôn trọng quyết định của con sẽ lập tức đi, hy vọng mẹ không kích động giới giải trí nữa. Được, con đã đại nghĩa như vậy, thì mẹ sẽ thành toàn cho con. Mẹ cũng không đồng ý cho các con ở bên nhau, Cố Gia Huy khẳng định không buông tay dễ như vậy, liên quan đến nhà họ Ngôn chúng ta cũng không có ý nghĩa gì. Con đi sớm đi, mẹ và ba con sẽ không tiễn con đâu, con bây giờ lông cánh đầy đủ rồi. Bởi vì thích một người, mà dám trách cứ mẹ của mình, thật là lớn rồi. Mẹ, con vẫn tôn trọng hai người như cũ, không phải là trách cứ. Con trai mẹ cả đời này chưa từng thích một ai, con thật sự muốn bảo vệ cô ấy, thế nên không thể trơ mắt nhìn cô ấy bị tổn thương, hơn nữa còn là bị những người thân bên cạnh con làm tổn thương nữa. Cùng giống như vậy, mẹ, nếu mẹ bị người khác ức hiếp là người con yêu thương nhất gây nên, thì con cũng đứng về phía mẹ. Con không muốn một thứ nhân quả đúng sai, con chỉ là muốn nghe theo tiếng lòng của mình. Con biết mẹ muốn con quên đi ý nghĩ này, con đáp ứng với mẹ, con sẽ ở nước ngoài che giấu đi tình cảm của mình, con sẽ vì nhà họ Môn mà tìm một người vợ môn đăng hộ đối. Nói xong, anh liền quay người rời đi, bóng lưng có chút tiêu sái, ôi Ngôn Dương nghe lời con nói như vậy, không khỏi lắc đầu, con trai lớn rồi, thật sự không chịu nổi nữa. Thẩm Thanh nghe những lời nói của Ngôn Hải, thân thể cũng cứng ngắc, bà vẫn luôn cảm thấy con trai vẫn chưa trưởng thành, vẫn cần bà che chở, cần bà làm chủ. Nhưng mà hiện tại, bà mới hiểu ra, Ngôn Hải đã có chủ kiến của mình rồi, thậm chí còn tự đảm đương mọi việc được rồi. Thằng bé có chút giống anh, năm đó anh cũng vì em mà tận tâm tận lực như thế, Thẩm Thanh khẽ nói, chợt cảm khái quá khứ, Ngôn Dương tiến lên, dịu dàng ôm bà vào lòng, nói, đúng vậy, rốt cuộc cũng làm con trai của chúng ta. Thế nhưng anh may mắn hơn nó, anh thành công rồi, còn nó thì thất bại. Thẩm Thanh không tiếp lời, mà rúc vào sâu trong lồng ngực của Ngôn Dương, không lâu sau khi Ngôn Hải trở về phòng, Ngôn Dương đến gõ cửa. Bố có thể vào phòng ngồi không? Đương nhiên có thể, bố, mời ngồi. Vừa nãy con đột nhiên nói ra mấy câu kiên định như vậy, làm bố đây còn tưởng rằng con muốn lật trời cơ đấy. Bây giờ đến phòng của con, là muốn chỉ thị một chút, miễn cho con tranh luận lý lẽ nữa. Ngôn Dương tức giận nói, sau đó liên tục gõ vào đầu hắn, ba, con đã không còn là trẻ con nữa rồi, ba vẫn muốn đánh đầu con sao? Sẽ bị ngu đấy. Con không biết lời mình vừa nói khiến mẹ con tức giận thành thế nào rồi sao? Đó là vợ của bố, không phải người mà con có thể răn dạy. Sau này chờ con cưới được con dâu về, bố cũng sẽ răn dạy vợ của con y như vậy, cho con nếm thử xem cái cảm giác đó là như thế nào. Bố, con còn có thể lấy vợ sao? Ngôn Hải có chút đắng cay nói.
Ngôn Dương an ủi con trai, nói, vào thư phòng đi, bố lén giấu nửa chai rượu ngon đấy, hai bố con mình cùng uống một bữa. Sau đó hai người vào phòng khách, Ngôn Dương sờ sờ mó mó vào kệ bếp lấy ra nửa bình rượu. Bố dám giấu rượu sau lưng mẹ. Xuyệt, bố đây không phải vì con à. Nếm thử đi, rượu có thể giải quyết hàng vạn lo lắng đấy. Vậy là hai bố con cùng nhau uống. Bố, tại sao con không giống bố chút nào vậy? Khi bố theo đuổi mẹ mặt dày thế, con bên cạnh bố bao nhiêu năm như vậy mà không có được chút mánh khóe nào. Lần đầu tiên theo đuổi con gái, lại còn theo đuổi thành như này, còn thất bại nữa chứ. Ngôn Hải có chút thất vọng nói. Ôi, con giống mẹ, trách bố, không cho con cái gen tốt đấy, là lỗi của bố. Nhưng mà con có một điểm giống bố, đó là thích một người thì sẽ vượt qua tất cả trở ngại, như con thiêu than lao vào lửa, không biết đau, cũng không biết quay đầu. Cho dù máu chảy ròng ròng, cũng muốn đi tiếp, cuối con đường này, không gì hơn ngoài hai kết cục, như bố ôm được mỹ nhân, hoặc như con, u ám mà kết thúc. Bố, trong lòng con rất khó chịu. Bố biết, không có con dâu ai cũng khó chịu, nếu mẹ con mà rời xa bố một ngày, bố cũng sẽ rất khó chịu. Nhưng chuyện tình cảm ấy, không miễn cưỡng được đâu con ạ, phải tùy duyên thôi. Nói không chừng duyên phận đã rơi trên đầu con rồi, nếu là của con thì chính là của con, còn không phải là của con thì cưỡng cầu cũng không được. Nếu còn cố cưỡng cầu thì sẽ gặp báo ứng đấy, biết chưa hả? Bố, cảm ơn bố đã nói với con nhiều như vậy. Nào, uống xong bình rượu này, con vẫn là Ngôn Hải, là một Ngôn Hải hoàn toàn mới. Con sẽ càng ngày càng tốt. Không phải vì cô ấy thì cũng vì chính mình. Bố tin con, nhất định còn ưu tú hơn cả Cố Gia Huy. Bố con hai người cùng nhau chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bởi vì trong tim có người mình thích, vì thế nên mới ra sức phấn đấu, nỗ lực tiến lên. Chỉ có bản thân càng trở nên ưu tú thì mới xứng đôi được với cô ấy. Tất cả những nỗi khổ của Môn Hải cũng chỉ có thể nhờ vào rượu này mà nuốt vào trong bụng. Hai người không biết rằng, Thẩm Thanh đang đứng ngoài cửa, bà yên lặng mà rơi nước mắt. Ngày hôm sau Hứa Minh Tâm đến trường, ánh mắt mọi người nhìn cô đều vô cùng kỳ lạ. Có người cực kỳ hâm mộ, cũng có người cực kỳ đố kỵ. Cô cũng nhìn thấy người quen cũ là Tô Lê Duyệt, ánh mắt mà cô ta nhìn mình, giống như muốn nuốt cô vào bụng vậy. Cô ta thích Ngôn Hải, tất nhiên không thích hai bọn họ ở cùng nhau. Trái tim Hứa Minh Tâm run lên, sợ rằng có người ném trứng thối hoặc rau thối về phía mình. Dư luận trên mạng vẫn chưa dừng lại, Ngôn Hải phía bên kia chẳng có tin tức gì, làm cô thấp thỏm lo sợ vô cùng. Chẳng qua là những người này cũng không dám tự tiện đối phó với cô, dù sao thì sau lưng cô cũng có nhà họ Cố làm chỗ dựa. Lần trước chú ba Cố xuất hiện ở trường học, đã tạo thành uy hiếp rồi, anh ấy lại còn nói ở trong văn phòng là cô đang được Cố gia bảo ưa thích, làm cho không ai dám trêu chọc. Hứa Minh Tâm lòng đầy lo sợ kết thúc buổi học. Sau đó lại bị bạn cùng phòng vây quanh. Trời ơi, cậu và Ngôn Hải thật sự ở bên nhau đấy à? Cậu cũng quá may mắn đó. Nhà họ Ngôn chấp nhận cậu chưa? Mau nói cho bọn mình biết đi, cậu chiếm được trái tim của Ngôn Hải như thế nào? Lâm Linh Viện và Giang Hà Lan bắt đầu tán ngẫu. Trong đầu Hứa Minh Tâm có một dấu hỏi lớn, Bạch Thư Hân vẫn còn đi làm, bây giờ cô, ngay cả một người giúp đỡ cũng không có. Cậu nhìn những người ở ngoài cửa kia kìa, họ đều đang đợi cậu trả lời đấy. Lâm Linh Viện chỉ về phía cửa. Những người đó không dám vào, túm tụm lại ở cửa, yên lặng đợi cô trả lời. Hiện tại Hứa Minh Tâm là đối tượng bảo hộ trọng điểm, ai cũng không dám động vào. Ngay lúc Hứa Minh Tâm không biết nên giải thích như thế nào thì không ngờ rằng có người trong nhóm kinh hô lên. Mọi người tranh thủ xem tin mới đi, Facebook của Thẩm Thanh cập nhật rồi. Mọi người dần dần lấy điện thoại ra, kiểm tra Facebook. Thẩm Thanh đăng lên một video ngắn giải thích sự việc Hứa Minh Tâm và Ngôn Hải thành đôi. Tôi biết mọi người rất quan tâm đến chuyện này, tôi cũng không ngờ rằng mình chỉ là mời Minh Tâm đến nhà ăn một bữa cơm, thuận tiện nhận em ấy làm con nuôi lại gây ra chuyện náo động như vậy. Nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ không truy cứu chuyện này nữa, chân tướng của sự việc thật ra rất đơn giản, tôi thích cô bé này, có ý muốn kết bạn. Thế nên mới mời em ấy đến nhà làm khách. Vì hôm nay em ấy đã làm con nuôi của tôi rồi, mọi người có gì chưa hiểu rõ có thể hỏi tôi, đừng làm phiền con gái nhà người ta như thế. Ngoài ra, nếu như có người cố ý làm tổn thương đến con gái nuôi của tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu. Hy vọng mọi người có thể cho chúng tôi không gian riêng tư, cảm ơn.
Mọi người kinh ngạc hỗ lên, thật không ngờ Hứa Minh Tâm và Ngôn Hải không có hẹn hò, tối qua chỉ là đến để ăn cơm tối, nhận con gái nuôi mà thôi. Bất kể là trước đây hay sau này thì hiện tại giá trị con người Hứa Minh Tâm đã tăng lên gấp đôi. Hứa Minh Tâm xem hết video, trong lòng cũng biết rõ là Thẩm Thanh đang giúp mình. Nếu như chỉ nói là đơn thuần đến ăn cơm một bữa thôi, vậy việc ở lại cả đêm sẽ không biết giải thích như thế nào. Vậy nên Thẩm Thanh mới nói bản thân nhận con gái nuôi ở lại nhà một đêm, thế mới không bị người khác nói ra nói vào. Hứa Minh Tâm thở dài một hơi, phòng ba cuối cùng cũng bình yên lại rồi, cô rời khỏi đám người, gọi điện thoại cho Ngôn Hải, nhưng mà điện thoại lại gọi không được, sự tình dần dần bình yên lại, tuy vẫn có vài người, nhưng cũng không có ai dám nói linh tinh nữa. Tin tức này truyền đến tai Cố Gia Huy, anh rất cảm kích trước sự giúp đỡ nhà họ Ngôn dành cho Hứa Minh Tâm lần này, thậm chí còn nâng cao giá trị bản thân. Mặc dù có người còn nghi ngờ, nhưng cũng không có ai dám ngang nhiên nữa. Xem ra, vẫn cần phải cảm ơn lòng tốt này của nhà họ Ngôn rồi. Sáng sớm hôm sau, Ngôn Hải đến trường học, anh đứng ở trước cửa lớp của Hứa Minh Tâm, nhìn người đang vùi đầu phấn đấu kia, hô hấp đều đều, đúng lúc này, sau lưng truyền đến một giọng nói, Ngôn Hải. Anh quay đầu nhìn, là Bạch Thư Hân, hôm nay cô xin nghỉ, về trường tìm thầy phụ đạo có chút việc, cô xử lý xong việc rồi. Tùy tiện đi thăm Hứa Minh Tâm một chút, vậy mà lại gặp Ngôn Hải ở đây, anh ta sao lại ở đây? Đang đợi Minh Tâm à? Bây giờ vẫn là giờ học, anh ta đến không đúng lúc rồi, Ngôn Hải, anh đến tìm Minh Tâm à? Có thể âm thầm vào đấy. Không cần, anh đến tạm biệt thôi, một giờ sau bay rồi. Lần trước tụ họp không phải nói vẫn còn một tuần nữa sao? Sao lại nhanh như vậy, hôm nay đã đi rồi sao? Bởi vì tạm thời thay đổi lịch trình. Vậy em giúp anh gọi Minh Tâm ra nhé. Không cần đâu, anh không thích bầu không khí ly biệt lắm, có chút phiền, anh đến xem em ấy một chút là được rồi. Như vậy à, em hiểu rồi. Bạch Thư Hân rủ mắt xuống và nói. Ngôn Hải cũng cô nói thêm gì nữa liền rời đi. Anh ta đi đến phòng chờ, đợi đến phút cuối cùng, cho đến khi loa thông báo không ngừng nhắc nhở, anh mới di chuyển. Đúng lúc này điện thoại của anh chợt có chuông, là một số máy lạ gọi đến. Anh do dự một lúc mới nghe điện, một giọng nói trầm khàn từ bên kia truyền đến. Tôi biết anh không muốn rời khỏi thủ đô vì nơi đây có người con gái mà anh yêu thương nhất. Tôi có thể giúp anh có được cô ấy. Anh là ai? Ngôn Hải nhíu mày, rốt cuộc là ai mà có thể nói ra những lời kiên định như vậy? Anh không cần biết tôi là ai, anh chỉ cần biết là tôi đang giúp anh, toàn tâm toàn ý muốn giúp đỡ anh. Giọng nói đó giống như là phát ra từ dưới địa ngục vậy, nghe rất ma mị. Ngôn Hải nghe xong đôi mày càng nhíu chặt hơn. Tôi biết là anh không muốn rời đi, chỉ cần anh muốn, tôi có thể giúp anh ở lại, bảo vệ cô gái anh yêu. Giọng nói kia lại chậm rãi truyền đến, giống như giọng nói ma quỷ truyền qua tai. Ngôn Hải không thể không thừa nhận bản thân anh đang dao động. Anh rời đi thực sự là do bị ép buộc, nếu có thể được chọn lựa, anh nguyện ý chấp nhận nỗi đau khổ hàng ngày bị cự tuyệt. Cũng không muốn hàng ngày không được nhìn thấy Hứa Minh Tâm. Tuy nhiên, sự tồn tại của anh chỉ làm khó cho Hứa Minh Tâm, làm cho cô càng rơi vào vòng luẩn quẩn. Bàn tay anh siết chặt đến mức móng tay dường như cắm sâu vào da thịt. Câm mồm, anh câm mồm lại cho tôi. Tôi không cần biết anh là ai, tôi không cần ý tốt của anh. Chuyện tình cảm cưỡng cầu cũng không được, tôi biết cô ấy không yêu tôi, rời đi mới là lựa chọn tốt nhất đối với tôi. Nói xong không chờ bên kia nói gì nữa anh liền dứt khoát ngắt máy, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh. Anh không biết được rằng những lời anh vừa nói ban nãy rốt cuộc là dối lòng hay thật lòng muốn vậy. Anh nghiến răng, cuối cùng cũng rời đi mà không ngoảnh đầu lại. Vài ngày sau Hứa Minh Tâm mới biết chuyện Ngôn Hải rời đi, vì mấy ngày qua đều không nhìn thấy anh trong trường. Cô vẫn muốn trực tiếp nói lời cảm ơn anh, sau này từ miệng người phụ đạo mới biết được anh đã rời đi. Hứa Minh Tâm chỉ hy vọng ở nước ngoài anh có thể phát triển tốt hơn nữa, nhất định sẽ trở thành một nhân vật tài giỏi trở về. Con người luôn muốn tôi luyện mình càng ngày càng ưu tú, cô cũng muốn như vậy. Cô cho rằng việc Thẩm Thanh công khai Facebook cũng coi như đã kết thúc, nhưng cô không ngờ rằng nó lại để lại hậu quả lớn như vậy. Ví như trước đây, những bạn không giao tiếp nhiều thường tìm đủ mọi lý do để lên ký túc của các cô, nếu không phải là mua nhiều đồ ăn vặt quá ăn không hết, thì lại là mua một chiếc váy. Bản thân mặc lên thấy không đẹp, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có cô là thích hợp. Mỗi lần đưa y phục đến đều là nói rất nhiều lời không thật lòng. Ây da,
mình mập quá rồi, mặc không nổi nữa. Chị gái à, chị mới chỉ có 45kg, thật là tốt quá mà. Hoặc là dáng vẻ mình trưởng thành quá rồi, những kiểu xinh tươi trẻ trung như này thật không hợp với mình. Chị gái à, chị nói xem ngày ngày mình mặc đồ màu hồng, thắt bím tóc hai bên lên lớp, liệu có hợp với dáng vẻ trưởng thành của mình hay không chứ? Mình không mặc được thật là lãng phí, mình cảm thấy thân hình Minh Tâm mặc thích hợp hơn nhiều. Bạn tự nói mình thì thôi đi, tại sao còn giả dối nói đến dáng vẻ của cô ấy? Mắt cận thì không đẹp sao? Thật xin lỗi, tôi đây không thiếu quần áo. Hứa Minh Tâm cười ha ha nói, trong lòng thấy thoải mái hơn rồi. Ăn, uống, mặc tôi đều không cần. Ăn của người khác một chút, nhận của người khác một chút, cô đều không muốn để sau này không cần vì một chút ân huệ nhỏ nhoi đó mà trở thành gánh nặng ân tình. Ban đầu Hứa Minh Tâm còn khách khí từ chối, nhưng người đến cửa quá nhiều, đến mức cô phải dán một tấm biển cảm ơn đã không làm phiền ở cửa phòng. Bạch Thư Hân giúp cô bình tâm, cô tự nhiên lại thành ra có quan hệ với nhà họ Ngôn, do vậy bọn họ cũng tự nhiên mà tỏ ra nịnh nọt cô hơn. Hứa Minh Tâm nhịn không được mà khóc thút thít, cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi mà lại nhiều người lại xô nịnh cô đến vậy. Nếu mọi người biết bản thân cô chỉ là vợ chưa cưới của Cố Gia Huy, chẳng phải sẽ không cần phải ngưỡng mộ cô nữa sao? Buổi tối Hứa Minh Tâm được nghỉ học, không nghĩ rằng lại nhận được điện thoại của bố cô Hứa Văn Mạnh, nói cô về nhà ăn cơm một chuyến. Bố thường không quản lý cô, tự nhiên hôm nay sao lại gọi cô về nhà ăn cơm? Khương Tuấn vốn muốn đưa cô về, nhưng bị cô từ chối. Khương Tuấn cũng có việc của anh ấy, vì việc đi lại của cô cũng có chút hạn chế. Cô chỉ về nhà thôi mà, hơn nữa bố cô cũng đã biết mối quan hệ giữa cô và Cố Gia Huy, khẳng định cũng không dám làm gì cô, nói không chừng nịnh nọt cô còn không kịp. Hứa Minh Tâm về nhà một mình, vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi vị rất thơm. Mũi cô rất nhạy bén, chỉ một chút thôi đã ngửi ra là hương vị món ăn mà cô yêu thích. Từ nhỏ đến lớn, trên bàn ăn đều bày ra toàn món ăn mà Hứa An Kỳ yêu thích, mà không bao giờ để ý đến cảm nhận của cô. Có một thời gian, cô rất muốn ăn thịt viên tứ hỉ, là một kiểu thịt viên lớn, một miếng to ăn hết, cảm giác ăn một viên thịt lớn thật là ngon quá mà. Sau này dì Lưu đầu bếp của gia đình thấy cô thèm đến đáng thương, đã lén làm cho cô một ít. Bữa đó cô đã ăn hết hai bát cơm, và cảm thấy thật hạnh phúc quá chừng. Tài nghệ nấu ăn của dì Lưu quả thực là rất tuyệt vời. Hứa Minh Tâm nhanh chóng thay dép đi vào, trong phòng khách Hứa Văn Mạnh và Hứa An Kỳ đang nói chuyện với nhau, nhìn thấy cô đi vào, Hứa Văn Mạnh đứng dậy nói, Minh Tâm về rồi đấy à, cả nhà mình rất lâu rồi chưa có ăn cơm với nhau, lần này ở lại ăn cùng nhau một bữa. Vâng, bố. Bố đi gọi mẹ của con, hai chị em con sau này cũng trở thành người một nhà rồi, nói chuyện nhiều với nhau chút nhé. Hứa Văn Mạnh rời đi, phòng khách chỉ còn lại cô và Hứa An Kỳ. Ai nhìn người kia cũng đều không thấy thuận mắt, người đàn ông của cô mới rời đi không lâu và cô đã bắt đầu đi qua đêm không về ký túc xá à. Thật không biết xấu hổ. Người đàn ông của tôi còn không quản tôi, vậy thì chị quản tôi làm gì? Hơn nữa tôi ngủ ở nhà mẹ tôi, có vấn đề gì sao? Cô, Hứa An Kỳ bị nói cho không cãi lại được, từ sau khi Hứa Minh Tâm ở bên Cố Gia Huy, gan càng ngày càng lớn, giờ còn dám tự mình phản kháng. Trước đây cô ta không phát hiện ra miệng lưỡi cô lanh lợi đến vậy, nếu không từ nhỏ cô đã bị bẻ gãy từng chiếc răng rồi. Hứa Minh Tâm, cô đừng đắc ý quá sớm. Tôi nói cho cô biết, hiện tại đây không phải là nhà họ Cố, cô còn là em gái của tôi sai cô làm gì thì cô làm cái đó, nếu không tôi không cần phải khách khí với cô nữa. Đi, rót cho tôi ly trà, tôi khát rồi. Việc rót trà đã có người làm, nhưng Hứa An Kỳ vì muốn làm nhục cô, nên bắt cô đi làm. Hứa Minh Tâm không nói không rằng, thật sự chạy vào trong bếp bê ra một bình trà, chị từ từ uống nhé, cẩn thận không nóng. Hứa An Kỳ nghe cô nói vậy liều nhíu mày nghỉ hoặc, cô không hạ độc vào bình trà này đấy chứ. Sao có thể thế được, tôi cảm thấy chị nói rất đúng, ở nhà họ Hứa chị là chị của tôi, áp đặt được tôi. Những gì chị đối xử với tôi ở đây, cùng lắm đợi khi về nhà nhà họ Cố, tôi trả lại cho chị là được rồi. Trà tôi pha si dây uống thấy ngon không? Sau này chị pha trà cho tôi, nhất định phải đúng chuẩn như thế này nhé. Hứa An Kỳ toan ném bình trà nóng vào người cô, nhưng cô không muốn nên đã gấp gáp hô dừng, đợi đãi. Chị có cần nghĩ kỹ lại không, chị mà dám ném qua đây, đợi khi về nhà nhà họ Cố, khi tôi ném bình trà nóng vào người chị, thì chị cũng phải nhẫn nhịn tôi đó. Cô,
Cô! Hứa An Kỳ tức đến mức run người, khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô ta đã tức đỏ lên như gan heo, tay cầm chặt bình trà đến mức trên mu bàn tay nổi gân xanh mà không thể ném đi được. Hứa An Kỳ nói rất đúng, ở nhà họ Hứa cô ta là chị, nhưng ở nhà họ Cố, cô ta chỉ là hậu bối. Không lâu sau đã đến khách sạn 5 sao, ở cửa, cô gặp thị trưởng và con ông ta, cô chưa từng gặp con của ông ta ở trường, trông anh ta hiền hậu chất phác, lịch sự văn nhã, mang kính đen, nhìn rất thẹn thùng. Lúc anh ta nhìn thấy Hứa Minh Tâm, còn có chút lo lắng bất an. Cũng không bắt tay, Hứa Văn Mạnh không để cô đi vào theo, mà để cô tiếp đón con trai của thị trưởng. Sau khi hai trưởng bối rời đi, Hứa Minh Tâm nói, tôi tên là Hứa Minh Tâm, anh tên là gì? Tôi tên Dương Vĩ Quân. Ừ, vậy kế tiếp đi đâu? Đi ăn cơm đi, tôi cũng không biết gần đây có cái gì ăn ngon, cô muốn ăn cái gì? Tôi có thể tùy ý chọn sao? Ừ, KFC, anh từng ăn chưa? Cái này có ai chưa từng ăn chứ? Hứa Minh Tâm nghe vậy có chút yên tâm, cô thật sự sợ kẻ có tiền đều có một bộ dáng như Cố Gia Huy, những thực phẩm thức ăn nhanh này cũng chưa từng ăn. Cô nhìn thấy bên cạnh có cửa hàng KFC, liền nói, tôi muốn ăn cái này, anh thì sao? Được, Dương Vĩ Quân rất thật thà, cũng không dám nhìn cô, có điều anh ta rất lịch sự, lắp bắp hỏi Hứa Minh Tâm muốn ăn cái gì. Sau đó rất nhanh nhẹn đi gọi, cô ăn được nhiều như vậy sao? Cô gọi một phần ăn, một đồ uống, còn có khoai tây chiên, cánh gà, bánh đậu đỏ. Dương Vĩ Quân còn chưa gặp qua cô gái nào có thể ăn nhiều như vậy đâu. Hứa Minh Tâm nghe vậy cũng có chút xấu hổ. Cô đã quên, đây là lần đầu tiên ăn cơm có thể quá kiêu ngạo hay không? Gọi nhiều như thế, đợi lát nữa lúc để người con trai trả tiền có phải rất xấu hổ hay không? Có phải tôi ăn có chút nhiều không? Đợi lát nữa để tôi trả tiền đi. Thật xin lỗi. Đâu đến phiên cô trả tiền đâu, con trai và con gái ra ngoài ăn cơm. Đương nhiên làm con trai trả tiền rồi. Dương Vĩ Quân kiên định nói, nhưng mà tôi ăn rất nhiều đấy, Hứa Minh Tâm băn khoăn nói. Tôi nuôi nổi cô. Âm thanh nói chuyện của anh ấy càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đầu cũng sắp chân đến trên ngực. Hứa Minh Tâm không nghe được mấy chữ phía sau, không khỏi có chút nghi hoặc. Sao anh ấy đột nhiên lại đỏ mặt, vì sao? Lúc Hứa Minh Tâm ăn, Dương Vĩ Quân hỏi, sao cô không hỏi xem tôi? Vì sao tôi muốn gặp cô? Hèn gì tôi cứ có cảm giác đã quên mất thứ gì đó, vừa rồi ăn tập trung. Tuy rằng chúng ta học cùng một trường, nhưng mà tôi chưa từng gặp anh, hẳn là anh cũng chưa từng gặp tôi nhỉ? Đúng là chưa từng gặp, nhưng tên của cô lại như sấm bên tai. Dương Vĩ Quân thật thà cười, lần này nói chuyện đột nhiên lưu loát hơn. Từ sau khi trang web trường bắt đầu làm sáng tỏ vụ tai tiếng của cô, toàn bộ trường học đều biết đến tên của cô. Về sau cô chứng minh mình trong sạch, việc này cũng coi như kết thúc. Thế nhưng nam sinh ngành kỹ thuật của chúng tôi đề xuất bình chọn hoa hậu giảng đường của trường học, có không ít người chọn cho cô. Tôi cũng chọn cho cô một phiếu, chỉ tiếc, cuối cùng không tăng lên, chỉ xếp thứ ba. Tôi cảm thấy thẩm mỹ của bọn họ có vấn đề, cô đáng lẽ đừng phải thứ nhất. Hứa Minh Tâm nghe vậy nhịn không được bật cười, nói, sau đó thì sao? Vì sao anh lại muốn gặp tôi? Mấy ngày hôm trước cô được nhà họ Ngôn nhận làm con gái nuôi, tôi mới có dũng khí, tôi nghĩ, chúng ta đã đủ để môn đăng hộ đối. Cái gì, nếu là trước kia, bố tôi có thể chướng mắt cô, nhưng hiện tại, thân phận của cô đã vô cùng xuất chúng. Nếu tôi muốn kết giao với cô, bố tôi khẳng định sẽ đồng ý, cho nên tôi mới lấy hết can đảm, muốn hỏi cô. Cô cảm thấy tôi như thế nào, làm bạn trai, hoặc là chồng tương lai có thích hợp không? Xin lỗi, tôi có người yêu rồi. Hứa Minh Tâm ngượng ngùng cự tuyệt nói. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Hả, như vậy, là do tôi không suy nghĩ chu đáo. Vậy tôi, còn có thể ăn không? Hứa Minh Tâm nhìn một bàn đồ ăn phía trước, yếu ớt hỏi. Ăn đi, ăn đi. Tuy rằng Dương Vĩ Quân có chút nhục chí, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Hứa Minh Tâm. Lại không hề tức giận. Hứa Minh Tâm ăn uống no đủ, nhìn thời gian, nói, sắp đến giờ đi học buổi chiều rồi, anh muốn trở về cùng tôi không? Vậy sau này tôi còn có thể mời cô không? Tốt nhất nên từ bỏ đi, thứ tình cảm này nói chung vẫn là không tốt, anh thấy tôi tốt chỗ nào vậy? Để tôi sửa lại xem, nói không chừng anh sẽ không thích tôi. Tôi cảm thấy cô rất đáng yêu. Ai ra, tôi chỉ có một ưu điểm này, cái này không thể sửa được. Vậy tôi chỉ có thể chúc anh may mắn, sớm một chút tìm được cô gái tình đầu ý hợp. Trở về trường học đi, thời gian cũng không còn sớm.
Đi thôi. Tuy rằng Dương Vĩ Quân có hơi khổ sở, nhưng so với suy đoán của mình cũng không khác biệt lắm. Bên ngoài đồn đãi Ngôn Hải cảm mến cô, mình thì có tư cách gì chứ? Có thể gặp mặt cô một lần, đơn độc ăn một bữa cơm, cũng đã rất vui vẻ rồi. Hứa Minh Tâm trở lại trường học, tự cho là làm không chê vào đâu được, Cố Gia Huy khẳng định chẳng hay biết gì, cái gì cũng không biết. Lại không ngờ, mấy kẻ dòm ngó bên cạnh cô căn bản không chỉ có mình Khương Tuấn. Lúc Cố Gia Huy biết được vị hôn thê của anh và một người con trai xa lạ khác ăn cơm với nhau, đầu chợt cảm thấy thật đau. Buổi tối Hứa Minh Tâm về đến nhà, theo thường lệ gọi video cô cho Cố Gia Huy. Danh sư lớp học, truyền đạt một với một. Lúc Hứa Minh Tâm đang vùi đầu làm bài, bên tai truyền đến giọng nói không mặn không nhạt của Cố Gia Huy. Nghe nói giữa trưa hôm nay em không về nhà ăn cơm. Bạch Thư Hân giữa trưa cũng không trở về, em một mình nhà ăn cơm nhàm chán lắm sao? Hả? Hứa Minh Tâm phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó mới kịp thời nhận ra, tròng mắt đen bóng nhanh chóng chuyển động. Đại não nhanh chóng hoạt động, không đâu, không phải còn có Lâm Linh Viện và Giang Hà Lan sao? Hai người bọn họ rất náo nhiệt, ngồi cùng em, sao em lại nhàm chán được? Anh còn tưởng rằng em không nhìn thấy anh, trà không nhớ cơm không nghĩ, nhưng anh cảm giác em ăn uống rất tốt, mỗi bữa đều ăn rất nhiều. Theo như người báo cáo, Hứa Minh Tâm ăn xong một cái hamburger lớn, còn ăn thịt gà cuốn Bắc Kinh, một cốc đồ uống lớn, ngoài ra còn có những thứ tạp nham khác. Không có nha, em nhớ anh đến mức gầy đi mấy cân đấy. Hứa Minh Tâm nhanh chóng bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, muốn mình trông gầy một chút. Hai ngày này Cố Gia Huy không ở đây, cô ăn hơi bụng, trên bụng giường NS còn có ngấn. Thật vậy không? Cố Gia Huy nhướng mày nói, giọng điệu bình thản, cô nghe mà khắp da đầu tê dại. Đúng vậy, anh trở về sẽ biết, bài tập em đã làm xong rồi, em muốn tắm rửa rồi đi ngủ, tạm biệt. Hứa Minh Tâm vội vàng cúp điện thoại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói chuyện cùng một con sói xám, thật làm cho người ta run sợ trong lòng. Cũng không thể để anh biết việc mình và người đàn ông khác ăn cơm với nhau được, nếu không mong cô sẽ phải chịu nạn mất. Mà giờ phút này, bên Cố Gia Huy đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy mọi thứ. Anh đã đặt xong máy bay cho tối mai. Đàm phán nhanh như vậy sao? Ôn Thanh Vân có chút kinh ngạc. Cô còn tưởng rằng Cố Gia Huy phải chuẩn bị cả nửa tháng. Đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, ưu khuyết điểm của Ôn thì tôi đều đã đánh giá qua, tôi có 80% chắc chắn. Mấy ngày nay cậu cũng vất vả rồi, nếu như thành công, kế tiếp còn có tiệc ăn mừng, cậu cũng không tham gia sao? Không được, tôi sợ tôi lại trở về trễ một chút, mèo nhà này sẽ biến thành mèo hoang mất. Cố Gia Huy đau đầu đỡ trán, có chút bất đắc dĩ nói. Ôn Thanh Vân nghe vậy không khỏi cười khẽ ra tiếng, trước kia Cố Gia Huy không có chỗ ở cố định, cũng sẽ không quyến luyến một chỗ nào. Nhưng hiện tại, bị một cô gái nhỏ làm đầu óc hỗn loạn như thế, mỗi ngày đều nhớ phải đi về. Đàn ông lo cho gia đình là người đàn ông tốt. Tôi lo cho gia đình thì có ích lợi gì, cô ấy cũng không quan tâm. Người khác tan học trở về, như con ngựa hoang thoát cương, cô ấy lại khác, là heo lao tới. Người ta nói con gái phải nuôi đầy đủ. Nếu không chỉ một chút ân huệ nhỏ của người khác cũng sẽ câu dẫn con gái đi. Hiện giờ tôi còn nuôi viên đạn bọc đường, nhưng tôi còn lo lắng người khác cho cô ấy một miếng kẹo đường, cô cũng có thể tung ta tung tăng cùng chạy theo người ta. Sao cậu lại không tự tin như thế? Thế này không giống cậu chút nào. Có lẽ L.A. Huyền.do quá mức để ý đi. Anh lắc đầu cười khẽ, lời này có nồng đậm quyến luyến, cũng có một chút bất đắc dĩ. Đặt người nào đó cái gì đó vào trái tim coi trọng như vậy, anh cũng không biết là tốt hay xấu. Nhưng mà bảo anh đối xử không tốt với Hứa Minh Tâm, anh lại không làm được. Đơn giản chỉ là như thế. Cậu cùng anh hai của cậu quả thực giống nhau như đúc, đêm nay đi gặp Cố Cố đi, nó rất nhớ cậu đấy. Hứa Văn Mạnh thành công lấy được chứng nhận, Hứa Minh Tâm cũng tiến đến hỏi manh mối của mẹ cô. Hứa Văn Mạnh chỉ cho cô một địa chỉ, là thôn trấn ở tỉnh bên nào đó. Đây là nơi mẹ cô từng ở. Nhưng hiện tại người còn ở đây không, ông cũng không biết. Sau khi Hứa Minh Tâm lấy được địa chỉ, tính toán bất thời giờ đi một chuyến. Cuối cùng cô cũng có được tin tức của mẹ, cô thật sự rất muốn biết, lúc trước sao bà lại nhẫn tâm bỏ lại mình như vậy. Cái ý tưởng này vẫn luôn xoay quanh trong đầu, không vứt đi được. Ngày hôm sau là cuối tuần, Bạch Thư Hân bảo cô đi cùng, mua chút đồ.
nhìn cô dạo ở cửa hàng châu báu trang sức, không tránh khỏi thắc mắc, cậu muốn mua vàng sao? Không phải, tớ muốn mua một viên pha lê màu hồng, vẫy gọi đào hoa. Còn mua cho cậu một con tỳ hưu, có thể trừ tà đấy. Cậu và Cố Gia Huy ở bên nhau, chắc chắc không ngừng có rắc rối. Như vậy không quá lãng phí đấy chứ. Hai bộ quần áo lần trước cậu mua cho tớ có thể còn đắt hơn những thứ này nhiều đấy, cứ coi như tớ còn tình người đi. Bạch Thư Hân chọn tới chọn lui, mua cho cô một con tỳ hưu, mua cho bản thân một viên pha lê màu hồng trong suốt. Còn hỏi cô ấy muốn hay không, Hứa Minh Tâm lắc đầu như lúc lắc. Hai người ra khỏi cửa hàng, đang đi ở ven đường, không ngờ rằng có một chiếc xe mô tô quẹt vào người, lại nắm chặt lấy túi của Bạch Thư Hân, trong phút chốc liền giật đi mất. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Thư Hân liền phản ứng lại, kinh ngạc hét lên, túi của tôi, mau bắt cướp đi. Bạch Thư Hân dùng tốc độ nhanh chóng đuổi theo, có người đúng lúc đó cưỡi xe đạp điện đến, cô liền trực tiếp tiến lên cướp lấy, đuổi theo. Cô là ai hả, ban ngày ban mặt lại đi cướp xe. Thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi, bạn của tôi chỉ mượn một chút mà thôi. Cho anh tiền này, ngày mai tôi mang xe đến đây trả, tạm biệt. Hứa Minh Tâm trực tiếp lấy ra hai tờ tiền in mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa qua, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo. Nhưng hai cái chân này của cô sao có thể so với hai cái bánh xe cơ chứ? Đúng lúc này, Khương Tuấn lái xe đến. Mau đuổi theo Bạch Thư Hân, gọi điện thoại cho bác sĩ Doanh. Được. Khương Tuấn không dám do dự, nhanh chóng đuổi theo. Khốn khiếp, cách mạng đời thứ ba mà mày cũng dám cướp, để chị đấy cho mày hối hận vì đã chui từ bụng mẹ ra. Bạch Thư Hân quen thuộc phố lớn ngõ nhỏ của thủ đô, nhìn thấy đối phương cũng không đi đường lớn, mà lại xuyên qua hẻm nhỏ. Cô biết nơi này có một khu nhỏ, nếu đi tắt, nói không chừng còn có thể ngăn lại được. Bạch Thư Hân cắn răng, tăng tốc độ lên, tạt ngang qua khu nhỏ. Thời điểm cuối cùng cũng ra khu nhỏ, cũng nhìn thấy sự xuất hiện của cái xe kia, hai người đối mặt mà đến. Tên chủ xe sừng sốt một hồi, không ngờ rằng cô đi xe đạp điện mà lại nhanh hơn cả xe máy. Hắn thả tốc độ chậm lại theo bản năng, nhưng Bạch Thư Hân lại vọt lên. Phịch một tiếng, Bạch Thư Hân mượn lực quay cuồng xuống dưới, dùng phần lưng tiếp đất, lăn vài cái sau đó lại đứng lên. Cô không hề quan tâm cổ tay cổ chân đều bị chảy xước. Trực tiếp nhanh chóng nhằm về phía hai người. Hai tên kia rơi xuống đất còn chưa hết bàng hoàng, mặt mũi bầm dập, còn không kịp kêu thảm thiết đã bị Bạch Thư Hân đè tay lên sau lưng, tay còn lại giật lấy túi của mình về. Đồ của bà đây mà mày cũng dám cướp à, chán sống rồi phải không? Đúng lúc này, bảo an của khu vực đến, khống chế hai tên đó, đưa đến sở cảnh sát. Theo như quy định, cảnh sát phải xử lý hết số đồ trộm được nên túi sách của cô tạm thời không cách nào lấy lại được. Tổng tài Bá Đạo và cô vợ nhỏ Hứa Minh Tâm nhận được tin tức liền chạy nhanh đến bệnh viện, nhìn cổ tay và cổ chân cô có nhiều vết chảy xước nặng nhẹ khác nhau, xót xa đến chết đi được. Cậu đợi tớ ở chỗ này, tớ đi mua thuốc cho cậu. Không có việc gì đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Không được, lưu lại sẹo thì làm sao bây giờ? Sau khi Hứa Minh Tâm rời đi, Bạch Thư Hân lẳng lặng chờ đợi một mình. Rất nhanh sau đó cảnh sát đến, đối xử với cô vô cùng tôn trọng. Chắc hẳn họ đã tìm ra danh tính của cô trong hệ thống của sở cảnh sát. Cô Châu, túi của cô đây. Cô xem thử đồ đạc bên trong có bị mất gì hay không? Vâng. Bạch Thư Hân vốn định đứng lên nhận lấy, không ngờ rằng đột nhiên ở giữa xuất hiện một bàn tay giật lấy túi của cô đi mất. Cô lập tức nhíu mày nhìn qua, không ngờ đó lại là Lệ Nghiêm. Anh tới làm cái gì? Anh Doanh. Đối phương đoán được thân phận. Vâng. Em gái nhà tôi không đi gây chuyện đúng không? Không có không có, hai chiếc xe mô tô này hôm nay thực sự hung hăng ngang ngược, còn đụng phải không ít người, cũng nhờ cô Châu Trượng Nghĩa ra tay, giúp cho chúng tôi bắt được hai tên đó. Không đi gây chuyện là tốt rồi, tính tình con bé này bướng bỉnh, mong các vị thông cảm cho. Không có việc gì, không có việc gì, là cô Châu giúp đỡ chúng tôi mới đúng. Thủ tục kết thúc rồi, tôi đưa người đi đây. Đi cẩn thận. Lệ Nghiêm nghe vậy liền nắm chặt lấy tay Bạch Thư Hân, định rời đi, nhưng Bạch Thư Hân lại hung hăng nhíu mày, đau đến hít hà một hơi. Anh ấy lúc này mới chú ý tới bàn tay chảy xước, cổ tay còn phồng lên một cái bọc rất lớn. Anh ấy lập tức hiểu ra, xương cốt của cô đã bị bầm tím và chịu tổn thương lúc chống tay xuống đất. Em thật là, càng sống càng thụt lùi, tôi không cần anh lo lắng, đưa đồ cho tôi.
bây giờ không phải lúc để em làm loạn. Lệ Nghiêm thấy cô vẫn cứ giãy giụa, trực tiếp bế cô lên lên, trực tiếp bế cô ra khỏi sở cảnh sát. Lúc Hứa Minh Tâm quay lại vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Bác sĩ Doanh, tôi đưa cô ấy về trước đã, không tiện chờ cô Hứa về. Không sao không sao, lát nữa ta tự mình về được, chỉ là số thuốc này. Đưa cho tôi là được rồi. Lệ Nghiêm mang theo Bạch Thư Hân lên xe, sau đó liền rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bạch Thư Hân vô cùng tức giận nói, anh không phải nói sau này sẽ cố gắng ít xuất hiện trước mặt tôi hay sao? Vậy bây giờ anh đang làm cái gì đây hả? Nếu em yên ổn không có việc gì, anh tự nhiên sẽ không xuất hiện làm phiền em. Nhưng mà em bắt cướp cũng bắt không xong, đã vậy còn biến mình thành bộ dạng thế này, em nói anh có thể khoanh tay đứng nhìn hay không? Cho dù anh đồng ý đi chăng nữa, bố mẹ dưới suối vàng cũng sẽ không đồng ý. Anh không cần lấy bố mẹ ra ép tôi, chút thương tích này tôi tự mình xử lý được, anh dừng xe đi, tôi muốn xuống xe. Không được, Lệ Nghiêm không thèm liếc mắt đến một cái, lạnh nhạt cự tuyệt. Là anh nói đây nhé. Lúc này vừa mới lái xe, khi tốc độ còn chưa tăng, xe không có tự động lạc khóa. Lệ Nghiêm cũng đã quên đóng lập cô không chút do dự, trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống. Thư Hàn, Bạch Thư Hân lăn lộn vài vòng trên mặt đất. Rất nhanh sau đó lại lần nữa đứng lên, lúc này không hề bị thương. Đây là bản lĩnh tôi học được đấy. Cô lạnh giọng nói, sau đó xoay người rời đi. Lệ Nghiêm cắn răng, không hề đuổi theo.